Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 21. Nhìn thấy Tiết Hồng Đồ đến, Lam Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, cô có mối quan hệ tốt với Tiết Hồng Đồ. Tiết Hồng Đồ có thân phận là hội trưởng Hiệp hội Võ Thuật, chỉ cần Tiết Hồng Đồ còn có mặt sẽ không ai dám manh động với Dương Tiêu. Tiết Hồng Đồ liếc nhìn đám đông đen mặt mắng mỏ, hỗn láo. Ai dám nói bậc thầy Dương là phế vật? Ông ấy đã điều tra thân phận của Dương Tiêu, quả thực là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết bị sỉ nhục suốt 5 năm, nhưng trận chiến trong Thượng Võ Đường đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của Tiết Hồng Đồ về Dương Tiêu. Tên này không phải phế vật sao? Nhiều người làm bằng. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người khinh thường Dương Tiêu, điều mà bọn họ khinh thường nhất chính là ăn bám vợ không có chí tiến thủ. Con người Trường Hà co rút lại, cái gì? Tên khốn kiếp này là PS vật nhà họ Đường. Nghĩ mình bị thương nặng do phế vật, Diệp Trường Hà suýt nữa hộc máu, lúc này xấu hổ không chịu nổi. Hội trưởng Tiết, chẳng lẽ ông không tin những gì tôi nói? Sắc mặt của Trương Tử Hào thay đổi. Mặc dù bây giờ anh ta có thanh danh bê bối, nhưng dù sao vẫn là cậu chủ nhà họ Trương một trong tứ đại gia tộc, ai dám không cho anh ta nửa sắc mặt đẹp. Khi tất cả mọi người đều thắc mắc, Tiết Hồng Đồ chỉ vào Dương Tiêu nói với vẻ mặt nghiêm túc, vớ vẩn. Các người có từng biết, hôm khai trương thượng võ đường của cô Lam, Phát Tu Hiền của Taekwondo cổ Hàn Quốc, người được mệnh danh là kỳ tài võ thuật hiếm thấy trong 3.000 năm đến đập phá phòng tập, biết cuối cùng ai là người đứng ra giải quyết không? Phát Tu Hiền đến đập phá thượng võ đường, vẻ mặt của rất nhiều võ sĩ đều ảm đạm xuống. Không thể không nói, trong khoảng thời gian trước, Phát Tu Hiền của Taekwondo cổ Hàn Quốc được ca tụng là kỳ tài võ thuật hiếm thấy trong 3.000 năm đến thành phố Trung Nguyên. Rất nhiều bậc thầy võ thuật bị Phát Tu Hiền đánh bị thương nặng, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Trong mấy ngày đó, không biết bao nhiêu phòng tập đã bị đóng cửa, sợ bị Phát Tu Hiền tìm tới cửa. Đúng lúc này, có tin một chàng trai trẻ tuổi đã đánh bại Phát Tu Hiền võ sĩ Taekwondo kỳ tài võ thuật hiếm thấy 3.000 năm chỉ bằng một chiêu. Hàn đại trung cao thủ Taekwondo cổ Hàn Quốc đai đen chín nhìn thấy người này. Đã lập tức quỳ xuống, thân thể run rẩy giống như nhìn thấy thần chết không rét mà run. Khuôn mặt già nua của Diệp Trường Hà run rẩy điên cuồng, hai mắt mở to, chẳng lẽ ngày hôm đó người đã đánh bại Phát Tu Hiền chỉ trong một chiêu là thằng nhóc này. Đúng vậy, chính là bậc thầy Dương, Tiết Hồng Đồ trịnh trọng nói. Àm, lời này vừa dứt, dường như có sấm sét nổ vang. Đám cao thủ võ thuật cùng đám người xem đều ngắn ra. Vậy mà người đánh bại kỳ tài võ thuật bất khả chiến bại hiếm thấy trong 3.000 năm lại là Dương Tiêu chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết. Điều này, làm sao có thể? Ôi! Trong phút chốc, vẻ mặt của mọi người có mặt hiện trường thay đổi điên cuồng, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Dương Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Trương Tử Hào cảm thấy như thể mình đang hứng chịu một tiếng sét giữa trời xanh. Anh ta không ngờ Dương Tiêu lại là người đánh bại bậc thầy võ thuật Phát Tu Hiền trong truyền thuyết. Diệp Trường Hà nghe xong, hai mắt tối sầm, suýt nữa ngắt xỉu. Suy sụp, Diệp Trường Hà thực sự đầy ắp sự suy sụp. Dù là bậc thầy nội lực số 1 ở Trung Nguyên, nhưng đối mặt với Phát Tu Hiền, ông ta đã bị Phát Tu Hiền dùng 3 chiêu đánh ngã lăn quay ra đát. Lúc đầu, Diệp Trường Hà còn đang băn khoăn không biết cao thủ nào dùng một chiêu có thể đánh bại được một người mạnh mẽ đáng sợ như Phát Tu Hiền. Điều khiến ông ta nằm mơ cũng không thể ngờ tới là người đánh bại Phát Tu Hiền lại là Dương Tiêu. Hóa ra là cậu ta, chẳng trách có thể phế Diệp Trường Hà dễ như trở bàn tay. Một võ sĩ kinh ngạc nói. Đúng vậy, quá mạnh, chẳng phải ác ma Phát Tu Hiền cũng bị bậc thầy Dương dùng một chiêu đánh bại còn gì. Làm sao một bậc thầy như vậy có thể phá rối trật tự của hội giao lưu võ thuật? Đúng vậy, bậc thầy Dương là một cao thủ của thiên hạ, đầy lùi chủng tộc nước ngoài. Cứu toàn bộ thế võ thuật Trung Nguyên. Là con cưng của trời độc nhất vô nhị chân chính, là nhân tài xuất chúng. Đám người đều kinh ngạc, thân phận của Dương Tiêu bại lộ, không ít võ sĩ bị thực lực của Dương Tiêu chinh phục, trên mặt cũng không còn lộ ra một chút bất kính nào. Một võ sĩ với vẻ mặt đầy xấu hổ bước tới, chắp tay nói, bậc thầy Dương, là tôi có mắt không tròng, vừa nãy suýt chút nữa đã xúc phạm cậu, mong cậu hãy tha thứ cho tôi. Bậc thầy Dương, tôi có mắt không biết Thái Sơn. Vừa nãy khiến cậu chê cười rồi. Một người khác tiến lên, xấu hổ nói. Bậc thầy Dương. Trong chốc lát, không ít võ sĩ vừa nãy sắp ra tay đều bước lên xin lỗi, vẻ mặt đều từ tức giận chuyển thành kính trọng. Nghĩ đến mình xúc phạm Dương Tiêu mặt mày Diệp Trường Hà tái xanh, ông ta rất hối hận nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Vốn Trương Tử Hào muốn mượn tay nhiều võ sĩ dạy dỗ Dương Tiêu,
giờ phút này giống như hứng chịu 1 triệu điểm sát thương, cả người ngơ ngác đến cực điểm. Đánh chết Trương Tử Hào cũng không thể ngờ được Dương Tiêu đã trở thành bậc thầy Dương hàng nghìn người kính trọng ngưỡng mộ. Vừa nãy rất nhiều võ sĩ đều tức giận, một mặt vì thể diện của Diệp Trường Hà, mặt khác lại muốn kết bạn với Trương Tử Hào. Xét cho cùng, Trương Tử Hào xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Nếu leo lên được cành cây cao Trương Tử Hào này, thì họ sẽ thực sự được phát triển. Bây giờ thân phận của Dương Tiêu đã bị lộ, tất cả mọi người trong đám võ vĩ này đều dùng mình, bọn họ chẳng còn tâm trạng quan tâm đến Trương Tử Hào. Phác Tu Huyền kỳ tài võ thuật hiếm thấy trong 3.000 năm đã bị hạ gục bởi một chiêu, Hàn Đại Trung Tây Côn Đô của Hàn Quốc có đai đen 9 cũng quỳ xuống tại chỗ, điều này gây sốc đến mức nào. Nếu bây giờ không xin lỗi khiến Dương Tiêu hài lòng, Dương Tiêu tìm họ tính sổ, thì ai có thể chịu đựng được. Dương Tiêu xua tay, không sao. Anh biết vừa rồi những người này đã bị Trương Tử Hào giật dây, có rất nhiều người muốn lôi kéo làm quen với Trương Tử Hào để trục lợi. Chẳng ai là hoàn hảo, con người thì không hoàn toàn được cả mọi chuyện. Dương Tiêu không muốn so đo quá nhiều với những võ sĩ này. Bậc thầy Dương thật tuyệt. Bậc thầy Dương có tấm lòng sâu rộng, là tấm gương cho chúng ta. Mọi người khen ngợi, Dương Tiêu chỉ cười, không hề để ý một chút nào. Ngay sau đó, ánh mắt của Dương Tiêu khóa chặt trên người Trương Tử Hào, một loại hơi thở cưỡng ép vô hình bao phủ lên. Dương Tiêu, anh muốn làm gì? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, mí mắt Trương Tử Hào nhảy loạn xạ. Dương Tiêu nở một nụ cười vô hại, anh Trương, anh xem sau lưng anh là ai? Ai? Trương Tử Hào quay đầu lại theo bản năng. Đúng lúc này, tay phải của Dương Tiêu vung nắm đấm thật mạnh vào khuôn mặt già nua của Trương Tử Hào. Trương Tử Hào nào có thể ngờ được Dương Tiêu sẽ tấn công mình vào lúc này. Một lực mạnh rơi xuống, mặt Trương Tử Hào run lên, toàn thân bay ngược như diều bị đứt dây. Trên không trung, nước miếng của Trương Tử Hào bay tung tóe ra, hai hàm răng bên trong dính máu bay lên không trung. Dưới ánh mắt của mọi người, Trương Tử Hào ngã xuống đất như rác rưởi. Lúc này dưới lực mạnh mẽ này, não của Trương Tử Hào rơi vào trạng thái trống rỗng dày đặc. Trong mấy giây ngắn ngủi, mặt mày Trương Tử Hào từ trắng bệch chuyển sang tím đen, khóe miệng đỏ ngầu, cả người như mất hồn. PT nhìn chằm chằm tình cảnh thê thảm của Trương Tử Hào, một đám võ sĩ đều tê cả da đầu, hít vào một hơi lạnh, lưng đổ mồ hôi lạnh. Trương Tử Hào là cậu chủ của một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, Dương Tiêu không để ý đến loại tồn tại này, ra tay như sắm. Nếu vừa nãy bọn họ xúc phạm đến Dương Tiêu, thì một khi Dương Tiêu đã tức giận, hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Lam Vi Vi trợn to hai mắt, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu sẽ ta tay với Trương Tử Hào. Đám người đi tới chỗ Trương Tử Hào, lửa giận trên mặt Dương Tiêu hiển nhiên đã tiêu tan một ít. Nếu vừa nãy không phải do Trương Tử Hào gây chuyện, anh đã không gặp nhiều rắc rối như vậy. Diệp Trường Hà càng chết lặng hơn, ông ta vô cùng hồi hận, xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình. Dương Tiêu không thèm để Trương Tử Hào vào mắt. Nghĩ đến một bậc thầy nội lực nho nhỏ như ông ta đứng trước mặt Dương Tiêu thì tính là cái thá gì. Ban đầu Tiết Hồng Đồ hội trưởng Hiệp hội Võ thuật rất ngạc nhiên, sau đó ông ta trầm giọng nói, vừa nãy cậu Trương cô tình gây chuyện, bậc thầy Dương đánh rất hay. Có Dương Tiêu, Tiết Hồng Đồ không hề sợ Trương Tử Hào. Ngoài ra, vốn kỹ năng của ông ấy cũng giỏi giang, với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật, Trương Tử Hào có thể làm gì ông ấy. Không còn sớm nữa, tôi phải đi. Dương Tiêu nói với Lam Vi Vi. Nghe thấy Dương Tiêu muốn rời đi, Lam Vi Vi mới hoàn hồn lại, cô nhìn Tiết Hồng Đồ, hội trưởng Tiết, ông cũng đã nhìn thấy kỹ năng của Dương Tiêu rồi, hay để Dương Tiêu gia nhập Hiệp hội Võ thuật đi. Tham gia Hiệp hội Võ thuật, Tiết Hồng Đồ sửng sốt. Nếu Dương Tiêu thực sự có thể tham gia Hiệp hội Võ thuật, đây chắc chắn sẽ là một bước nhảy vọt về chất cho Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên. Tiết Hồng Đồ nghiêm nghị nhìn Dương Tiêu, bậc thầy Dương, nếu cậu không ngại. Hiệp hội võ thuật còn thiếu phó hội trưởng, hay cậu tới nhậm chức nhé? Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, không bao lâu nữa tôi sẽ thoái vị để bậc thầy Dương trở thành hội trưởng Hiệp hội võ thuật Trung Nguyên. Lệnh của Hiệp hội võ thuật rất rườm rà, cần phải có sự chấp thuận của cấp trên, thủ tục rất rắc rối. Nếu Tiết Hồng Đồ có thể làm chủ, chỉ cần Dương Tiêu gật đầu, ông ấy sẽ lập tức giao chức hội trưởng Hiệp hội võ thuật cho Dương Tiêu. Không cần, tôi không có hứng thú với Hiệp hội võ thuật. Tôi xin nhận ý tốt này. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Dương Tiêu còn không quan tâm đến Hiệp hội Y học, chứ đừng nói đến Hiệp hội Võ thuật. Nghe vậy, Tiết Hồng Đồ nghiến răng kiên định nói, bậc thầy Dương, hay cậu suy nghĩ hai hôm đi,
tôi sẽ nói với bên trên mời làm hội trưởng danh dự trước, như vậy thế nào? Dương Tiêu giật mình, anh không ngờ Tia Hồng Đô lại nói ra lời này. Thành thật mà nói, tuy hội trưởng danh dự không có thực quyền bằng hội trưởng đương nhiệm, nhưng tầm ảnh hưởng của hội trưởng danh dự lại vô cùng sâu rộng, gấp nhiều lần so với hội trưởng đương nhiệm. Cũng giống như Thánh Cờ Bạch Nguyên Kiệt, ông ấy được phong là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Cờ Vây của Trung Nguyên, còn Cát Hưu là hội trưởng Hiệp hội Cờ Vây hiện tại. Xét về năng lực chơi cờ thì hai người gần như tương đương nhau, về tầm ảnh hưởng thì chắc chắn Bạch Nguyên Kiệt tốt hơn. Dương Tiêu, hội trưởng danh dự rất có quyền lực, hay anh suy nghĩ kỹ đi. Lam Vi Vi trịnh trọng nói. Mục đích chính của việc cô đưa Dương Tiêu đến hội nghị giao lưu võ thuật lần này là để thuyết phục Dương Tiêu gia nhập Hiệp hội Võ thuật, để Dương Tiêu đóng góp cho Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên. Mọi người không biết, trong mắt Lam Vi Vi, Dương Tiêu là một kẻ lang thang thất nghiệp, có kỹ năng tốt như vậy mà không tham gia vào Hiệp hội Võ thuật thì thật là tiếc. Tiết Hồng Đồ lại nói, đúng vậy, bậc thầy Dương, cậu suy nghĩ kỹ đi. Tôi đã quen với việc nhàn rỗi, không thích bị gò bó. Tôi thực sự không thể tham gia. Dương Tiêu dứt khoát từ chối. Thành thật mà nói, Dương Tiêu không có cảm tình với Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên. Với kỹ năng của mình, ngay cả khi Hiệp hội Võ thuật Quốc gia gửi lời mời cho Dương Tiêu, thì anh cũng không có bất kỳ hứng thú nào. Hiện tại anh đang tập trung toàn bộ sức lực nhắm vào nhà họ Đường, đâu có thời gian nghĩ đến việc gia nhập Hiệp hội Võ thuật. Thấy Dương Tiêu không có vẻ gì là đang nói đùa, Tiết Hồng Đồ tỏ ra tiếc nuối, bậc thầy Dương không tham gia Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên. Thực sự là một sự tiếc nuối lớn đối với Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên. Ông ấy cũng không tiện ép buộc, Tiết Hồng Đồ biết những tài năng phi thường đó đều có tính tình riêng của họ, họ không quan tâm đến những thứ trần tục hư danh này. Tuy nhiên, sau này nếu Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên gặp phải bất cứ phiền phức gì cũng có thể tới tìm tôi. Dương Tiêu cười nhẹ. Nghe vậy Tiết Hồng Đồ vui mừng khôn xiết. Mặc dù Dương Tiêu không tham gia Hiệp hội Võ thuật, nhưng Hiệp hội Võ thuật có thể kết bạn với Dương Tiêu Xiao. Có lẽ sau này vẫn còn có hy vọng khiến Dương Tiêu gia nhập. Lam Vi Vi khá thất vọng, cô đã lên kế hoạch tốt, nhưng cô không bao giờ ngờ tới sẽ có một trò hề như vậy. Xảy ra chuyện như vậy chắc chắn Dương Tiêu đang có tâm trạng không tốt, có ấn tượng xấu với Hiệp hội Võ thuật. Không gia nhập Hiệp hội Võ thuật cũng là chuyện bình thường, lần này cô thực sự không tiện nói nhiều. Lúc này, Trương Tử Hào đầu óc trống rỗng đã tỉnh lại. Vẻ đau đớn bốc lửa trên gương mặt khiến anh ta suýt ngất xỉu. Chạm vào khóe miệng, trên tay bê bết máu. Thằng khốn, mày dám làm tao bị thương. Trương Tử Hào từ dưới đất đứng dậy trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Trương Tử Hào, hơi thở trên toàn thân khóa chặt trên người Trương Tử Hào như núi lửa phun trào, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Trương Tử Hào, tôi không quan tâm anh xuất thân từ đâu, tôi không quan tâm lai lịch của anh sâu rộng như thế nào. Mong anh sau này không có chuyện gì thì đừng nên tìm chuyện. Nói cho anh biết, bình thường tôi không gây chuyện, một khi gây chuyện thì đó không phải là chuyện, mà gọi là tin tức. Cái gì? Bình thường tôi không gây chuyện, một khi gây chuyện thì đó không phải là chuyện, mà gọi là tin tức. Lời này vừa dứt, đám người có mặt tại hiện trường đều tràn đầy kích động. Nghĩ đến kỹ năng kinh người của Dương Tiêu, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tiêu càng kính sợ hơn. Ngay cả Trương Tử Hào đang tức giận, dường như đã bị cảnh tỉnh, linh hồn run rẩy. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm với cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ, dường như anh ta không phải đang đứng trước mặt một con người, mà là một con thú hung dữ, khiến cho anh ta có một cảm giác ớn lạnh vọt từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu. Mồ hôi lạnh trên trán Trương Tử Hào không ngừng tuôn ra, anh ta biết Dương Tiêu không có nói đùa với anh ta. Nếu anh ta dám xúc phạm Dương Tiêu, sẽ không đơn giản như nhận được một đấm này. Đi thôi, nhìn Trương Tử Hào câm như hến, Dương Tiêu liếc nhìn Lam Vi Vi rồi xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, Lam Vị Vi mở miệng, muốn nói lại thôi. Nhóm võ sĩ nhìn Dương Tiêu rời đi, đều là vẻ mặt kinh ngạc hồi lâu mới có thể tiêu tan. Dương Tiêu, mẹ nó cú đấm này của anh tôi nhớ kỹ, lần sau đừng để tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi sẽ đích thân đánh bay anh. Trong mắt Trương Tử Hào tràn đầy oán hận. Lần trước trong buổi thẩm định đá quý anh ta xấu hổ không chịu nổi. Lần này lại bị Dương Tiêu đánh cho một trận, Trương Tử Hào thật sự sắp nổ tung. Rời khỏi hội nghị giao lưu võ thuật, Dương Tiêu lái xe về biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Ngay lúc Dương Tiêu đang đợi đèn đỏ, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đội mũ trắng và đeo kính râm gõ cửa kính một chiếc taxi. Một người đàn ông trung niên bước xuống taxi, nhìn thấy mặt của người trung niên Dương Tiêu ngạc nhiên.
Người trung niên này là Đường Kiến Quốc bó vợ của anh. Đột nhiên hai người xảy ra tranh chấp, khoảng cách có chút xa, không biết hai người đang tranh cãi cái gì. Chát! Đột nhiên, người phụ nữ ăn mặc thời thượng đội mũ trắng đột nhiên tát vào mặt Đường Kiến Quốc. Bị tát một cái, cả người Đường Kiến Quốc sững sờ. Sắc mặt Dương Tiêu thay đổi, lập tức vọt ra khỏi xe bước về phía trước. Vừa bước lên trước đã nghe thấy người phụ nữ ăn mặc thời thượng chỉ vào Đường Kiến Quốc mắng, mẹ kiếp, cho mặt mũi mà còn không thèm. Tôi bảo ông di chuyển xe ra chỗ khác ông không nghe, ông thiếu đòn hả? Bà, Đường Kiến Quốc rất tức giận, nhưng không thể phát tiết ra. Đối phương mặc đồ hiệu nổi tiếng, lái chiếc Porsche 911 trị giá 2-3 triệu tệ, phong thái kiêu ngạo, nhìn sơ qua đã biết người này xuất thân trong gia đình quyền thế. Ông ta chỉ là một người bình thường, không có đủ khả năng xúc phạm những gia đình quyền lực này. Trước mặt mọi người bị tát trên đường lớn, Đường Kiến Quốc rất tức giận, nhưng chỉ có thể nuốt cơn giận này vào bụng. Người phụ nữ thời thượng khinh thường nói, bà cái gì mà bà? Nhìn ông ăn mặc hàng vỉa hè, còn không có giá trị bằng một thỏi son của bà đây, còn không mau di chuyển xe cho tôi. Còn không di chuyển có tin tôi đánh ông không? Cái loại người tiện như ông tôi thấy quá nhiều rồi. Tôi sẽ không di chuyển xe, bà nghĩ cũng đừng mơ mà nghĩ. Đường Kiến Quốc tức giận nắm chặt tay. Nghe thấy Đường Kiến Quốc dám nói lại, người phụ nữ thời thượng rất tức giận, bà ta lại ngẩng đầu lên tát vào mặt Đường Kiến Quốc. Lão già khốn nạn, cho ông mặt mũi ông không thèm đúng không? Xem hôm nay tôi đánh nát mặt già này của ông. Nhìn thấy cái tát tàn nhẫn rơi xuống mặt mình, Đường Kiến Quốc nhắm mắt lại chờ cái tát rơi xuống. Dừng tay lại cho tôi. Ngay lúc cái tát sắp rơi xuống mặt Đường Kiến Quốc, một giọng âm vang như sấm vang lên. Dương Tiêu bước tới nắm lấy cổ tay của người phụ nữ thời thượng. Thấy có người còn dám xen vào, người phụ nữ thời thượng tức giận nói, được lắm. Một thằng nhãi danh như, mày dám xen vào chuyện của người khác. Mày muốn chết à? Muốn chết, thật sao? Đáy mắt Dương Tiêu hiện lên một tia nham hiểm. Vào lúc này, trên mặt Đường Kiến Quốc để lại một dấu tay năm ngón tay có thể nhìn thấy rõ, đặc biệt chói mắt. Mặc dù mối quan hệ của Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc thường không hài hòa, nhưng 5 năm qua Đường Kiến Quốc đã không gây hắn hung hăng như Triệu Cầm. Hơn nữa, Đường Kiến Quốc là bố ruột của Đường Mộc Tuyết, sao anh có thể trơ mắt nhìn Đường Kiến Quốc bị đánh mà không làm gì? Anh yêu Đường Mộc Tuyết, anh sẽ chấp nhận tất cả những gì không hoàn hảo xung quanh Đường Mộc Tuyết, dùng sức mạnh của mình bảo vệ mọi người xung quanh Đường Mộc Tuyết. Trên mặt không bị tát tiếp, Đường Kiến Quốc mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tiêu đang nắm lấy cổ tay của người phụ nữ thời thượng. Đường Kiến Quốc kinh ngạc nói, Dương Tiêu, sao lại là cậu? Bố không sao chứ? Dương Tiêu quan tâm nói. Nghĩ đến việc xấu hổ của mình bị Dương Tiêu nhìn thấy, gương mặt Đường Kiến Quốc hơi không nhịn được. Tôi không sao, Đường Kiến Quốc rất xấu hổ. Nhận ra hai người quen biết nhau, người phụ nữ thời thượng cười khinh thường. Tôi nói mà sao thằng nhãi danh như cậu lại xen vào chuyện của lão già này, hóa ra các người là người một nhà. Danh con, hai người đâu có giống nhau đâu, có phải mẹ của cậu cắm sừng bó cậu nên mới sinh ra cậu không? Vớ vẩn, Đường Kiến Quốc xấu hổ tức giận. Dương Tiêu là con rể của ông ta, nhưng đối phương lại coi Dương Tiêu là con ruột của mình, sau đó làm nhục, không chỉ làm nhục ông ta mà còn làm nhục Dương Tiêu, thật sự là quá đáng. Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh. Có gan thì bà nói lại đi. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, người phụ nữ thời thượng cảm thấy sởn cả tóc gáy, bà ta không dám nói lại những lời như vậy nữa. Bó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu hỏi. Đường Kiến Quốc là một người bình thường, bây giờ lại bị Dương Tiêu nhìn thấy, ông ta là người đã mất xương sống, đành phải nói lại mọi chuyện cho Dương Tiêu nghe. Hóa ra là người phụ nữ thời thượng này muốn quay xe, bảo Đường Kiến Quốc di chuyển xe, nhưng Đường Kiến Quốc không muốn. Nên mới gây ra xích mích. Đường Kiến Quốc không sai, có sai là ở người phụ nữ thời thượng kiêu ngạo và độc đoán này. Vì đây là làn đi thẳng, không phải làn quay đầu xe. Xe của Đường Kiến Quốc đi ở đầu làn đường thẳng, nếu nhường đường cho người phụ nữ ăn mặc thời thượng, chắc chắn sẽ lấn làn. Đây là ngã tư có camera giám sát, một khi bị chụp được, không những bị trừ điểm mà còn bị phạt tiền. Vì vậy, Đường Kiến Quốc mới không nhường đường, người phụ nữ thời thượng đã tức giận. Bảo Đường Kiến Quốc ra khỏi xe, không nói hợp lời nào đã tát vào mặt Đường Kiến Quốc. Sau khi hiểu nguyên nhân, Dương Tiêu hoàn toàn hiểu rằng người phụ nữ thời thượng này đơn giản là phớt lờ luật giao thông mới xảy ra điều này. Lúc này, trong lòng Đường Kiến Quốc vô cùng bực bội, là một người đàn ông bị phụ đánh còn không thể đánh lại,
thật sự còn có bản lĩnh đàn ông. Đàn ông đánh phụ nữ là một loại biểu hiện bất tài, nhưng một người đàn ông đánh đàn bà tranh chua gọi là trừng trị cái ác, đó là điều rất đáng mừng. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn người phụ nữ thời thượng, lạnh lùng nói, đây là làn đường thẳng, không được quay đầu lại, bà biết không? Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Bà cô đây muốn quay thì quay, cậu có thể làm gì tôi? Lão già này có mắt không tròng, ngay cả xe của Viên Hàm tôi mà còn dám chặn, tôi không đạp ga đụng vào đã không tệ lắm rồi. Người phụ nữ thời thượng cực kỳ ngạo mạn. Cứ như thể Đường Kiến Quốc thiếu đòn, tội danh chặn bà ta đáng giá chết 1.000.000 lần. Nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của người phụ nữ, sự lạnh lẽo trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng toát ra. Tức giận, anh hoàn toàn tức giận vì những lời nói và việc làm của người phụ nữ thời thượng này. Bỏ qua luật giao thông, miệng mồm đầy cứt, lại còn đánh đập tàn nhẫn, không coi ai ra gì, cặn bã trong đám cặn bã, phần tử biến chất trong phần tử biến chất. Vô liêm sỉ hơn cả Triệu Cầm. Dương Tiêu quay đầu nhìn Đường Kiến Quốc, lạnh lùng nói, bố, dùng cách của bà ta trị lại cho bà ta, đánh bà tai. Đánh bà ta, vẻ mặt Đường Kiến Quốc ngưng trệ. Vừa nhìn đã biết đối phương xuất thân từ con nhà giàu, bảo ông ta đánh người phụ nữ thời thượng này, đây chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân sao. Khi người phụ nữ thời thượng nghe thấy điều này, bà ta chế nhạo, đánh tôi. Cậu bảo lão già này đánh tôi thử xem. Nói cho các người biết, bình thường tôi trực tiếp vượt đèn đỏ, thấy tôi phải nhường đường. Bây giờ tôi muốn quay xe vậy mà dám không nhường cho tôi đi, tôi không dạy dỗ đám nhà quê các người sẽ không biết sự lợi hại của tôi. Ồ, xem ra bà thật sự rất kiêu ngạo, Dương Tiêu chế nhạo. Người phụ nữ thời thượng càng kiêu ngạo hơn, đó là đương nhiên, ai dám quản tôi. Vi phạm luật giao thông đấy thì sao? Tôi gọi một cuộc điện thoại ai dám trừ điểm của tôi? Bà ta nói không sai, ngày thường ở thành phố Trung Nguyên bà ta rất kiêu ngạo và độc đoán, lái chiếc Porsche 911 trị giá 23 triệu tệ, hầu như không ai dám gây chuyện. Người phụ nữ tên là Viên Hàm, chồng là một nhà buôn trang sức ở thành phố Trung Nguyên giá trị con người hàng trăm triệu đồng. Trong thành phố Trung Nguyên cũng được coi là nhân vật lớn có máu mặt. Điều quan trọng nhất là bố mẹ của Viên Hàm đều là công chức, từ nhỏ Viên Hàm đã được chiêu chuộng. Tự nhiên sẽ nảy sinh ra tính cách coi trời bằng vung như bây giờ. Bó, đánh bà ta, Dương Tiêu lại nói. Loại cặn bã xã hội này phải bị trừng trị, nếu không bà ta sẽ không biết rằng bên ngoài thế giới còn có người. Viên Hàm tự đắc nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc, lão già, ông dám thử động vào một ngón tay của tôi xem. Bó, chẳng lẽ bố nuốt trôi được cơn tức này sao? Dương Tiêu hỏi. Đường Kiến Quốc đâu nuốt trôi cơn tức khó chịu này, người tranh nhau một hơi thở. Phật tranh nhau một nén nhang, ông ta đã sống hơn 40 năm, đâu từng phải chịu qua nỗi nhục này. Lý do khiến ông ta chạy taxi không phải rảnh đến hoảng mà là để kiếm nhiều tiền hơn, khiến mọi người phải nể phục. Tuy nhiên, đối phương có lai lịch phi thường, nếu một khi động tay, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Đường Kiến Quốc lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông ta thực sự không dám ra tay, lỡ đâu lại gây tai họa cho gia đình, vậy thì ông ta sẽ là người có tội. Viên Hàm người phụ nữ thời thượng khinh thường nói, nhìn thấy chưa? Tôi cho ông ta 10 lá gan ông ta cũng không dám làm gì tôi. Bố, bố còn chần chừ gì nữa? Nếu có chuyện con sẽ gánh. Dương Tiêu trầm giọng nói. Sắc mặt Đường Kiến Quốc lúc trắng lúc xanh, nhìn Dương Tiêu mắng. Dương Tiêu, đây là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm, cậu không cần xen vào. Dương Tiêu biết Đường Kiến Quốc đang suy nghĩ về tình hình chung, không muốn liên lụy gia đình mình. Trong chốc lát. Sóng yên biển lặng, trời quang mây tạnh. Tuy nhiên, bây giờ Dương Tiêu đã có khả năng che chở, cho gia đình của mình, anh sẽ không chỉ ngồi yên một chỗ. Bó, có ghê gớm gì đâu, chẳng lẽ bố còn không bằng một thằng vô dụng như con? Dương Tiêu kích động nói. Viên Hàm người phụ nữ thời thượng chế nhạo, cuối cùng cũng nói một câu thật, cậu là đồ vô dụng, không chỉ có cậu mà ngay cả lão già này cũng là đồ vô dụng. Cậu nhìn dáng vẻ của ông ta xem, nếu tôi là ông ta... Tôi đã sáu hổ tìm miếng đậu phụ đâm đầu vào đó chết từ lâu rồi. Bà nói ai là đồ vô dụng, Đường Kiến Quốc hoàn toàn tức giận. Viên Hàm châm chọc nói, yêu, lão già vô dụng như ông cũng biết giận à, tôi sợ quá cơ, tôi nói lão già ông là đồ vô dụng đấy thì sao? Không phục thì đánh tôi đi. Thân thể Đường Kiến Quốc run lên, hai mắt đỏ ngầu, điều mà ông ta ghét nhất là bị người khác sỉ nhục mình là kẻ vô dụng, đàn ông bất tài. Ông ta đã từng bị tai nạn xe phải ngồi xe lăn,
không biết bao nhiêu người đã coi thường ông ta, mắng ông ta là kẻ vô dụng. Bà nói lại lần nữa, Đường Kiến Quốc gần như rơi vào trạng thái nổi cơn tam bành. Viên Hàm châm chọc nói, lão già vô dụng không có tiền đồ, các người đều là đồ vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng. À, ai bị sỉ nhục, Đường Kiến Quốc không cam lòng hét lên đôi mắt đỏ như máu. Ngay lập tức, Đường Kiến Quốc giơ tay lên tát mạnh vào mặt Viên Hàm. Ông dám động tay với tôi? Lão già vô dụng, ông điên rồi hả? Viên Hàm sửng sốt cực kỳ hoảng sợ. Bồ Tát còn có ba phần tức giận, huống chỉ là Đường Kiến Quốc. Ông ta không hề nương tay chút nào, dùng hết sức tát vào mặt Viên Hàm. Chát! Trong phút chốc, một cát tát cực kỳ vang dội giáng lên mặt Viên Hàm. Dưới sức lực kinh khủng này, mũ trắng trên đầu Viên Hàm bị hất đi trong nháy mắt, kính râm trên mặt đã bị cong. Đang sững sờ, một cái tát rơi xuống tóc tai Viên Hàm bay. Tán loạn, ánh mắt vô cùng đờ đẫn, đâu còn kiêu ngạo như vừa rồi. Nếu không phải Dương Tiêu nắm cổ tay bà ta, thì e rằng Viên Hàm đã ngồi dưới đất rồi. Đánh rất hay, đánh rất sảng khoái, ông anh trai, làm tốt lắm. Đúng vậy, loại đanh đá chanh chua như thế này nên đánh mạnh, đánh chết bà ta đi, vừa nãy chúng tôi đã quay lại rồi, tí sẽ đăng lên mạng khiến bà ta thân bại danh liệt. Đúng vậy, có chúng tôi làm chứng cho ông, cho dù người đứng sau bà ta là ai, cũng phải xong đời. Một nhóm các chủ xe xung quanh đã hò hét, khi nhìn thấy cảnh tượng này họ đã ò lên khen hay. Người phụ nữ không biết xấu hổ như Viên Hàm này, bọn họ thật muốn tiến lên tát một cái, cho bà ta biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, Viên Hàm bưng chặt hai má nóng rực hét lên, điên rồi, các người điên hết cả rồi, dám đánh tôi muốn giết cả nhà các người. Giết cả nhà, tôi muốn xem hôm nay bà sẽ giết cả nhà chúng tôi như thế nào. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Anh thật sự bị Viên Hàm chọc tức, Dương Tiêu rất muốn nhìn xem người đứng sau lưng Viên Hàm là ông lớn như thế nào. Tuy rằng bây giờ anh không thể một tay che trời ở Trung Nguyên, nhưng anh có chút kiêu ngạo, ít nhất có thể hiên ngang đi qua. Nếu Dương Tiêu huy động được thực lực thực sự của mình, muốn thống trị Trung Nguyên tuyệt đối không phải là vấn đề gì. Viên Hàm cuồng loạn hét lên, tốt 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 lắm, các người đều chờ chết đi. Nói xong, Viên Hàm lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, Chu Thiên Hào, tôi bị người ta đánh, đối phương rất hung hãn, mang người tới giết bọn họ đi. Cúp điện thoại, Viên Hàm chỉ vào Dương Tiêu cùng Đường Kiến Quốc hét lên, có gan thì đừng đi, hôm nay tôi phải giết hai tên rác rưởi các người. Yên tâm, chúng tôi sẽ không rời đi, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Tát xong, Đường Kiến Quốc hối hận trong lòng, ông ta không nên nghe lời của Dương Tiêu. Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã xé ra to. Đường Kiến Quốc trừng mắt nhìn Dương Tiêu, đều tại thằng phế vật nhà cậu, bây giờ chúng ta xong đời rồi. Bố đừng lo, chuyện này con sẽ giải quyết. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Đường Kiến Quốc không hề tin, tức giận nói, cậu tới giải quyết. Một thằng phế vật như cậu làm sao có thể giải quyết? Tôi bị cậu hại chết rồi. Dương Tiêu cười lắc đầu, cũng lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Hình Kiến. Đội 1, lập tức đi theo tôi. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Hình Kiến hét lên. Kít chồng của Viên Hàm là Chu Thiên Hào đến với tốc độ cực kỳ nhanh, dẫn đầu một nhóm thuộc hạ tới hiện trường với tốc độ cực nhanh. Nhìn cái tát in hằn trên mặt Viên Hàm, mắt Chu Thiên Hào bừng bừng lửa giận, Hàm Hàm, ai đánh bà thành như thế này? Là bọn họ, hai người bọn họ hợp lại đánh tôi. Viên Hàm chỉ vào Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc tức giận hét lên. Chu Thiên Hào bước tới mặt mày tràn đầy tức giận mắng, hai người hợp lại đánh. Nói đi, hôm nay hai người muốn chôn ở đâu? Viên Hàm bị đánh, Chu Thiên Hào thân là chồng của bà ta tràn đầy lửa giận, ông ta thực sự dự định đưa Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc vào chỗ chết. Điều này không có nghĩa là Chu Thiên Hào rất yêu Viên Hàm. Ban đầu ông ta cưới Viên Hàm là vì bà ta xinh đẹp, thứ hai là ông ta coi trọng thân phận công chức của bố mẹ Viên Hàm. Viên Hàm ưa thích Chu Thiên Hào cũng chẳng qua là Chu Thiên Hào giàu có và quyền lực. Hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngày thường cũng mạnh ai nấy chơi, không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, dù sao Viên Hàm cũng là vợ trên danh nghĩa của Chu Thiên Hào. Bây giờ Viên Hàm bị đánh, truyền ra ngoài thì chẳng phải cũng gián tiếp đánh vào mặt ông ta sao? Nhà họ Chu ở Trung Nguyên có tài sản mới vượt hơn 300 triệu tệ, miễn cưỡng xếp vào những gia tộc hạng nhất. Chu Thiên Hào là nhà giàu mới nổi, trước đây tổ tiên từng được bồi thường một số tiền lớn. Chu Thiên Hào đã lấy số tiền này đầu tư vào trang sức. Ông ta nhạy bén hơn người,
những năm qua kiếm được không ít lời. Cảm nhận được hơi thở giết người mạnh mẽ đang dâng trào trên cơ thể Chu Thiên Hào, Đường Kiến Quốc sợ hãi co rụt cổ lại. Ông ta có thể nhìn ra Chu Thiên Hào không phải người thường, nếu không sẽ không ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng mang theo một nhóm thuộc hạ tinh anh tới. Đều tại cậu, lần này chúng ta chết chắc rồi. Đường Kiến Quốc chỉ muốn tát chết Dương Tiêu. Ông ta rất hối hận, nếu lần này gia đình bị liên lụy thì ông ta là kẻ có tội lớn. Dương Tiêu an ủi nói, bố, đừng lo lắng, con sẽ giải quyết chuyện này, không có vấn đề gì đâu. Cậu giải quyết như thế nào? Đường Kiến Quốc tràn đầy tức giận nhưng không phát tiết ra được. Nghĩ rằng mình sẽ mang lại tai họa khủng khiếp cho gia đình, Đường Kiến Quốc rất hối hận. Chu Thiên Hào nhìn Viên Hàm hỏi, Hàm Hàm, bà muốn dạy dỗ hai tên khốn này như thế nào? Nếu giết bọn chúng thì dễ dàng quá như vậy sẽ chẳng còn gì vui, Thiên Hào, ông để bọn họ quỳ xuống, sau đó cho bọn họ tát lẫn nhau. Viên Hàm hằn học nói. Vừa nãy Đường Kiến Quốc tát bà ta rất mạnh, Viên Hàm hạ quyết tâm tra tấn hai người trước, sau đó chặt cánh tay của Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc. Mặt mày Chu Thiên Hào tràn đầy kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nói, hai tên khốn nghe thấy chưa, mau quỳ xuống tát lẫn nhau cho tôi. Cậu là sao chổi, từ khi bước vào nhà chúng tôi, không có chuyện tốt nào xảy ra cả. Chu Thiên Hào không thèm nhìn Đường Kiến Quốc và Dương Tiêu trở mặt với nhau, ông ta không kiên nhẫn nói, sao hả? Còn không mau chóng quỳ xuống, chẳng lẽ còn cần tôi giúp các người hả? Ông ta nháy mắt, nhóm thuộc hạ hung ác xông tới. Tôi, Đường Kiến Quốc nghiến răng, hai chân run rẩy quỳ xuống đất. Để không gây rắc rối cho gia đình mình, Đường Kiến Quốc chỉ có thể bỏ tôn nghiêm của đàn ông. Lão già, không phải ông điên sao? Chẳng phải bây giờ cũng phải quỳ xuống trước mặt tôi đấy thôi. Nhìn chằm chằm hai đầu gối Đường Kiến Quốc không ngừng khuỵu xuống, Viên Hàm cười điên cuồng. Ngay khi đầu gối của Đường Kiến Quốc sắp khuỵu xuống, Dương Tiêu lập tức giữ vai Đường Kiến Quốc, bố, không thể quỳ, dưới gối đàn ông là vàng, chỉ quỳ trời đất cha mẹ. Tin con sẽ xử lý chuyện này. Bỏ ra, Đường Kiến Quốc tràn đầy tức giận. Để không gây rắc rối cho gia đình, ông ta đã hoàn toàn từ bỏ hết tôn nghiêm của đàn ông. Tay phải của Dương Tiêu ghìm chặt Đường Kiến Quốc như một cái kìm lớn, ngăn không cho ông ta khuỵu xuống. Đúng vậy, dưới gối đàn ông là vàng, chỉ quỳ trời đất cha mẹ, anh sẽ không để Đường Kiến Quốc quỳ gối nơi công cộng. Chu Thiên Hào tức giận, danh con, cậu muốn tìm kích thích hả? Còn không mau quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống, Chu Thiên Hào, nhà giàu mới nổi, dựa vào một chút trí óc chơi trang sức mới giàu, tôi nói đúng không? Dương Tiêu nhìn chằm chằm Chu Thiên Hào hỏi. Bị Dương Tiêu nói đúng sự thật phá sản của nhà mình, vẻ mặt của Chu Thiên Hào thay đổi, cậu. Làm sao cậu biết? Làm sao tôi biết? Tôi còn biết rất nhiều chuyện. Dương Tiêu cười khinh thường. Dương Tiêu đã từng không để ý nhiều đến những gia đình giàu có ở Trung Nguyên, nhưng trong khoảng thời gian này, về cơ bản Dương Tiêu đã nắm được tất cả những chi tiết về những gia đình giàu ở thành phố Trung Nguyên. Dù sao thì thân phận của Dương Tiêu đặt ở đây, muốn tìm hiểu tin tức gì dễ như trở bàn tay. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Dương Tiêu đã học hết tất cả. Chu Thiên Hào hơi kinh ngạc xong, vẻ mặt lại trở nên khinh thường, đã biết thân phận của tôi mà còn không mau quỳ xuống, chẳng lẽ cậu muốn tôi cho người giúp cậu quỳ xuống? Trong thành phố Trung Nguyên chỉ có một số gia đình hạng nhát, bây giờ ông ta cũng được coi là nhân vật lớn có máu mặt ở Trung Nguyên, chắc chắn có nhiều người biết lai lịch của ông ta. Chu Thiên Hào, tôi không muốn làm lớn chuyện, bảo vợ ông xin lỗi tôi và bố vợ tôi ngay. Có lẽ tôi có thể tha cho các người. Dương Tiêu trầm giọng nói. Lần này Đường Kiến Quốc bị tát khiến Dương Tiêu cảm thấy rất khó chịu. Sau khi sống với nhau 5 năm, cho dù Đường Kiến Quốc coi thường anh, nhưng khi Đường Kiến Quốc gặp rắc rối, Dương Tiêu cũng phải bước lên giúp. Anh biết nếu lúc này anh không ra tay, sẽ không có ai thực sự giúp Đường Kiến Quốc. Cái gì, xin lỗi. Nghe thấy Dương Tiêu nói như vậy, Chu Thiên Hào, Viên Hàm và những người khác đều giật mình. Sau đó đều cười điên cuồng. Ha 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 ha, anh Thiên Hào thằng ngốc này lại dám bảo anh xin lỗi, não cậu ta bị úng nước à? Đúng vậy, danh con, cậu muốn chọc tôi cười chết sau đó kế thừa cứt kiến của tôi à? Đám thuộc hạ cười như điên, nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu như nhìn một kẻ thiểu năng. Bọn họ cậy đông thế mạnh, trong mắt bọn họ lời nói của Dương Tiêu không khác gì thằng điên. Viên Hàm chế giễu nói, Thiên Hào, thằng danh này bị dọa sợ rồi à? Toàn nói đâu đâu. Danh con, bảo tôi xin lỗi cậu. Cậu có chắc là mình không đùa với tôi chứ? Được rồi,
đừng mất thời gian nữa, mau quỳ xuống. Chu Thiên Hào nhìn Dương Tiêu như đang xem một trò đùa. Lúc này ông ta thực sự rất tức giận, tuy rằng trên mặt tươi cười nhưng cũng không giấu được vẻ độc ác. Dương Tiêu nghiêm mặt nói, ông có chắc là không xin lỗi? Hình như trang sức nhà họ Chu hợp tác với tập đoàn trang sức Bạch Thước đúng không? Tin hay không, tôi gọi cho Bạch Du Tính, nhà họ Chu của các người sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cái gì, cậu biết cô Bạch, Bạch Du Tính, chỉ một cú điện thoại cũng đủ khiến chúng tôi muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Này nhóc, cậu đúng là biết khoác lác thật đấy, Chu Thiên Hào nói với vẻ khinh thường. Ông ta quan sát Dương Tiêu một thân hàng vỉa hè, không hề có giá trị, làm sao có thể quen biết một nữ doanh nhân huyền thoại như Bạch Du Tính. Sao hả, không tin, Dương Tiêu chế nhạo. Chu Thiên Hào khít mũi, danh con, không muốn giấy chết thì mau quỳ xuống cho tôi, nếu không cậu chuẩn bị chọn nghĩa trang đi. Nhận thấy không còn có thể nói chuyện nữa, Dương Tiêu đành phải lấy điện thoại di động ra, tốt, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Nói xong, Dương Tiêu tìm số Bạch Du Tính, bám điện thoại. Giả vờ, tôi không tin cậu biết cô Bạch, Chu Thiên Hào khinh thường nói. Sắc mặt Viên Hàm càng lúc càng lạnh, Thiên Hào, tôi thấy thằng danh con này đang trì hoãn thời gian. Nếu lát không gọi được, chúng ta đem thẳng bọn họ ra ngoại thành băm thịt cho chó ăn. Vẻ mặt của nhóm thuộc hạ đầy vẻ chế nhạo, bọn họ không tin Dương Tiêu sẽ quen biết nữ doanh nhân huyền thoại Bạch Du Tính. Dương Tiêu, đã là lúc nào rồi mà cậu còn gây chuyện? Khóe mắt Đường Kiến Quốc như muốn nuốt ra. Đã đến bước này, cách duy nhất là gọi cảnh sát. Ông ta đã từng nghe qua Bạch Du Tính là nhân vật hàng đầu của thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu chỉ là một kẻ vô dụng thì làm sao có thể biết được. Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn trang sức Bạch Thước, nhìn cuộc gọi của Dương Tiêu, Bạch Du Tính do dự vài giây, cắn chặt hàm răng, cuối cùng lựa chọn kết nối. Alo, L, giọng nói lạnh lùng của Bạch Du Tính phát ra từ đầu dây bên kia. Hả, gọi được, Chu Thiên Hào đang chờ mong nhìn thấy vẻ xấu hổ của Dương Tiêu, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Sau khi giao tiếp với Bạch Du Tính nhiều lần, ông ta cũng biết rõ giọng nói của Bạch Du Tính. Cái gì? Thật sự gọi được. Hai mắt Phiên Hàm đờ đẫn, đám thuộc hạ cùng Đường Kiến Quốc đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Chu Thiên Hào, con người của ông ta đột nhiên co rút lại, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Chào cô Bạch, tôi là Dương Tiêu. Dương Tiêu thấp giọng nói. Ánh mắt Bạch Du Tính phức tạp, tôi biết anh là Dương Tiêu, anh tìm tôi có chuyện gì không? Kể từ khi thân phận Dương Tiêu là người trong lòng cô ta bị bại lộ, bây giờ thái độ của Bạch Du Tính đối với Dương Tiêu vô cùng phức tạp. Cô ta là một người phụ nữ có trái tim rất cao ngạo, nghĩ tới trước đây mình làm mọi cách khinh thường Dương Tiêu, lại nghĩ bây giờ Dương Tiêu trở thành người trong lòng của mình, chưa kể là lúc này trong lòng Bạch Du Tính phức tạp thế nào. Là thế này, bây giờ chúng tôi đang gặp một chút rắc rối. Dương Tiêu nói ngắn gọn với Bạch Du Tính những chuyện đã xảy ra. Bạch Du Tính nghe xong nhướng mày, cô ta thật sự không ngờ Chu Thiên Hào lại kiêu ngạo như vậy. Đúng vậy. Chu Thiên Hào là một trong những đối tác của tập đoàn trang sức Bạch Thước. Chu Thiên Hào cũng dựa vào tập đoàn trang sức Bạch Thước mà làm ăn phát đạt. Dương Tiêu đã tìm đúng người, chỉ cần cô ta không hợp tác với Chu Thiên Hào, chắc chắn nhà họ Chu sẽ lâm vào tình cảnh phá sản. Bạch Du Tính hỏi, anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn cô khiến nhà họ Chu muôn đời muôn kiếp không trở lại được, hủy bọn họ. Trong mắt Dương Tiêu hiện lên một tia tức giận. Những gì anh vừa nói lúc nãy rất rõ ràng. Ai biết Chu Thiên Hào không biết tốt xấu gì, muốn mình phải quỳ xuống, điều này đã chạm nghiêm trọng đến điểm máu chốt của Dương Tiêu. Nghĩ đến trước kia Dương Tiêu đã giúp đỡ mình chuyện lớn, Bạch Du Tính nghiêm nghị nói, được, tôi hứa với anh, giúp anh hủy diệt nhà họ Chu. Hủy diệt nhà họ Chu. Âm lời nói của Bạch Du Tính như sấm sét chút xuống đầu Chu Thiên Hào một cách nặng nề, ông ta sững sờ. Viên Hàm và những người khác thay đổi vẻ mặt như điên. Không ai trong số họ có thể ngờ một cú điện thoại của Dương Tiêu lại quyết định sinh tử của nhà họ Chu. Cảm ơn, Dương Tiêu chân thành nói. Bạch Du Tính lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn, lúc trước anh đã giúp tôi chuyện lớn. Tốt, Dương Tiêu gật đầu. Anh biết Bạch Du Tính là người lạnh lùng, cô ta đã quyết định, nhiều lời cũng vô ích. Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Bạch Du, Chu Thiên Hào sải bước cầm lấy điện thoại di động của Dương Tiêu nói, cô Bạch. Tôi là Chu Thiên Hào, thằng nhóc này là gì của cô? Chúng ta đã hợp tác nhiều năm, sao cô Bạch lại có thể vì một thằng nhóc mà hủy hợp tác giữa chúng ta? Lúc này, trên mặt Chu Thiên Hào chỉ có kinh hãi, đâu còn phong thái kiêu ngạo như vừa nãy.
Nhà họ Chu dựa vào cây lớn tập đoàn trang sức Bạch Thức mà làm ăn phát đạt, nếu không có tập đoàn trang sức Bạch Thức thì nhà họ Chu thực sự sẽ xong đời. Hơn nữa, hiện tại tập đoàn trang sức Bạch Thức đã hợp tác với gia đình tài phiệt Rich ở châu Âu, trong tương lai định giá thị trường của tập đoàn trang sức Bạch Thức chắc chắn sẽ tăng vọt. Chính vì điều này mà Chu Thiên Hào mới dám không kiêng nể gì, không để Dương Tiêu và Đường Kiến Quốc vào mắt. Nhớ kỹ, không phải là hủy hợp tác mà là muôn đời muôn kiếp không trở lại được, là hủy diệt nhà họ Chu. Bạch Xu Tĩnh lạnh lùng nói. Hủy diệt, nghe vậy, Chu Thiên Hào giật mình suýt hôn mê bất tỉnh. Ông ta biết Bạch Xu Tĩnh không nói đùa với ông ta, chỉ cần Bạch Xu Tĩnh ra tay, chắc chắn nhà họ Chu sẽ phá sản. Hiện tập đoàn trang sức Bạch Thức đang phát triển vượt bậc, không phải là điều mà một nhà họ Chu nho nhỏ có thể chống lại được. Đúng, là hủy diệt, Bạch Xu Tĩnh lạnh lùng nói. Mặc dù tình cảm của cô ta đối với Dương Tiêu rất phức tạp, nhưng vì nhân tình của Dương Tiêu cô ta nhất định phải đàn áp nhà họ Chu. Chu Thiên Hào sợ tới mức hai chân trở nên yếu ớt, kinh hãi nói, cô Bạch, rốt cuộc cậu ta là gì của cô? Anh ấy là người trong lòng tôi. Bạch Xu Tĩnh nghiền răng nghiền lợi nói thẳng. Cô ta lạnh lùng, nhưng làm việc ngay thẳng, đồng thời Bạch Xu Tĩnh cũng cố tình nói cho Dương Tiêu nghe. Người trong lòng, Đường Kiến Quốc sửng sốt. Nữ doanh nhân huyền thoại của tập đoàn trang sức Bạch Thức lại phải lòng Dương Tiêu con rể vô dụng của ông ta, sao có thể? Dương Tiêu chỉ biết cười khổ, anh có thể nghe thấy sự oán hận trong giọng nói của Bạch Xu Tĩnh, đây là đang cố ý lại chế giễu mình. Dương Tiêu biết chắc chắn Bạch Xu Tĩnh rất tức giận vì anh đã che giấu thân phận hại cô ta mát mặt. Chỉ là Dương Tiêu thực sự không nghe ra ý nghĩa trong những lời nói đùa của Bạch Xu Tĩnh, cho rằng Bạch Xu Tĩnh đã nghĩ quá nhiều. Người trong lòng, Chu Thiên Hào sợ hãi suýt nữa đã tè ra quần. Chẳng trách Bạch Xu Tĩnh không ngần ngại tiêu diệt nhà họ Chu, hóa ra thằng nhóc này là người trong lòng Bạch Xu Tĩnh. Sắc mặt Chu Thiên Hào xanh mét, ông ta thật sự không ngờ Dương Tiêu lại có lai lịch lớn như vậy. Thằng nhóc trước mặt ông ta mặc quần áo bình thường, chẳng qua hơi đẹp trai, sao Bạch Xu Tĩnh lại phải lòng được. Sau khi cúp điện thoại, Chu Thiên Hào nhìn Dương Tiêu tràn đầy run rẩy, cậu Dương. Người cùng một nhà nhưng vì không biết mà nảy sinh hiểu lầm, tôi có mắt không thấy Thái Sơn xúc phạm cậu, mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Chu tôi một con đường sống. Vừa nãy tôi đã nhắc nhở ông rồi, tự ông đã đẩy mình xuống vực sâu. Dương Tiêu không hề nương tay với Chu Thiên Hào. Vừa rồi Dương Tiêu thật sự không muốn làm lớn chuyện, nhưng thái độ hung hăng và độc đoán của đối phương hoàn toàn khiến Dương Tiêu tức giận. Nếu không phải anh kéo Đường Kiến Quốc, có lẽ Đường Kiến Quốc đã thật sự quỳ xuống trước mặt đám người Chu Thiên Hào này. Trong mắt Chu Thiên Hào hiện lên vẻ khẩn cầu sâu sắc, cậu Dương, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khế, thật nực cười. Chu Thiên Hào, nếu không phải do tôi quen biết Bạch Xu Tĩnh, không quyền không thế, phải chăng hiện tại đã quỳ xuống trước mặt ông? Cho nên, bớt tỏ ra như thế này đi. Các người phải trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Anh nói đúng, nếu đổi thành một người bình thường, sẽ không biết bị nhóm người Chu Thiên Hào làm nhục như thế nào. Thậm chí, bọn họ sẽ không ngần ngại giết người. Lời nói của Dương Tiêu không khác gì một đòn giáng vào Chu Thiên Hào, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chát! Trong tích tắc, Chu Thiên Hào quay lại tát vào mặt Viên Hàm, mẹ kiếp, đều tại đồ đĩ nhà mày, nếu không phải do đồ đĩ nhà mày xúc phạm cậu Dương, thì sẽ có kết quả như bây giờ sao? Viên Hàm, tôi chủ ẻo cả nhà bài. Chu Thiên Hào, tên khốn kiếp, ông dám đánh tôi, hung dữ với tôi. Ông có gan thì giết chết cậu ta đi. Viên Hàm che mặt hét lên. Nghĩ đến nhà họ Chu muôn đời muôn kiếp không trở lại được, hai mắt Chu Thiên Hào đỏ ngầu nhìn Dương Tiêu, cậu Dương, cậu chắc chắn không giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một con đường sống sao? Nếu tôi không buông tha thì sao? Chẳng lẽ ông còn muốn giết người? Dương Tiêu cười đùa. Chu Thiên Hào đã hoàn toàn nổi điên. Cậu Dương, tôi sẽ hỏi cậu lần cuối, cậu chắc chắn không giơ cao đánh khẽ sao? Lúc này, vẻ mặt của Chu Thiên vô cùng ảm đạm, đám thuộc hạ không ngừng tiến lại gần Dương Tiêu. Cứ như thể Dương Tiêu không buông tha cho nhà họ Chu, thì hôm nay ông ta cũng sẽ không buông tha cho Dương Tiêu. Không tha, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Dương Tiêu căm ghét những người như Chu Thiên Hào này đến tận xương tủy. Làm sao có thể buông tha dễ dàng được? Chu Thiên Hào nắm chặt tay, ông ta hoàn toàn rơi vào tình trạng điên cuồng, tốt lắm, không tha đúng không? Lên, mẹ nó lên hết cho tôi, mẹ nó mày không để tao sống tốt,
hôm nay tao sẽ giết mày, tất cả cùng xong đời. Lên, đám thuộc hạ tức giận xông về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu chắp tay sau lưng giễu cợt, tất cả cùng xong đời. Ông thật sự đánh giá bản thân mình quá cao. Tít, tít. Đúng lúc này, Hình Kiến mang người tới kịp thời. Bịch bịch bịch. Một nhóm người xuống xe nhanh chóng bao vây hiện trường. Nhìn thấy một đám người lao về phía Dương Tiêu, Hình Kiến hét lên, hỗn láo. Tôi muốn xem hôm nay ai dám ra tay. Nhìn thấy nhóm cảnh sát đi tới, nhóm thuộc hạ muốn đánh Dương Tiêu đều câm như hến, tay chân run rẩy, linh hồn cũng run rẩy. Mày báo cảnh sát, vẻ mặt của Chu Thiên Hào thay đổi. Dương Tiêu thờ ơ nói, ác giả ác báo, hôm nay để pháp luật chấn chỉnh các người tại chỗ. Mẹ kiếp, mày tìm chết. Nghe vậy, Chu Thiên Hào hoàn toàn tức giận. Ông ta chạm vào thắt lưng của mình, một con dao găm sắc bén xuất hiện, Chu Thiên Hào nắm chặt con dao lao về phía Dương Tiêu trong cơn giận dữ. Mí mắt Hình Kiến nhảy loạn xạ, cậu Dương, cẩn thận. Hừ, Dương Tiêu đã chuẩn bị xong. Ngay lúc Chu Thiên Hào đến gần Dương Tiêu đã tung chân phải ra. Chu Thiên Hào đâu có thể tránh được cú đá lạnh thấu xương của Dương Tiêu, bụng dưới ăn đau con dao găm đột nhiên rơi xuống, ông ta ôm chặt bụng run rẩy trên mặt đất. Hình Kiến bước tới hỏi, cậu Dương, cậu không sao? Chứ, không sao, có lẽ hôm nay tôi lại tặng cho ông một món. Quà lớn nữa, Dương Tiêu nói đùa. Viên Hàm này dám nói lung tung, có thể tưởng tượng. Được Chu Thiên Hào này đã làm bao nhiêu chuyện bẩn. Thỉu, sự việc đã bại lộ, Chu Thiên Hào sẽ phải ăn cơm tù. Không ít. Hình Kiến nghiêm nghị hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì? Là thế này, Dương Tiêu nói với Hình Kiến mọi chuyện. Chỉ vào camera giám sát trên đường, đợi lát nữa xem. Camera giám sát thì tự nhiên sẽ biết thôi. Ị. Hình Kiến nghe xong, tức giận nhìn Viên Hàm, tùy tiện. Vượt đèn đỏ. Gọi một cú điện thoại không ai dám trừ điểm. Của bà, ai cho bà cái quyền đó? Ai cho bà can đảm đó? Tôi, dưới luồng khí khổng lồ của Hình Kiến, Viên. Hàm như bị sét đánh, bà ta loạng choạng ngồi trên mặt. Đất, vẻ mặt xấu hổ, Viên Hàm hiểu bà ta đã xong đời, hoàn. Toàn kết thúc. Người tới là Hình Kiến, một người có uy quyền, cho dù bố. Mẹ bà ta là công chức, Hình Kiến cũng sẽ không nể mặt. Dương Tiêu cười nói, vất vả rồi. Cậu Dương, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, tôi thực hiện. Nhiệm vụ chính trước, Hình Kiến nghiêm mặt nói. Dương Tiêu gật đầu, Hình Kiến phát tay hét lên, mang. Những người này về điều tra từng người một, e là những. Người này không phải người tốt gì. Đám thuộc hạ đều ngắn ra, bọn họ hoàn toàn không dám. Chống cự, rất thành thật bước lên xe cảnh sát. Chu Thiên Hào và Viên Hách hồi hận muốn chết, đáng tiếc. Trên thế giới này không bán loại thuốc hồi hận. Nếu biết trước Dương Tiêu không chỉ quen biết Bạch Du Tĩnh mà còn quen biết một ông lớn như Hình Kiến, có. Đánh chết bọn họ cũng không dám xúc phạm Dương Tiêu. Bịch, bịch. Trong nháy mắt, Hình Kiến dẫn người đưa Chu Thiên Hào. Viên Hàm và những người khác trở về. Sổ dọc. Dương Tiêu quay đầu lại nhìn Đường Kiến Quốc, bồ. Không sao nữa rồi. Đừng gọi tôi là bố, nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy buồn. Nôn, Đường Kiến Quốc mặt lạnh lái taxi rời đi. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Đường Kiến Quốc, Dương. Tiêu dở khóc dở cười, anh biết chắc chắn Đường Kiến. Quốc đã hiểu lầm mình và Bạch Du Tĩnh có bí mật gì. Không thể nói ra ngoài. Đúng vậy, Đường Kiến Quốc đã nghĩ như vậy. Bạch Du Tĩnh cao cao tại thượng, là nữ doanh nhân trong. Truyền thuyết nổi tiếng ở Trung Nguyên. Làm sao Dương Tiêu có thể dễ dàng quen biết được? Hơn nữa, Bạch Du Tĩnh đã đích thân nói ra mấy chữ. Người trong lòng kia, chẳng lẽ còn có thể là giả? Nghĩ nên việc Dương Tiêu lăng nhăng bên ngoài, có lỗi với con gái lớn Đường Mộc Tuyết, Đường Kiến Quốc không có một chút thiện cảm nào với Dương Tiêu. Dương Tiêu nhanh chóng nói, bó, con và cô Bạch chỉ là bạn bè bình thường. Hừ, bớt nói nhảm. Dương Tiêu, cậu là đỗ cặn bã. Đường Kiến Quốc tức giận hét lên, nhân ga lái xe taxi rời đi. Nhìn chằm chằm hướng chiếc taxi biến mất, Dương Tiêu sờ mũi cười khổ, ai, lần này hiểu lầm lớn rồi. Rõ ràng là đã làm một việc tốt, nhưng vì một câu nói người trong lòng của Bạch Du Tĩnh mà mọi thứ đều bị đập tan. Ngay lúc này, một âm mưu to lớn bao trùm lên tập đoàn Tuyết Tiêu. Bên trong tập đoàn dược phẩm Điền Thị, ngồi trước mặt Điền Lộc, người đứng đầu nhà họ Điền là Vương Trạch.
học trò thân truyền của thần y Liễu Giang Hà ở Trung Nguyên. Lọ thuốc nhỏ đặt trước mặt Vương Trạch, chủ nhiệm Vương là người thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hiểu được. Ông muốn tôi hạ độc vào thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu. Vương Trạch sửng sốt. Lọ thuốc trước mặt có độc tính cực cao, chỉ cần nhỏ một giọt là có thể gây tử vong. Vương Trạch đã nghĩ đến điều đó, nhưng không ngờ Điền Lộc lại quyết định nhanh như vậy. Vẻ mặt Điền Lộc âm u, đúng vậy, chủ nhiệm Vương, cậu đến chợ đen lấy lô thuốc lớn có độc tính cực độc cho vào nguyên liệu do tập đoàn Tuyết Tiêu sản xuất, thấy sao? Vì muốn xử lý tập đoàn Tuyết, Điền Lộc phải ra chiêu này, ông ta là một con cáo giả, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Vương Trạch có mâu thuẫn với Dương Tiêu. Ngoài ra, Vương Trạch còn là học trò của Liêu Giang Hà, vì vậy việc đầu độc quá dễ dàng đối với Vương Trạch. Một khi thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu xảy ra vấn đề, rơi vào cơn bão dư luận, thì tập đoàn dược phẩm Điền Thị sẽ có cơ hội lợi dụng. Chủ nhà Điền, ông đang vu khống nhân cách của tôi. Vương Trạch tức giận. Anh ta là một bác sĩ, có đạo đức của riêng mình, nếu anh ta thực sự cho thuốc cực độc vào nguyên liệu, nếu thuốc được đưa ra thị trường, vậy bao nhiêu người sẽ bị giết? Điền Lộc chậm rãi lầy ra một tấm xét, ông ta đã ăn chắc Vương Trạch, chuyện này cậu biết tôi biết trời biết đất biết. Đây là 30 triệu tệ tiền đặt cọc, sau khi sự việc hoàn thành, tôi sẽ đưa thêm cho cậu 30 triệu tệ. Tiền đặt cọc là 30 triệu tệ. Đôi mắt Vương Trạch dán chặt vào tấm xét. Nhìn thấy dáng vẻ tim đập thình thịch của Vốn Ân Trạch, Điền Lộc nở nụ cười độc ác nham hiểm, ông ta bước tới vỗ vai Vương Trạch, sau đó quay người rời đi. Nhìn chằm chằm vào tấm xét, Vương Trạch run lên, 30 triệu tệ là một sự cám dỗ rất lớn đối với anh ta. Sau khi làm xong chuyện còn được thêm 30 triệu tệ, tròn 60 triệu tệ khiến Vương Trạch không thể từ chối. Cuối cùng, Vương Trạch cầm tấm xét băng đôi tay run rẩy, sau đó rời khỏi tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Nhìn Vương Trạch đã rời đi, Điền Lộc chế nhạo, tập đoàn Tuyết Tiêu, các người đã chuẩn bị tốt bị nhà họ Điền của tôi trần áp các người chưa? Trạng vạng, Dương Tiêu vừa nhận được cuộc gọi của Đường Mộc Tuyết, sau đó lại nhận được cuộc gọi từ Kim Đại Trung. Người anh em Dương, tất cả các loại thuốc hôm nay các cậu đưa cho chúng tôi đều có chứa độc tính cao. Xảy ra chuyện gì vậy? Kim Đại Trung vội vàng nói. Có chứa độc tính cao. Khi nghe những lời của Kim Đại Trung nói, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi lớn. Bây giờ là thời điểm đối phó với của nhà họ Đường, nếu lúc này nguồn cung cấp thuộc của tập đoàn Tuyết Tiêu có vấn đề, sẽ giáng một đòn không nhỏ vào tập đoàn Tuyết Tiêu. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu lập tức đặt công việc trong tay xuống. Kim Đại Trung vội vàng nói, tôi cũng không biết, hôm nay thuốc chăm sóc sức khỏe do tập đoàn Tuyết giao tới, sau khi chúng tôi dán nhãn hiệu đã đưa ra sử dụng. Cách đây không lâu có người uống thuốc chăm sóc sức khỏe của chúng tôi đã bị ngộ độc bất tỉnh. May mắn đã được đưa đến bệnh viện rửa dạ dày kịp thời, đã tạm thời cứu được tính mạng. Sao có thể như vậy? Dương Tiêu nhíu mày. Hiện tại, những gì tập đoàn Tuyết Tiêu làm trong giai đoạn đầu là sản xuất thuốc, những gì Kim Đại Trung muốn là thuốc chăm sóc sức khỏe. Tập đoàn Tuyết Tiêu trực tiếp chế biên sản xuất cho Kim Đại Trung. Kim Đại Trung tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện. Thuốc chăm sóc sức khỏe vừa đưa tới đã lập tức dán nhãn hiệu đưa ngay ra thị trường, không tiến hành kiểm tra thành phân thuốc. Kim Đại Trung cố gắng thấp giọng, người anh em Dương, chắc chắn có người đứng sau giở trò quỷ. Bây giờ cậu không cần xoan suýt phê phân độc tố, cậu nên liên hệ với các đối tác khác ngăn đưa thuốc ra thị trường. Lỡ xảy ra mạng người thì thật sự là rắc rối lớn. Được, cảm ơn anh Kim đã nhắc nhở. Dương Tiêu cúp điện thoại. Dương Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với Long Ngũ, Long Ngũ đại ca, bên trong các loại thuốc sản xuất hôm nay đều có độc tính cao. Anh hãy nhanh chóng liên hệ với các đối tác khác, ngăn đưa chúng ra thị trường. Đồng thời kiểm tra thành phân thuốc, thăm dò dư luận ở Trung Nguyên. Nếu có người âm thầm gây chuyện, nhanh chóng cử người ra xử lý quan hệ công chúng. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu, Long Ngũ kinh ngạc. Thuốc có độc tính cao. Đó là điều cấm kỵ, trong trường hợp không may có thể xảy ra mạng người, uy tín của tập đoàn Tuyết Tiêu chắc chắn sẽ thảm hại hoặc sẽ bị bên trên điều tra. Những gì họ làm là một doanh nghiệp có lương tâm, sẽ không tham gia vào những việc như làm hại người khác. Dương Tiêu trầm giọng nói, anh mau đi xử lý đi, bây giờ tôi sẽ tới ngay. Được, Long Ngũ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, không do dự gì nữa. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt trinh trọng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đang xem TV trong phòng khách quan tâm hỏi. Dương Tiêu gật đầu, xảy ra một chút phiền phức, Mộc Tuyết, 10 phút nữa em nhớ tới tắt bếp, anh đi ra ngoài trước.
chú ý an toàn, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Dương Tiêu cười nhẹ nhàng, bước ra ngoài cửa. Vừa đi ra ngoài đã đụng phải Đường Kiến Quốc đi làm người dính bằng bụi trở về. Mặt mũi Đường Kiến Quốc đầy sương mù, ánh mắt nhìn Dương Tiêu càng chán ghét hơn. Dương Tiêu không kịp nói gì với Đường Kiến Quốc, anh đã lên xe phóng nhanh về phía tập đoàn Tuyết Tiêu. Đường Kiến Quốc vào nhà, nhìn Đường Mộc Tuyết hỏi, con gái, Dương Tiêu đi đâu thế? Đó, Dương Tiêu có chút chuyện phải đi ra ngoài, Đường Mộc Tuyết nói thật. Đường Kiến Quốc ghét bỏ nói, hù. Có chuyện, bố thấy lại đi gặp mặt riêng người phụ nữ thấp hèn thì cói. Biết người trong lòng Bạch Du Tĩnh, chủ tịch tập đoàn trang sức Bạch Thức là Dương Tiêu, Đường Kiến Quốc nghiến răng căm hận Dương Tiêu. Bó, bố đang nói gì vậy? Đường Mộc Tuyết khó hiểu hỏi. Đường Kiến Quốc tức giận nói, Mộc Tuyết, con hãy suy nghĩ kỹ, hay con ly hôn với tên phê vật này đi. Hả, ly hôn, Mộc Tuyết không biết tại sao. Nghĩ đến việc Dương Tiêu mập mờ với những người phụ nữ khác ở bên ngoài, Đường Kiến Quốc chỉ muốn lập tức đậm chết Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết là con gái ruột của ông ta, dù không có năng lực gì lớn nhưng ông ta sẽ không trơ mắt nhìn con gái mình bị bắt nạt. Đường Kiến Quốc căm hận nói, đúng vậy, ly hôn, Mộc Tuyết con phải nghĩ, rõ bản chất cặn bã của Dương Tiêu, cậu ta không phải người tốt gì đâu. Bó, rốt cuộc bố đang nói cái gì vậy? Đường Mộc Tuyết lơ mơ. Đang yên đang lành sao lại đề cập đến chuyện ly hôn. Trong lòng Đường Mộc Tuyết, cô là vợ của Bi Đi Tiêu, đời này sẽ không thay đổi. Đường Kiến Quốc tức giận nói, Mộc Tuyết, con vẫn chưa biết đúng không, Dương Tiêu cùng đồ đi Bạch Du Tĩnh của tập đoàn trang sức Bạch Thức kia có một chân. Bạch Du Tĩnh, Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên. Cô và Bạch Du Tĩnh đều là những nữ doanh nhân mạnh mẽ, trước đây nhiều người nhận xét họ là hai bông hoa ở Trung Nguyên. Năm đó nếu không phải Bạch Du Tĩnh ít khi lộ diện, e rằng cô sẽ không dễ dàng có được danh tiếng người đẹp số một ở Trung Nguyên. Điều khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó tin là vậy mà Dương Tiêu sẽ có qua lại với Bạch Du Tĩnh. Từ nhỏ đến lớn Đường Kiến Quốc đã rất ít khi nói chuyện với cô, nhưng tình thương của cha như núi. Đường Kiến Quốc cũng rất ít khi nói những lời tức giận như vậy. Bó, bố đã hiểu lầm gì Dương Tiêu à? Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Dương Tiêu từng là một quân nhân, cô tin tưởng nhân cách của Dương Tiêu. Kê hôn được 5 năm, Dương Tiêu đã làm việc chăm chỉ, không có lời phàn nàn nào. Làm sao sẽ làm ra chuyện có lỗi với cô? Nghe thấy lời nói của Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm cũng bước ra khỏi phòng, trên mặt mang một vẻ hận thù, Mộc Tuyết, con thực sự phải suy nghĩ kỹ về điều này. Trước đó có một người phụ nữ mặc đồ đen đã đánh mẹ, mà còn là hai lần, còn nói nếu mẹ dám vô lễ với Dương Tiêu, cô ta sẽ giết mẹ. Đây chắc chắn là tình nhân bên ngoài của Dương Tiêu. Mộc Tuyết, chẳng lẽ con không tin lời bố mẹ nói sao? Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Hiện tại, mỗi ngày Triệu Cầm đều cảm thấy bị kìm chế, nghĩ đến phế vật Dương Tiêu bị bà ta dâm lên giờ lại ngang hàng với mình, điều này khiến Triệu Cầm rất tức giận. Đặc biệt là sự tồn tại của Lăng Ảnh Huyên khiến Triệu Cầm hoảng sợ bất an. Bà ta sợ một ngày nào đó Lăng Ảnh Huyên sẽ xuất hiện muốn mạng nhỏ của bà ta. Bố mẹ, hai người đừng nói nhảm, con tin tưởng Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết thấy không công bằng thay Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc khít mũi, Mộc Tuyết. Con đừng bị ảo giác mặt ngoài của Dương Tiêu làm mờ mắt. Hôm nay bố đã nghe Bạch Du Tĩnh nói Dương Tiêu là người trong lòng cô ta, con không tin thì nghe đi. Sau đó, Đường Kiến Quốc lấy điện thoại di động ra, mở một file ghi âm. Cô Bạch, rốt cuộc thằng nhóc này là gì của cô? Giọng nói run rẩy của Chu Thiên Hào phát ra từ file ghi âm. Anh ấy là người trong lòng tôi. Giọng nói mang theo oán giận của Bạch Du Tĩnh phát ra từ file ghi âm. Đường Kiến Quốc không phải là kẻ ngốc, xảy ra chuyện việc đầu tiên ông ta làm là lấy điện thoại di động ra ghi âm, vừa hay ghi lại được đoạn ghi âm này. Chuyện này, nghe thấy lời của Bạch Du Tĩnh, Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh, thân thể run lên. Triệu Cầm tàn nhẫn nói, Mộc Tuyết, con nghe thấy chưa, chứng cứ xác thực. Con còn bênh thằng phế vật nữa không? Bố, có phải bó đã nhầm không? Đường Mộc Tuyết không thể tin được. Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói, con gái. Nếu con không tin, con hãy nghe hết đoạn ghi âm này. Khi Đường Mộc Tuyết nghe hết đoạn ghi âm, tim Đường Mộc Tuyết co lại, mở to mắt, cả người như mất hồn. Bây giờ con đã nhìn ra bản chất cặn bã của Dương Tiêu rồi chứ? Mộc Tuyết, nghe lời bố mẹ mau ly hôn đi. Triệu Câm căm hận nói. Con muốn yên lặng. Đường Mộc Tuyết hồn bay phách lạc đứng dậy trở về phòng, trong mắt hiện lên một tầng sương. Nằm ở trên giường, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng đau.
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Đường Mộc Tuyết lại có cảm giác đau nhói ở ngực, lúc này càng dữ dội hơn. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết phờ phạc, Dương Tiêu, rốt cuộc anh. Anh đang làm gì? Chẳng lẽ đúng như lời bố mẹ nói, mọi thứ anh đối xử tốt với em đều là giả vờ. Cùng lúc đó, Dương Tiêu đã đến tập đoàn Tuyết Tiêu, anh không hề biết sân sau nhà mình đã bốc cháy. Dương Tiêu nhanh chóng tìm được Long Ngũ hỏi, Long Ngũ đại ca, đã phát hiện ra loại thuốc có độc tính cao chưa? Đã phát hiện ra rồi, là N-dimethylnitrosamino. Vẻ mặt của Long Ngộ cực kỳ nặng nề. Sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên thay đổi, N-dimethylnitrosamine, làm sao có thể? Thân là Long Chủ, năm đó Dương Tiêu đã đi vòng quanh thế giới, anh đã nhìn thấy quá nhiều loại thuốc có độc tính cao, và chất N-dimethylnitrosamine này là một trong số đó. N-dimethylnitrosamine có độc tính cao, hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và hô hấp, hấp thu chậm qua da, chủ yếu gây tổn thương gan. Vụ án kinh điển nhất là vụ ngộ độc thuốc trong nước tại một trường đại học trọng điểm trong nước, Đại học Phúc Đán, vào tháng 4 năm 2013. Hai nghiên cứu sinh vì tranh chấp mà một người bị chết, người còn lại bị bắt và bị kết án tử hình, vụ án này đã gây chấn động cả nước lúc bấy giờ. Loại thuốc mà bạn học Lâm bị đầu độc là N-dimethylnitrosamine. Điều mà Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới là loại thuốc do tập đoàn Tuyết Tiêu sản xuất hôm nay có chứa N-dimethylnitrosamine. May mắn, Kim Đại Trung đã báo cho mình kịp thời, một khi tất cả chúng được đưa ra thị trường, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Mình đưa ra mức lương cao đã bị Liễu Giang Hà từ chối, Dương Tiêu trực tiếp loại bỏ hiềm nghỉ của Liễu Giang Hà. Vậy thì sẽ là ai? Long Ngũ kinh ngạc hỏi. Sắc mặt Dương Tiêu rất xấu nói, khó nói, ngoại trừ thần y Liễu, những người còn lại đều có thể. Đây là bởi vì nguyên liệu có độc tính cao, không phải là do khâu sản xuất thuốc có vấn đề. Bên bọn họ có phát hiện ra loại thuốc mà chúng ta cung cấp không? Long Ngũ nói thật, N-dimethylnitrosamine hòa tan trong nước nên không dễ phát hiện, nhưng kết quả kiểm tra từ phía nhà họ cung đưa ra cũng là N-dimethylnitrosamine. Không cần điều tra, chắc chắn nguyên liệu có vấn đề. Bây giờ chúng ta đến nhà máy sản xuất ngay, tiện thể gọi cho Lý Minh Hiên tiến hành quan hệ công chúng. Đây là do con người làm, chắc chắn là có người âm thầm gây ra. Dương Tiêu trầm giọng nói. Tôi hiểu, Long Ngũ đáp lại. Dương Tiêu nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng ẩm đạm, nhà họ Điền, là các người sao? Trên đường tới đây, Dương Tiêu đã đoán bàn tay đen đứng sau là nhà họ Điền. Xét cho cùng, nhà họ Điền muốn chấn áp tập đoàn Tuyết Tiêu nhất. Bên trong tập đoàn dược phẩm Điền Thị, Điền Lộc, người đứng đầu nhà họ Điền hỏi, Hưng Nhi, đã lan truyền tin tức ra ngoài rồi chứ? Bó, đã truyền ra ngoài rồi ạ, tập đoàn Tuyết Tiêu xong đời rồi. Điền Chân Hưng, cậu nhà họ Điền nói vẻ mặt kích động điên cuồng. Cứ như thể tập đoàn Tuyết Tiêu đã bị sở gáy, Phù Dung sớm nở tối tàn, bất chợt đóng cửa. Điền Lộc giễu cọt, Dương Tiêu, một thằng phê vật nhỏ nhoi có tư cách gì mà tranh với nhà họ Điền chúng ta? Có tiền thì đã làm sao? Điền Lộc, tôi vẫn có thể giết được các người. Một khi tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ xong đời. Hưng Nhi, lập tức báo cảnh sát, đồng thời báo cho cục giám sát chất lượng. Vâng, thưa bố, Điền Chấn Hưng kích động nói. Trong chốc lát, dòng nước ngầm dâng cao, tập đoàn Tuyết Tiêu đột nhiên rơi vào cơn bão dư luận. Cái gì, thuốc do tập đoàn Tuyết Tiêu sản xuất thực sự có độc tính cao? Thật hay giả, tập đoàn Tuyết Tiêu hiện là công ty dược phẩm hàng đầu ở Trung Nguyên, làm sao lại có độc tính cao? Này, chắc anh chưa biết chuyện này đều không? Bây giờ có thể lên mạng tra, có người đã dùng thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu và suýt chết. Đờ mời, thực sự có chuyện như vậy, gian thương, bọn gian thương lòng dạ độc ác. Tây chay tập đoàn Tuyết Tiêu, để tập đoàn Tuyết Tiêu cút khỏi thành phố Trung Nguyên của chúng ta. Đúng vậy, tẩy chay tập đoàn Tuyết Tiêu, tập đoàn Tuyết hãy cút khỏi thành phố Trung Nguyên. Ngay lập tức, một số lượng lớn người dân ở thành phố Trung Nguyên vô cùng tức giận, họ muốn đập tan tập đoàn Tuyết Tiêu ngay lập tức. Thuốc có độc tính cao, đây chẳng phải lấy mạng người ra chơi đùa sao? Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người tức giận. Tập đoàn dược phẩm Điền Thị đã chuẩn bị xong xuôi. Bọn họ loan tin trước, tất cả các diễn đàn lớn ở thành phố Trung Nguyên đều đăng bài viết bôi đen về tập đoàn Tuyết Tiêu. Các bộ phận liên quan nhận được tin báo đã cử nhân sự đến tập đoàn Tuyết Tiêu qua đêm để điều tra. Lý Minh Hiên đích thân tiến hành quan hệ công chúng. Ông cụ cung, cung Thiên Tê nhận ra có điều không ổn, vội cử cung Minh chủ nhà họ Cung ra mặt.
với sự xuất hiện của Cung Minh, các bộ phận liên quan đã nguôi ngoai cơn tức giận. Xét cho cùng, nhà họ Cung là gia tộc mạnh số một ở Trung Nguyên, cho dù là bọn họ cũng khó có thể làm ra chuyện quá sâu xa như vậy trước mặt nhà họ Cung. Có nhà họ Cung ra mặt, Lý Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, nhà họ Lý ở Đông Hải là địa phương khác, trong thành phố Trung Nguyên chỉ có thể nói là có chút nổi tiếng. Những nhân viên thực thi pháp luật có liên quan này hoàn toàn không nhận ra anh ta Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đã không ngần ngại liên lạc, chặn các phương tiện truyền thông, đồng thời liên hệ với các trang web và diễn đàn lón xóa bài đăng. Các anh em, bắt đầu công việc, Lý Thần Chiến cũng nhận được tin tức ông già này gây cho cậu một rắc rối lớn. Biết tất cả các vấn đề trong quá trình sản xuất thuốc có chứa N-dimethylnitrosamine, không biết giờ phút này Liêu Giang Hà khó chịu như thế nào. Thần y Liễu, không cần tự trách, chuyện này đều đã có âm mưu chứ đờ si, không trách ông. Bây giờ việc chính của chúng ta là điều tra ra kẻ sát nhân thực sự đứng phía sau. Dương Tiêu an ủi. Anh không cần thiết phải tức giận với Liễu Giang Hà, khi xảy ra chuyện tức giận là biểu hiện của sự bất tài nhất. Giờ mọi chuyện đã xảy ra, việc anh phải làm bây giờ là giải quyết vấn đề như thế nào. Mặt mày Liễu Giang Hà nặng nề, vẻ mặt áy náy. Long Ngũ hỏi, thần y Liễu, một mình ông chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên liệu sản xuất hôm nay sao? Không phải, Liễu Giang Hà càng áy náy hơn. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Liễu Giang Hà thở dài nói, hôm nay tôi có được hồi mệnh tam châm, ông già này một lòng nghĩ tới hồi mệnh tam châm, nên đã để Vương Trạch học trò lớn của tôi phụ trách. Vương Trạch, là anh ta, con người Dương Tiêu co rụt lại, trong mắt bắn ra hơi thở giết người mãnh liệt. Vương Trạch, chắc chắn là tên khốn này làm. Long Ngũ giận tím mặt. Anh đã biết Vương Trạch luôn có hiềm khích với Dương Tiêu từ lâu, nếu hôm nay Vương Trạch chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên liệu sản xuất dược phẩm, tám phần là do Vương Trạch làm. Dương Tiêu cũng nghĩ như vậy, Vương Trạch chịu trách nhiệm kiểm tra, tất cả sự thật đã nổi lên mặt nước. Vương Trạch, không thể nào, Liễu Giang Hà cau mày. Vương Trạch là học trò thân truyền của ông, ngày thường ông coi Vương Trạch như ruột thịt của mình. Mặc dù nghiêm khắc nhưng Liễu Giang Hà đã coi Vương Trạch là người kê thừa của mình từ lâu. Long Ngũ cười khẩy, thần y Liễu, tôi dám cá, chắc chắn là Vương Trạch làm. Tên này đã chống đổi Dương Tiêu nhiều lần, trừ anh ta ra sẽ không có người khác. Nhưng về cơ bản N-dimethylnitrosamine không bán trên thị trường. Dù muốn mua cũng phải khai báo, đăng ký. Cho dù là bác sĩ bệnh viện, số lượng có thể dùng một mình cũng rất ít. Vừa ơn Trạch lây đâu ra nhiều N-dimethylnitrosamine như vậy, Liễu Giang Hà nói. Dương Tiêu thấp giọng nói, thần y Liêu, chuyện đã nghiêm trọng, chúng tôi nói chuyện rất trực tiếp, giải quyết chuyện công, Vương Trạch không đơn giản như ông nghĩ, tệ này có lòng dạ hơn ông thây nhiêu. Liễu Giang Hà im lặng, ông biết mấy năm nay Vương Trạch có lòng dạ xấu, không ngừng nghĩ cách làm thế nào để kiêm tiên, nhận việc tư không ít. Nếu thật sự là Vương Trạch, tôi sẽ trục xuất tên nghiệt chướng này khỏi sự môn. Vẻ mặt già nua của Liêu Giang Hà tràn đầy ớn lạnh. Ông ấy nhận thức rõ mức ảnh hưởng đến tập đoàn Tuyết Thiêu lần này, và ông ấy cũng bia rằng đây là sơ suất của mình. Một viên đá gây, nên sóng gió ngàn trùng, vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Tuyết Thiêu, mà còn ảnh hưởng đến các đối tác khác, danh tiếng của ông và Thiên Hậu Châu A trẻ tuổi Tô Thiên Lung. Xét cho cùng, hiện ông là thành viên nội bộ của tập đoàn Tuyết Thiêu. Mà Tô Thiên Lung chưa bao giờ nhận bất cứ đại ngôn nào vì tập đoàn Tuyết Tiêu mới nhận. Vừa mới nhận đại ngôn đã xảy ra chuyện như vậy, đây chẳng khác nào sâm rên rơi xuông, không ai kịp trỏ tay. Dương Tiêu hỏi, bây giờ Vương Trạch đang ở đâu? Chắc đang ở nhà, Liễu Giang Hà không chắc chắn nói. Dương Tiêu gật đầu, nếu đã như vậy, đến khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Vương Trạch sống cùng khu biệt thự với anh, tìm Vương Trạch rất dễ dàng. Lúc này, bên trong một biệt thự của khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Vương Trạch vui vẻ nhảy nhót, gương mặt đỏ bừng, đang bật một bài tư tưởng châu Âu, anh ta rót một ly rượu đỏ và nêm thử. Sảng khoái, tiền này tới tay thật sự rất sảng khoái. Sau khi nhấp một ngụm rượu đỏ, Vương Trạch phấn khích như được tiêm máu gà. Tập đoàn Tuyết Tiêu vừa xảy ra chuyện, Điện Lộc đã trả cho anh ta 30 triệu tệ còn lại theo thỏa thuận trước đó. Khi 60 triệu tệ đến tay, Vương Trạch đã lập tức trả khoản vay mua biệt thự, đặc biệt đối cho mình một chiếc Ferrari Rafa trị giá hàng chục triệu tệ. Làm xong tất cả những chuyện này Vương Trạch vẫn có trong tay mấy chục triệu tệ, không biết giờ phút này Vương Trạch thoải mái đến nhường nào. Nghĩ đến tập đoàn Tuyết Tiêu sắp đóng cửa,
Vương Trạch nói với ánh mắt hung ác nham hiểm, Dương. Tiêu à Dương Tiêu, cậu xong đời rồi, cậu hoàn toàn xong đời rồi. Phải thừa nhận cậu đã cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng chẳng phải cuối cùng cậu vẫn thua trong tay Vương Trạch tôi đó sao? Bây giờ giá trị con người tôi mấy chục triệu tệ, mà cậu sắp rơi vào tình trạng phá sản, đến lúc đó ở trước mặt tôi, cậu khác gì con chó hoang đâu. Ảo tưởng Dương Tiêu chết lặng, thân bại danh liệt, nghèo túng như chó nhà có tang, khỏi phải nói giờ này tâm trạng Vương Trạch sảng khoái đến nhường nào. Cứ như thế anh ta đã hoàn toàn giẫm Dương Tiêu dưới chân, cả đời này Dương Tiêu sẽ không ngẩng đầu lên được trước mặt anh ta. Ami ngay lúc Vương Trạch đang vui mừng, cánh cửa biệt thự đột nhiên bị đá tung ra. Chủ nhiệm Vương, tháng ngày trải qua không tệ nha. Dương Tiêu bước vào châm chọc. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, vẻ mặt Vương Trạch thay đổi. Dương Tiêu, cậu thật to gan, không biết bên trong biệt thự bên Hỗ Nhạn Minh không được xâm phạm nơi ở của người khác sao? Thằng khốn, cậu to gan dám vô lễ với Dương Tài Ba. Sau đó, Liễu Giang Hà bước vào. Thầy, thầy, nhìn thấy Liễu Giang Hà tới Vương Trạch đột nhiên giật mình, không tự chủ được cảm thấy áy náy trong lòng. Từ nhỏ đến lớn Vương Trạch không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một mình Liễu Giang Hà. Bái thầy học nghề. Nhiều năm như vậy, Liễu Giang vô cùng nghiêm khắc với anh ta có cảm giác sợ Liễu Giang Hà từ trong lòng. Long Ngũ bước đến liếc mắt nhìn rượu vang đỏ trên bàn châm chọc, Vương Trạch, có chuyện vui lớn gì à, lại còn uống rượu vang đỏ ăn mừng nữa ồ. Liên quan gì đến anh? Vương Trạch không cho Long Ngũ sắc mặt đẹp. Liễu Giang Hà đến thì thôi, anh ta không muốn nhìn thấy Dương Tiêu và Long Ngũ một chút nào. Vương Trạch kìm lại cơn tức giận của mình, nhìn Liễu Giang Hà kính trọng, không biết thầy đến thăm có việc quan trọng gì không ạ? Liễu Giang Nhan nhìn Dương Tiêu gật đầu với ông ấy. Nghiệp chướng, tôi hỏi cậu, nguyên liệu sản xuất hôm nay có chứa độc tính cao, cậu có biết không? Vẻ mặt Liễu Giang Hà tràn đầy tức giận hỏi. Vương Trạch giả vờ ngạc nhiên, cái gì? Có chứa độc tính cao? Sao có thế, thầy, khi em kiểm tra thì không có vấn đề gì cả, thầy có nhầm lẫn gì không? Giả vờ, anh tiếp tục giả vò đi, Long Ngũ chê nhạo. Vừa đến đây, họ đã thấy Vương Trạch đang uống rượu vang đỏ ăn mừng. Chuyện này mà không hề liên quan ý đến Vương Trạch thì đã gặp quỷ. Sắc mặt của Liễu Giang Hà cũng trở nên càng ngày càng u ám hơn, ông có thể nhìn ra phản ứng của Vương Trạch rất bất thường, cho dù anh ta đã che giấu rất kỹ. Tiếp xúc với anh ta nhiều năm như vậy. Vương Trạch làm chuyện gì ông ấy biết rất rõ. Nhận thấy kỹ năng diễn xuất của mình còn non, Vương Trạch kinh hãi nói, thưa thầy có nhầm lẫn gì không? Khi em kiểm tra thì không có vấn đề gì. Vương Trạch, người thông minh không nói chuyện mờ ám, nguyên liệu sản xuất có chứa N-dimethylnitrosamino. Dương Tiêu không kiên nhẫn nhìn Vương Trạch tiếp tục diễn. Vương Trạch ngạc nhiên, N-dimethylnitrosamino, không có khả năng đó chứ. Bên trong nguyên liệu có N-dimethylnitrosamino. Thưa thầy, loại chất độc cao này có thể hòa tan trong nước. Không dễ phát hiện, em thực sự đã không chú ý đến điều này. Trước khi hạ độc Vương Trạch đã cẩn thận lựa chọn thuốc, cuối cùng anh ta chọn N-dimethylnitrosamine. Loại chất độc này thực sự rất khó phát hiện. Trong cuộc sống đã có quá nhiều người chê vì ngộ độc, loại sát độc này rất khó phát hiện ngay cả khám nghiệm tử thi. Vương Trạch hà Vương Trạch, chết đến nơi mà còn muôn giả vờ hả? Hôm nay anh kiểm tra nguyên liệu. Trong lúc đó ngay cả camera giám sát nhà máy sản xuất cũng bị hỏng, anh dám nói không phải do anh động tay động chân không? Long Ngũ hỏi. Vừa rồi họ biết được camera giám sát nhà máy sản xuất đã bị hỏng, trong lòng càng tin là Vương Trạch làm điều đó. Vương Trạch tiếp tục lập lừng, tôi không bia, tôi vô tội, tôi là bác sĩ, không lẽ các người nghi ngờ y đức của tôi không tốt? Lại nói, N-dimethylnitrosamine là đối tượng quản lý của quốc gia. Nếu có chuyện xảy ra thì chắc chắn phải là một lượng lớn N-dimethylnitrosamine. Tôi chỉ là một chủ nhiệm nhỏ bé. Trong bệnh viện lượng N-dimethylnitrosamine có hạn, tôi lấy đâu ra một lượng lớn N-dimethylnitrosamine như vậy? Nhìn Vương Trạch không thừa nhận, Dương Tiêu cười lạnh, nếu lô thuốc độc này lấy từ chợ đen thì sao? Cái gì, chợ đen? Ngay sau đó sắc mặt của Vương Trạch thay đổi lớn, không còn che giấu được nỗi sợ hãi trên khuôn mặt. Mặc dù quốc gia này kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt đối với các loại thuốc có độc tính cao, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi cá lọt lưới. Cũng giống như quản chế của súng, dao đạn dược, mặc dù pháp luật đã có quy định rõ ràng nhưng vẫn có người cố tình thực hiện và sử dụng. Sự giám sát của nhà nước chỉ có thể nâng lên mức công khai, còn bí mật thì không biết bao nhiêu người dân phát triển, sản xuất vì lợi ích,
Trên thị trường không thể có một số C lớn N-dimethylnitrosamine như vậy, chỉ có một khả năng là lô N-dimethylnitrosamine này đến từ chợ đen. Quả nhiên, nói đến hai chữ chợ đen sắc mặt của Vương Trạch rất không tốt. Vương Trạch, tôi nói đúng không? Dương Tiêu nhìn thẳng vào Vương Trạch. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, toàn thân Vương Trạch nổi da gà, không dám nhìn thẳng vào Dương Tiêu, tránh né ánh mắt của anh, vớ vẩn, tôi là bác sĩ, quang minh lỗi lạc. Ngay cả chợ đen ở đâu tôi còn không biết, sao có thể ra chợ đen mua thuốc độc hạ độc được. Thật sao? Dương Tiêu cười lạnh. Trước khi Dương Tiêu tới, anh đã đoán được lô thuốc độc này đến từ chợ đen. Vương Trạch giả vờ bình tĩnh, cậu không nên ngậm máu phun người, làm việc phải coi trọng chứng cứ, cẩn thận tôi kiện cậu tội vu không. Muốn bằng chứng đúng không? Được nôi, tôi sẽ cho anh bằng chứng. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lùng nói. Anh biết Vương Trạch chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ, tình cờ anh quen biết cô soái trùm chợ đen ở thành phố Trung Nguyên, chỉ cần Vương Trạch làm điều đó thì tìm ra bằng chứng rất dễ dàng. Long Ngũ khít mũi, vịt chết còn cứng miệng, cần tôi lập tức đến chợ đen một chuyên không? Không cần, tôi có thông tin liên lạc của cô soái. Dương Tiêu thập giọng nói. Có số điện thoại của cổ soái. Nghe thấy lời nói của Dương Tiêu. Phôn sắc mặt Vương Trạch đã sâu nay càng trở nên hoảng sợ hơn. Cổ soái là ai? Hai đó là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, kiểm soát toàn bộ thị trường chợ đen ở Trung Nguyên, ăn cả hắc bạch, có sức ảnh hưởng phi thường. Nếu Dương Tiêu thực sự biết cổ soái ông lớn của chợ đen, thì anh ta thực sự có khả năng bị lộ. Liễu Giang Nhan nhận ra vấn đề này không thoát khỏi có liên quan đến Vương Trạch, ông tức giận măng mỏ, nghiệp chướng, còn không mau khai báo thành thật. Thưa thầy, em thực sự không làm. Không có bằng chứng, có đánh chết Vương Trạch cũng sẽ không thừa nhận. Xét cho cùng, làm chuyện này không chỉ sâu về mặt đạo đức, mà một khi bị vạch trần còn phải đối mặt với án tù, anh ta còn trẻ không muốn ăn cơm tù. Dương Tiêu thờ ơ nói, thần y Liễu. Không cần nói nhiều, tôi gọi điện thoại xác minh là biết ngay thôi. Nói xong, Dương Tiêu lấy điện thoại ra gọi cho cô soái. Liên hệ với cổ soái, cậu dọa ai? Vương Trạch cực kỳ khinh thường trong lòng. Ai mà không biết Dương Tiêu là phê vật, anh ta không tin phê vật Dương Tiêu này sẽ quen biết ông trùm chợ đen ở Trung Nguyên. Cổ soái đang vui chơi tại khu giải trí nhìn thấy cuộc gọi của Dương Tiêu vội đẩy người phụ nữ trong tay ra, anh ta nhấc máy kính cẩn nói, cậu Dương. Cổ soái có thể coi là người đã nhìn thấy thủ đoạn của Dương Tiêu. Trước đó cả hai vệ sĩ vô địch quyên anh của anh ta đều bị Dương Tiêu giết. Kể từ đó, cổ soái đã hạ quyết tâm không đắc tội với Dương Tiêu. Cổ soái, trong hai ngày qua có một lượng lớn N-dimethylnitrosamine cực độc TT7 bán trên thị trường, chợ đen đúng không? Dương Tiêu nói thẳng. N-dimethylnitrosamine, cổ soái sửng sốt. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng, có hay không? Chuyện này, dám hỏi, cậu Dương đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Khí thế của cô soái lập tức yếu đi một phần hỏi. Đúng vậy, hôm nay có một người không tiếc một số tiền lớn mua một lô N-dimethylnitrosamine, số lượng lớn khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Tuy nhiên, số tiền bên kia đưa ra quá hào phóng, cổ soái không cưỡng lại được. Anh ta làm đen ăn đen, chỉ cần bên kia đưa đủ tiền là anh ta không quan tâm sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng, nếu lô thuốc cực độc này gây hại cho Dương Tiêu, vậy thì thật sự là người trong một nhà lại chẳng nhận ra nhau. Dương Tiêu trầm giọng nói, tập đoàn Tuyệt Tiêu là tôi mở, bây giờ tập đoàn Tuyệt Tiêu xảy ra chuyện chắc hẳn anh biết đúng không? Không phải chứ, tập đoàn Tuyết Tiêu là do cậu Dương mở, cô soái lập tức sửng sốt. Thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu có vấn đề, suýt xảy ra mạng người. Một cơn bão dư luận mạnh đã xảy ra ở thành phố Trung Nguyên, ngay cả các cơ quan quản lý cũng đã được điều động với số lượng lớn. Đang rất chú ý đến vấn đề này. Là ông trùm của thị trường chợ đen, cổ soái cực kỳ nhạy cảm với tin tức, đương nhiên anh ta đã nghe nói về một vụ việc lớn như vậy ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu nói, không chỉ do tôi mở, mà tất cả các loại thuốc được sản xuất đều chứa N-dimethylnitrosamine. Xác định tập đoàn Tuyết Tiêu thuộc về Dương Tiêu, hai mắt cổ soái tối sầm lại suýt ngất xỉu. Anh ta biết Dương Tiêu sở hữu loại năng lượng nào ở thành phố Trung Nguyên. Không chỉ kết bạn với một gia tộc mạnh số 1 ở Trung Nguyên, còn là đàn em của Dư Quy 6E1S. Nếu Dương Tiêu gây rắc rối cho anh ta, cho dù cổ soái có chín mạng, cũng không đủ cho Dương Tiêu xử lý.
Xin lỗi cậu Dương, tôi thực sự không biết tên khôn đã mua thứ này đầu độc vào thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu. Mặt cổ soái xanh mét. Dương Tiêu thấp giọng nói, không cần tự trách, tôi đã khóa được nghi phạm, bây giờ tôi cần chứng cứ. Bằng chứng, đúng đúng đúng, bằng chứng. Cậu Dương yên tâm, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị chứng cứ cho cậu, lập tức đưa tới cho cậu ngay. Giọng điệu cổ soái run rẩy. Tốc độ nhanh vào, tôi ở khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, chờ tôi chào hỏi nhân viên bảo vệ anh đi thẳng vào là được. Dương Tiêu nói. Cổ soái khó khăn nuốt nước bọt nói, cậu yên tâm, tôi sẽ giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, cổ soái suýt ngã quy xuống đất. Nghĩ đến tập đoàn Tuyết Tiêu xảy ra chuyện lớn, ông chủ của tập đoàn Tuyết Tiêu là Dương Tiêu, cổ soái thực sự tê dại cả da đầu. Lúc này, anh ta rất muốn nghiền Vương Trạch Thành cho, một khi Dương Tiêu tìm anh ta gây rồi, anh ta sẽ thật sự không chịu nổi. Ông chủ cổ, chúng ta chơi tiếp đi. Một người phụ nữ quyền rũ lao về phía cổ soái. Cổ soái đẩy người phụ nữ quyền rũ ra, mẹ nó cút hết cho tôi. Nhìn thấy cổ soái nổi trận lôi đình, nhóm phụ nữ quyền rũ trong phòng đều sợ hãi. Cúp điện thoại, Dương Tiêu nhìn về phía Vương Trạch, không thừa nhận đúng không? Rất tốt, khi chứng cứ đến, xem anh còn sẽ nói được cái gì. Không làm chuyện sâu, không sợ ma gõ cửa. Tôi Vương Trạch làm chuyện quang minh lỗi lạc, sẽ không tha thứ cho cậu đã vụ oan hãm hại. Vương Trạch ưỡn ngực ra vẻ tự hào. Anh ta không tin Dương Tiêu thực sự quen biệt cô soái ông trùm chợ đen, cũng như không tin Dương Tiêu có thể ly được bằng chứng về việc anh ta mua N-dimethylnitrosamine cực độc. Vương Trạch cho rằng cuộc gọi của Dương Tiêu vừa rồi là giả vờ, và mục đích là lừa anh ta nói sự thật. Đáng tiếc, Vương Trạch không hề sợ hãi. Anh ta đã từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật trong bệnh viện và chứng kiến rất nhiều người chết, tố chất tâm lý của Vương Trạch vượt xa những người bình thường. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng nói, vậy chúng ta rửa mắt chờ xem L. Giả thần giả quỷ, Vương Trạch càng bình tĩnh hơn. Chỉ cần Dương Tiêu không đưa ra được bằng chứng, anh ta sẽ không thừa nhận. Trì hoãn thời gian chiến đấu tâm lý, ai mà không bia. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, mắt thấy 20 phút đã trôi qua, Dương Tiêu biết chắc hắn cô soái đã đến. Anh đứng dậy nhìn Vương Trạch, nể mặt anh ý à học trò của thần y Liễu, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, có phải do anh hạ độc không? Tôi nói lại một câu, đừng ngậm máu phun người. Vương Trạch tức giận hét lên. Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh, anh chắc chắn. Tôi chắc chắn, Vương Trạch tỏ vẻ kiêu ngạo. Anh ta thật sự không tin Dương Tiêu quen biết ông chủ chợ đen, cũng không tin Dương Tiêu có thể đưa ra chứng cứ. Ngay khi Vương Trạch tin chắc Dương Tiêu đang giở trò bí ẩn, một giọng nói khinh thường đột nhiên bùng nổ, mẹ kiếp, không phải là đồ khốn kiếp nhà anh làm thì do ông đây làm chắc. Chó má, anh tự tìm chê còn lôi ông đây theo làm đệm lưng. Trong giây tiếp theo, cổ soái ông trùm chợ đen đến hiện trường với vẻ mặt u ám. Đại ca cổ, nhìn rõ người tới. Con người Vương Trạch co rút lại, như thế đã nhìn thấy một bóng ma. Là chủ nhiệm khoa nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, đương nhiên Vương Trạch nghe đến tên của cổ soái. Hơn nữa lần này anh ta không trực tiếp mua thuốc độc từ cổ soái Đờ Si là từ những người dưới quyền cổ oái. Với một số lượng lớn thuốc độc cực độc như vậy, đàn em của cổ soái đâu dám tự đưa ra quyết định, ngay lập tức đã báo cáo cho cổ soái. Cổ soái biết, anh ta đích thân đến phụ trách giao dịch. Điều khiến linh hồn Vương Trạch rét run là Dương Tiêu trong mắt anh ta là phế vật lại thực sự gọi ông trùm chợ, đen tới. Cổ soái bước tới đá mạnh vào Vương Trạch, hét lên, tên chó má nhà anh, mẹ nó cho anh mặt mũi, ngay cả thuốc của cậu Dương mà anh cũng dám động tay động chân, mẹ nó anh chê sông lâu hả? Cổ soái đã hiểu sâu sắc nỗi kinh hoàng của Dương Tiêu, nghĩ đến Vương Trạch đã mua một lô thuốc độc nhắm vào Dương Tiêu, cổ soái không rét mà run. Anh ta chịu trách nhiệm bán thuốc độc cho Vương Trạch. Gián tiếp hãm hại tập đoàn Tuyết Tiêu, anh ta là đồng phạm. Vương Trạch hoảng sợ, như bị sét đánh, mặt mày tái mét. Cổ soái đá mạnh vào người khiến Vương Trạch loạng choạng ngã xuống đất. Cậu Dương, là anh ta, là tên khốn kiếp này làm. Cổ soái chỉ vào Vương Trạch với vẻ mặt thù địch. Dương Tiêu nhìn cổ soái, anh chắc chứ? Chứng cứ đâu? Chứng cứ đây, cổ soái không hề do dự mở app ngân hàng trên di động, thông tin giao dịch chuyển tiền, đưa cho Dương Tiêu. Giao dịch chuyên tiên ghi chỉ tiết thông tin của Vương Trạch mua lô độc thuốc cực độc này, Vương Trạch đã không tiếc bỏ ra 5 triệu tệ. Nhìn rõ giao dịch chuyên tiền, thân thể già nua của Liễu Giang Hà run lên, thật. Thật sự là tên xúc sinh này làm.
Thần Y Liễu, tôi đã nói rồi, chắc chắn là tên khốn Vương Trạch này làm. Long Ngũ Năm chất tay, anh thật sự muốn đâm mạnh vào đâu Vương Trạch. Dương Tiêu để anh quản lý tập đoàn Tuyết Tiêu, bây giờ đã xảy ra loại chuyện này, Long Ngũ nghĩ mình không thể trốn tránh trách nhiệm. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh như bão tuyết tháng 2, Vương Trạch, bây giờ anh còn muốn nói gì nữa không? Tôi, vẻ mặt Vương Trạch như cho tàn, anh ta mở miệng, nhưng không thể phản bác được. Trước những bằng chứng sắt, mọi lời ngụy biện của anh ta đều nhạt nhòa và yếu ớt. Vương Trạch biết rất rõ, lần này đã gặp rắc rối lớn, sự thật đã nổi trên mặt nước, anh ta không chỉ thân bại danh liệt mà còn phải ăn cơm tù. Không được, bây giờ anh ta phải chạy, anh ta vẫn còn có những năm tháng tuyệt vời, nhất định không thể ngồi tù cả đời. Long Ngũ chê nhạo nói, chủ nhiệm Vương, sao không nói nữa? Ngụy biện, anh tiếp tục ngụy biện đi. Anh biết mình sẽ xong đời không? Làm loại chuyện này sẽ khiến anh ngồi tù cả đời. Ừng ực, Vương Trạch sợ đến mức cô họng thất lại, không kìm được nuốt nước bọt ừng ực. Long Ngũ nói đúng, nếu anh ta bị bắt, anh ta thực sự sẽ phải ở trong tù cả đời. Cho dù là hình phạt tù có thời hạn, dựa vào năng lực của tập đoàn Tuyết Tiêu cũng có thể khiến anh ta cả đời không thể ra khỏi tù. Nghĩ đến đây, Vương Trạch cảm thấy tức điên lên, hai mắt đỏ như máu. Đột nhiên, Vương Trạch đứng dậy hét lên, người đâu, mau đuổi đám người này ra ngoài cho tôi, nhanh lên. Các nhân viên bảo vệ đang tuần tra nghe thấy tiếng la hét của Vương Trạch, nhanh chóng đến bên trong biệt thự của Vương Trạch. Anh Vương, có chuyện gì vậy? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Mí mắt Vương Trạch như muốn rách chỉ về phía nhóm người Dương Tiêu, đuổi bọn họ ra ngoài ngay cho tôi, bọn họ đột nhập vào nhà riêng, mau bắt tất cả bọn họ lại cho tôi. Cái gì? Nhóm người anh Dương đột nhập vào nhà riêng, sắc mặt đội trưởng đội bảo trở nên cứng ngắc. Khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh là khu biệt thự lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, quy chế nội bộ vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng Dương Tiêu là ai? Là chủ nhân của biệt thự đảo nhỏ ở trung tâm Hồ Nhạn Minh Hồ không cần phải nói, một biệt thự của Dương Tiêu băng với 10 biệt thự của Vương Trạch, họ không dám dễ dàng xúc phạm Dương Tiêu. Mũi Liễu Giang Hà như sắp bộc khói, nghiệp chướng, cậu nói gì? Đột nhập vào nhà riêng, còn muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Mau đuổi bọn họ ra ngoài. Vương Trạch điên cuồng hét lên. Chỉ cần đuổi nhóm Dương Tiêu ra, ngoài, anh ta sẽ có đủ thời gian trốn thoát. Anh ta vẫn còn hàng chục triệu tệ trong tài khoản, tuy không quá nhiều nhưng vẫn đủ sống ở nước ngoài. Vẻ mặt đội trưởng đội bảo vệ ngượng ngùng, anh Dương, xin lỗi, mời anh và bạn của anh ra ngoài. Cho dù Dương Tiêu có lai lịch rất lớn, bọn họ cũng phải căn răng chịu đựng, xử lý theo quy định về quản lý biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Sao hả, các người định đánh đuổi tôi ra ngoài? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Không phải Dương Tiêu muốn cố ý khiêu khích quy chế quản lý bên Hồ Nhạn Minh, mà là hôm nay anh không thể tha thứ cho tên khốn nạn Vương Trạch này. Vương Trạch tức giận hét lên, nhìn thấy chưa? Bọn khốn này bỏ qua các quy tắc và luật lệ của Hồ Nhạn Minh, còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài biêu xin lỗi anh Dương, xúc phạm rồi. Đội trưởng đội bảo vệ phất tay. Một nhóm nhân viên bảo vệ lao về. Phía nhóm người Dương Tiêu, muốn đưa tất cả nhóm người Dương Tiêu ra ngoài. Dương Tiêu cau mày, xem ra lại không thể không làm to chuyện. Vương Trạch rất vui mừng, đợi nhóm người Dương Tiêu bị khống chế, anh ta có thể thoát ra từ cửa sau. Ngay lúc một đám người chuẩn bị đụng vào Dương Tiêu, một giọng nói như sâm vang lên, hỗn láo. Ai dám vô lễ với cậu Dương? Ông cung. Đội trưởng đội bảo vệ kinh, ngạc thốt lên khi nhìn thấy người tới. Nhìn kỹ hơn thì thấy cung minh chủ nhà họ cung đang đi tới. Phải nói rằng Hồ Nhạn Minh này ban đầu được xây dựng bởi nhà họ cung và một số công ty gia đình hợp tác xây dựng. Kể từ khi các biệt thự bên Hồ Nhạn Minh đều đã được bán hết, việc đảm bảo an ninh nội bộ luôn là trách nhiệm của nhà họ cung. Sau khi cung minh làm yên lòng các quan chức xong, bia Dương Tiêu đang ở đây đã nhanh chóng chạy đến, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cung Minh nghiêm nghị nói, phong tỏa ngôi biệt thự này cho tôi, không cho ai vào. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ cung kính đáp. Phong, biệt thự, phong tỏa ngôi am. Lời này vừa dứt, Vương Trạch như bị sét đánh, cả người đều ngần ra. Vốn dĩ anh ta định mượn tay của nhân viên bảo vệ không chê nhóm người Dương Tiêu, nhưng ai ngờ Dương Tiêu đã thu hút sự chú ý của chủ nhà nhà họ cung gia tộc mạnh số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Xong rồi. Lần này hoàn toàn xong đời rồi. Cung Minh liếc nhìn Vương Trạch không còn chút máu, cung kính hỏi,
cậu Dương, người hạ độc là tên này à? Đúng vậy, Dương Tiêu gật đầu. Toàn thân Cung Minh lộ ra hơi thở chân áp, Vương Trạch gần như không thở nổi. Phải thừa nhận rằng khí thế của Cung Minh quá mạnh, hai chân của Vương Trạch mềm nhũ. Giờ phút này, trong lòng Vương Trạch cảm thấy hối hận vô hạn. Nếu biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, đừng nói là 60 triệu tệ cho dù được 600 tỷ tệ anh ta cũng không làm. Dương Tiêu không giận mà uy nhìn về phía Vương Trạch, trong mặt bộc phát ra vẻ uy nghiêm, Vương Trạch, mọi chuyện đã như vậy, anh có bia tội không? Đúng vậy, mọi chuyện đã như vậy, anh có biết tội không? Long Ngũ hét lên. Nghiệp chướng, mọi chuyện đã như vậy, cậu có biết tội không? Liễu Giang Hà cũng tức giận hét lên. Tôi một loạt lời nói như nhát búa đập nặng nề vào Vương Trạch, ra đầu anh ta như muôn nổ tung. A mồ Vương Trạch vô cùng kinh hãi trong lòng, loạng choạng ngôi trên mặt đất, vẻ mặt cũng không còn kiêu ngạo. Nhìn chăm chăm Vương Trạch đang tuyệt vọng, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh như băng, Vương Trạch, vừa rồi tôi đã cho anh một cơ hội, như ân đáng tiếc anh lại không nắm bắt. Cảm nhận được cơn lạnh như băng trên người Dương Tiêu, Vương Trạch sợ hãi bật khóc. Dương Tiêu, không, cậu Dương, tôi biết sai rồi, tôi không bao giờ dám xúc phạm quyền hạn của cậu nữa, là do tôi bị ma quỷ mê hoặc, đều là do tôi bị ma quỷ mê hoặc, xin cậu hãy tha cho tôi một con đường sống. Một cơn ớn lạnh từ gót chân vọt lên tận đỉnh đầu Vương Trạch, anh ta quỳ xuống ngay trước mặt Dương Tiêu, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ cần đưa ân khiến anh ta ăn cơm tù, anh ta sẵn sàng hy sinh tôn nghiêm đàn ông của mình. Dương Tiêu chế nhạo lắc đầu, bây giờ mới biết mình sai. Vừa rồi khi tôi cho anh cơ hội anh đã làm gì? Đúng vậy, trực tiếp đưa loại cặn bã này vào tù, để anh ta ngồi tù cả đời, tránh cho ra ngoài hại người. Long Ngũ căm hận nói. Trong nháy mắt Liễu Giang Hà như già hơn 10 tuổi, thật không ngờ học trò của mình lại làm ra chuyện tức giận như vậy. Cũng may là lô thuộc này không tràn nhiều ra thị trường, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng. Nghe tin mình sắp bị tống vào tù, Vương Trạch giật mình nước mắt nước mũi vội vàng nói, lôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, cậu Dương, đừng tống tôi vào tù, nếu tôi vào đó, con gái vừa lên ba của tôi sẽ không có bồ. Đúng, tôi dập đầu với cậu, tôi dập đầu với cậu, xin đừng tống tôi vào hai tù. Nói xong, mặt mày Vương Trạch tràn đầy hoảng hốt. Đầu dập xuống đất như dã tỏi, nửa phút sau ra đâu Vương Trạch đã nứt ra. Dương Tiêu không phản ứng gì cả, những người như Vương Trạch không đáng được tha thứ. Nếu không phải mình biết cổ soái, có bằng chứng kịp thời, có đánh chê Vương Trạch cũng sẽ không thừa nhận là anh ta hạ độc. Nghĩ lại trước đây mỗi lần gặp Vương Trạch này sẽ giễu cợt khiêu khích mình. Lần này tập đoàn Tuyết Tiêu suýt bại trong tay Vương Trạch, bất kể là ai đến cầu xin, anh cũng sẽ không nương tay. Nhìn thấy Dương Tiêu thở ơ, Vương Trạch ôm đùi Liễu Giang Hà nói, thầy mau cầu xin cậu Dương đi, mong thầy, em không muốn ngồi tù cả đời. Hừ, cậu còn mặt mũi cầu xin Dương tài ba tha cho cậu. Liễu Giang Hà hất văng Vương Trạch ra. Cả người Liễu Giang Hà run lên, chỉ vào Vương Trạch tức giận nói, Vương Trạch, năm đó cậu bái tôi làm thầy dưới danh nghĩa, tôi đã dạy cậu như thế nào. Bây giờ cậu vì ân oán cá nhân, vì tiền bạc mà không tiếc làm trái ý muôn ban đầu của mình. Bây giờ tôi tuyên bố, từ nay về sau cậu bị tôi đuổi khỏi sư môn, tôi sẽ không bao giờ có học trò nghiệp chướng như cậu nữa. Cái gì, đuổi khỏi sư môn? Nghe vậy, hai mắt Vương Trạch suy sụp, cả người như chết lặng. Anh ta không ngờ Liễu Giang Hà vì việc nước quên tình nhà, đuổi anh ta khỏi sư môn. Liễu Giang Hà xấu hổ nhìn Dương, Tiêu, Dương tài ba, tôi đã gây rắc rối cho cậu. Thần y Liễu không cần phải tự trách, chuyện này không liên quan gì đến ông. Vương Trạch cũng chỉ là bị lợi dùng làm súng mà thôi. Lần này y nếu không phải Vương Trạch, thì e rằng sẽ là người khác. Dương Tiêu thập giọng nói. Dù thế nào Dương Tiêu cũng không chút giận lên Liễu Giang Hà, trong chuyện này nhìn từ một mức độ khác Liễu Giang Hà cũng là nạn nhân. Xét cho cùng là cạnh tranh thương mại lợi dụng tất cả mọi dịp. Cho dù không phải Vương Trạch ra tay, có lẽ lần sau sẽ có người khác hạ độc vào nguyên liệu sản xuất thuốc. Ai, mặt mày Liễu Giang Hà ảm đạm. Cả người thật sự như già đi mười mây thui. Năm đó ông thấy tư chất của Vương Trạch không tệ, cần phải học hỏi nhiều hơn nên đã nhận Vương Trạch làm học trò, dạy dỗ cẩn thận, hy vọng một ngày nào đó Vương Trạch có thể kế thừa nghề của mình. Không ngờ, khi danh tiếng ngày càng cao, ngày càng quen bia như ông lón, Vương Trạch không ngừng chạy theo danh vọng tiền tài, đầu óc không còn chuyên tâm vào y học nữa. Hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này,
Liễu Giang Hà tức giận đến mức trực tiếp trục xuất Vương Trạch khỏi sư môn. Hụ hu, Vương Trạch không thể kiềm chế được cảm xúc khóc lớn. Kết thúc rồi, ngay cả Liễu Giang Hà cũng không cần anh ta nữa, anh ta thật sự là hoàn toàn xong đời rồi. Nhìn thấy Vương Trạch khóc lóc om sòm, không một ai động lòng thương xót. Anh ta đã phạm tội không thê xong, đã biết trước sẽ như vậy sao còn làm. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, Vương Trạch, bây giờ tôi cho anh thêm một cơ hội, tôi có thể để người phán xử cho anh một mức án nhẹ, anh phải nắm bắt cơ hội. Vâng vâng vâng, cảm ơn cậu Dương. Vương Trạch vội vàng nói như túm được cọng rơm cứu mạng. Anh ta phải ăn cơm tù đã là chuyện chắc chắn, giờ Vương Trạch chỉ mong anh ta không phải ở trong phòng giam cả đời, nếu không anh ta sẽ thực sự suy sụp. Dương Tiêu chắp tay sau lưng, nói thẳng, chủ mưu đứng sau là ai? Mặc dù anh và Vương Trạch mâu thuẫn, có ân oán cá nhân, nhưng Vương Trạch không thể chấp nhận mọi rủi ro đối phó với mình, chắc chắn anh ta đối mặt với lợi ích to lớn nên mới làm ra chuyện này. Notio Điền Lộc chủ nhà họ Điền của tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Là ông ta bảo tôi làm, ông ta đưa tôi 60 triệu tệ rồi bảo tôi làm. Vương Trạch nói hết mọi chuyện trong một hơi. Điền Lộc, Long Ngũ ngạc nhiên. Mặc dù tất cả đều đoán là nhà họ Điền làm, nhưng khi nghe Vương Trạch nói ra sự thật, ai cũng không kìm được thay đổi sắc mặt. 60 triệu tệ, thật sự là một khoản lớn. Dương Tiêu liếc mắt hơi thở lạnh lẽo. Cuối cùng anh cũng biết tại sao Vương Trạch lại đầu độc nguyên liệu sản xuất, đối với Vương Trạch 60 triệu tệ là một con số trên trời. Đổi vị trí mà nghĩ, nếu Điền Lộc đưa cho anh 60 triệu tệ, trừ phi là thánh nhân, e rằng cũng sẽ động lòng. Liễu Giang Hà rất đau lòng, ông thực sự không ngờ Vương Trạch vì tiền mà sẽ đi ngược ý muốn ban đầu và đạo đức. Tra ra manh mối, Long Ngũ nhìn Dương Tiêu hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đưa Vương Trạch đến nhà họ Điền. Dương Tiêu trầm giọng nói. Nếu đối phương đã vạch mặt, không ngại dùng thủ đoạn hạ độc này, thì Dương Tiêu tự nhiên sẽ không khách sáo với nhà họ Điền. Đúng lúc này, bên trong nhà họ Điền. Điền Lộc hỏi, Hưng Nhỉ, bên ngoài thế nào rồi? Bố, đám người Dương Tiêu này đúng là biệt trộm gà, không biệt tên phê vật này làm cách nào mà khiến Cung Minh ra mặt. Cung Minh ra mặt, đám TH phiên pháp luật cũng không thê xuống tay. Ngoài ra, nhiều bài viết chúng ta đăng trên mạng đã bị quan hệ công chúng của tập đoàn Tuyệt Tiêu xóa. Những bài không xóa, các bài đăng trên diễn đàn đã bị hacker xâm nhập. Mặt mày Điền Trấn Hưng cậu chủ nhà họ Điền hung ác nham hiểm, anh ta thật sự không ngờ tập đoàn Tuyết Tiêu lại ra tay nhanh như vậy. Điền Lộc nhướng mày, không ngờ tập đoàn Tuyết Tiêu lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức khiến nhà họ Cung đích thân ra tay. Không sao hết, Hưng Nhị, tiếp tục cử thêm lực lượng thủy quân, chúng ta phải làm cho tập đoàn Tuyết Tiêu có danh tiếng xấu, cho tất cả mọi người biết chuyện này. Ngoài ra, bằng mọi giá phải liên hệ với giới truyền thông đưa tin về vụ việc này, hiểu không? Vâng bó, con sẽ làm ngay bây giờ. Điền Trấn Hưng điên cuồng như được tiêm máu gà. Chỉ cần có thể hạ gục tập đoàn Tuyết Tiêu, lần này nhà họ Điền sẽ dốc toàn lực. Đột nhiên, một giọng nói bát hòa vang lên, chủ nhà Điền nửa đêm không ngủ, vì muốn đối phó với tập đoàn Tuyết Tiêu, còn thật sự hao tổn tâm huyết. Ai hai vẻ mặt của Điền Lộc thay đổi. Amiu ngay sau đó. Của lớn biệt thự của nhà họ Điền đột nhiên bị đá bay, bước vào là bóng dáng đám người Dương Tiêu với hơi thở dê người đang trôi dậy. Dương Tiêu, khuôn mặt già nua của Điền Lộc run lên khi nhìn thấy kẻ đột nhập. Đặc biệt là khi nhìn thấy Dương Tiêu bắt Vương Trạch mang đến đây, Điền Lộc thót tim dâng lên một cảm giác bất an. Nhìn thấy Cung Minh, Liễu Giang Hà, cổ soái SNN âm nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên, Điền Trấn Hưng cậu chủ nhà họ Điền đột nhiên sững người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bó, đây, đây, Điền Trấn Hưng vội vàng nói. Mặc dù trong lòng Điền Lộc chấn động, nhưng trước khi ra tay ông ta đã lên kế hoạch chắc chắn, nhìn con trai Điền Trấn Hưng, đồ vô dụng, lo lắng cái gì. Nghĩ rằng họ đã chuẩn bị trước, Điền Trấn Hưng nuốt nước bọt, kìm nén cơn hoảng sợ. Chủ nhà Điền, có vẻ như tập đoàn dược phẩm Điền Thị sắp bắt đầu cuộc chiến chính thức chồng lại tập đoàn Tuyết Tiêu à? Dương Tiêu nói với 2L mắt lạnh lẽo. Điền Lộc không hề sợ. Ông ta giễu cợt, Dương Tiêu, cậu có ý gì? Sao tôi lại không hiểu cậu đang nói gì? Ngược lại là các người, nửa đêm đột nhập biệt thự nhà họ Điền tôi, chẳng lẽ các người không sợ chúng tôi gọi cảnh sát đến bắt hết các người lại? Người thông minh không nói chuyện mờ ám, Điền Lộc, lần này tập đoàn Tuyết. Tiêu bị hạ độc là do nhà họ Điền ông làm đúng không? Mặt này Cung Minh u ám nhìn Điền Lộc. Bị Cung Minh chất vấn, Điền Lộc hơi chột dạ, ông ta không dám to tiếng trước mặt Cung Minh.
Xét cho cùng, nhà họ Cung là gia tộc lớn mạnh số một ở Trung Nguyên, tài sản hàng chục tỷ tệ, gấp hơn 10 lần nhà họ Điền của ông ta. Nếu ông ta dám hỗn láo trước mặt Cung Minh, không cần Dương Tiêu hành động, một khi nhà họ Cung tức giận, toàn bộ nhà họ Điền sẽ không thể lăn lộn ở thành phố Trung Nguyên. Điều khiến Điền Lộc bực bội là sao sự việc này liên quan đến nhà họ Cung. Ông ta biết nhà họ Cung có hợp lắp dược phẩm với tập đoàn Tuyết Tiêu, nhưng đó chỉ là một đọt nhỏ, không ngờ nhà họ Cung sẽ can thiệp vào chuyện này. Điền Lộc có nặn ra một nụ cười, ông Cung, ông hiểu lầm gì về nhà họ Điền à? Tuy rằng bây giờ tập đoàn dược phẩm Điền Thị của tôi bị tụt xuống vị trí thứ hai, nhưng nhà họ Điền chúng tôi vẫn luôn ngay thẳng lương thiện, cạnh tranh thương mại bình thường sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Sắc mặt Cung Minh âm u, ông lăn lộn ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy, đương nhiên biệt Điền Lộc là một con cáo giả. Nếu không có bằng chứng thuyết phục, con cáo giả này chắc chắn sẽ trốn tránh tội lỗi. Dương Tiêu, Long Ngũ và những người khác chế nhạo, chuyện đã đến bước này, ngay cả con lọn cũng biết là nhà họ Điền làm. Dương Tiêu hỏi, nếu đã như vậy, vừa nãy ông đang làm gì? Bôi nhỏ tập đoàn Tuyết Tiêu tôi. Bôi nhỏ, Điền Lộc sửng sốt, sau đó châm chọc, Dương Tiêu, cậu đừng gọi là bôi nhỏ, đây là cạnh tranh kinh doanh bình thường. Bây giờ thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu cậu có vấn đề. Nhà họ Điền của tôi vừa làm sáng tỏ một sự thật với giới truyền thông. Những gì nhà họ Điền nói đều là sự thật, làm sao có thể gọi là bôi nhỏ? Dương Tiêu chế nhạo. Điền Lộc này thật sự nói dối mặt không đỏ không hoảng. Chủ nhà Điền, tôi không cần nói thêm chi tiết cụ thể. Vương Trạch, chuyện này là do chủ nhà Điền bảo anh làm đúng không? Dương Tiêu trầm giọng nói. Vương Trạch đã sợ sắp vỡ mật, anh ta chỉ vào Điền Lộc nói, đúng vậy, cậu Dương, chuyện này là do ông già này bảo tôi làm. Chủ nhiệm Vương, ăn có thể ăn bậy, những lời không thể nói bậy. Cậu chắc chắn là do tôi bảo cậu làm. Điền Lộc ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc. Vương Trạch trông rất kinh hoàng, bây giờ anh ta chỉ muốn làm Dương Tiêu hài lòng, giảm bớt hình phạt cho anh ta. Nếu Dương Tiêu không hài lòng, anh ta thực sự phải ngồi trong tù, trong suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa. Vương Trạch khóa chặt mắt vào Điền Lộc nói, Điền Lộc là tên khốn nhà ông bảo tôi làm, bây giờ ông không chỉ hại tập đoàn Tuyệt Tiêu, mà còn cho tôi một hồ. Thật sao? Điền Lộc chế nhạo. Trong lòng ông ta khinh bỉ Vương Trạch đến tận xương thủy, vậy mà mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. Nếu không phải ông ta chuẩn bị mọi thứ từ trước, chắc chắn lần này sẽ bị Vương Trạch liên lụy. Vương Trạch vội nói với Dương Tiêu, cậu Dương, là ông già này bắt tôi làm. Ông ta đưa cho tôi 30 triệu tệ trước, sau đó lại đưa cho tôi 30 triệu tệ nữa. Là ông ta bảo tôi hạ độc vào nguyên liệu sản xuất của tập đoàn Tuyết Tiêu, đều là do ông ta. Tôi bị ma quỷ mê hoặc nên mới nghe lời ông ta. Chuyện đã đến bước này, chủ nhà. Điền còn muốn nói gì không? Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Đứng trước mọi chứng cứ, mọi lời ngụy biện của Điền Lộc cũng sẽ nhạt nhòa và yếu ớt. Điền Lộc cười đùa nói, thật sao? Nếu cậu ta nói tôi đã đưa cho cậu ta 60 triệu tệ, vậy thì để cậu ta đưa chứng cứ ra đi. Vương Trạch, chứng cứ đâu? Long Ngũ trầm giọng nói. Thái độ ngạo mạn của Điền Lộc khiến mọi người tức giận, đêm nay họ nhất định phải đưa Điền Lộc ra trước pháp luật. Vương Trạch vội vàng nói, số tiền 30 triệu tệ lần một là tắm xét, số tiền thứ hai trực tiếp truyền vào tài khoản. Sau đó, Vương Trạch nhanh chóng nộp tất cả tắm xét và giao dịch chuyên khoản ngân hàng. Hai khoản đều là của tập đoàn Hạo Hạn, hoàn toàn không phải là của tập đoàn Dược Phẩm Điển Thị. Nói cách khác, số tiền không phải đến từ nội bộ nhà họ Điền. Mà là Điền Lộc đã tìm người làm thủ tục liên quan từ trước. Dương Tiêu nhướng mày, tập đoàn Hạo Hạn. Nguồn tiền không phải từ nhà họ Điền, điều này khiến Dương Tiêu rất ngạc nhiên. Điền Lộc này đúng thật là đa mưu túc trí. Long Ngũ nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh đã khóa chặt tập đoàn Hạo Hạn. Tập đoàn Hạo Hạn không phải là doanh nghiệp trong nước, mà là công ty vỏ ở nước ngoài chuyên cung cấp các dịch vụ tiện ích cho mọi người. Long Ngũ trầm giọng nói. Nghe vậy. Sắc mặt Dương Tiêu có chút xấu, anh biết bây giờ lấy chứng cũ không dễ. Đúng vậy, Điền Lộc cố tình tìm một công ty vỏ có uy tín ở nước ngoài để phòng lỡ như, cũng là vì sợ âm mưu bại lộ. Điền Lộc nháy mắt với Điền Trấn Hưng, Điền Trấn Hưng bước tới trước mặt Vương Trạch nói nhỏ vào tai Vương Trạch, Uyên Nhỉ là con gái anh đúng không? Trông rất xinh đẹp nha, nếu anh ngoan ngoãn nhận tội, tôi bảo đảm. Con gái anh sẽ bình an vô sự, anh ổn, mọi người cũng ổn. Nếu anh không biết tốt xấu, đừng trách tôi tàn nhân, tôi muốn con bé nửa đêm chết,
con bé sẽ không sống nổi đến sáng. Các người, nghe đến đây, Vương Trạch run lên, hai mắt mở to, vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức giận. Điền Chân Hư âm võ vai Vương Trạch một cách đầy ân ý, dáng vẻ như đã ăn chắn được Vương Trạch. Nhóm người Dương Tiêu không ngờ Điền Chân Hưng sẽ đột nhiên bước tới thì thầm với Vương Trạch. Dương Tiêu ngửi được một âm mưu, Vương Trạch, anh ta nói gì với anh? Tôi, sắc mặt Vương Trạch như cho tàn. Mấy năm trước anh ta kết hôn, sinh được một cô con gái, sau đó hôn nhân không hợp đã ly hôn với vợ, đứa con gái thuộc về anh ta. Bây giờ nhà họ Điền lấy con gái ra đe dọa anh ta, sắc mặt Vương Trạch như cho tàn. Vương Trạch nhìn Dương Tiêu, tràn đầy tuyệt vọng nói, cậu Dương, xin lỗi, vừa nãy tôi đã vu oan cho nhà họ Điền. Là tôi làm, chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì đến nhà họ Điền. Cái gì, không liên quan gì đến nhà họ Điền? Lời này vừa dứt, nhóm người Dương Tiêu đều vô cùng sửng sốt, không ai ngờ thái độ của Vương Trạch lại thay đổi lớn như vậy. Điền Chân Hưng, anh đã nói gì với Vương Trạch? Ánh mắt Dương Tiêu cực kỳ lạnh lẽo. Điền Chân Hưng vô cùng đắc ý, tôi có thể nói gì? Tôi chỉ nói với chủ nhiệm Vương một câu làm người phải hỏi lòng không thẹn. Anh xem, bây giờ chủ nhiệm Vương đã bị tôi cảm hóa, không đánh đã khêu. Không đánh đã khai. Dương Tiêu cười khầy, thật đúng là còn bia ngụy biện. Chậc 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 chậc. Lúc này, hai cha con nhà họ Điền đều châm chọc cười to, nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt khiêu khích. Cứ như đang nói, mọi chuyện là do bọn tôi làm đấy, nhưng cậu có thể làm gì chúng tôi? Tức giận không? Hỏi cậu tức giận không đây? Tôi thích nhìn dáng vẻ cậu muốn giết tôi nhưng cậu lại không thể làm được. Thú vị, thực sự thú vị. Đột nhiên Dương Tiêu bật cười. Ma cao một thước đạo cao một trượng, anh coi như đã biết được thủ đoạn của Điền Lộc. Nhìn thấy Dương Tiêu đột nhiên bật cười, trong lòng Điền Lộc, Điền Chân Hưng chê nhạo không thôi. Biết chúng tôi làm thì như thế nào? Không có bằng chứng, cậu chờ trợn tròn mắt đi. Điền Lộc khoanh tay trước ngực chê nhạo, bây giờ chủ nhiệm Vương được con tôi cảm hóa, vừa hay trả lại sự trong sạch cho nhà họ Điền chúng ưng tôi. Các vị, đã muộn rồi, mọi người về sớm tắm rửa ngủ nghỉ đi, ngày mai chúng tôi còn phải đi làm. Bọn họ ăn chắc nhóm người Dương Tiêu. Không có chứng cứ cộng thêm Vương Trạch nhận tội, nhà họ Điền đã tránh được sóng gió. Sắc mặt Long Ngũ tái nhọt, biểu cảm của Cung Minh khó coi, Liễu Giang Hà cũng tức giận không thôi, sự gian xảo của Điền Lộc vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Điền Chấn Hưng vênh váo hung hăng hét lên, các vị, mời. Anh ta trực tiếp ra lệnh cho người đuổi nhóm người Dương Tiêu đi, trong ván đấu này nhà họ Điền thắng chắc rồi. Con gái là điểm yếu của Vương Trạch, nắm được điểm yếu của Vương Trạch. Vương Trạch phải ngoan ngoãn nghe lời họ. Chủ nhà Điền, người làm trời đang nhìn, toàn làm chuyện sâu, cẩn thận sẽ bị quả báo. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Điền Lộc chê nhạo, chuyện này không phiền các người nhọc lòng. Nhà họ Điền chúng tôi làm việc quang minh lỗi lạc, người nhà họ Điền chúng tôi chính trực ngay thẳng, làm sao có thể làm chuyện sâu. Dương Tiêu, cậu đừng vụ oan cho nhà họ Điền chúng tôi, cẩn thận sẽ có người mời cậu đến cục cảnh sát Uông Trà nói chuyện đó. Vậy thì tôi rất mong chờ. Dương Tiêu cười đùa. Điền Chấn Hưng mắt kiên nhẫn nói, có để người khác ngủ không hả? Nếu không phải nề mặt của ông cung, các người tự tiên xông vào nhà riêng đã đủ buộc tội bắt các người lại rồi. Bắt lại. Tết, rất tốt. Đồi xanh không đổi, nước xanh chảy dài, chủ nhà Điền, chúng ta chờ xem. Dương Tiêu xoay người rời đi. Nhìn hai cha con nhà họ Điền kiêu ngạo, lòng Ngũ sắp nổ tung, kéo Dương Tiêu hỏi, người anh em. Cứ bỏ qua như vậy. Long Ngũ đại ca, đi thôi. Dương Tiêu mỉm cười, nụ cười vô cùng lộng lẫy. Cung Minh nhìn thoáng qua cũng có thể biết được Dương Tiêu có vẻ đang cười, nhưng thật ra trong lòng đã tức giận rồi, nhà họ Điền sắp phải chịu đựng cơn tức giận dữ dội của Dương Tiêu. Long Ngũ tức giận dậm chân, cực kỳ không cam lòng rời khỏi biệt thự nhà họ Điền. Nhìn Dương Tiêu và những người khác rời đi, Điền Chấn Hưng kích động nói, bó, bây giờ bọn Dương Tiêu này ăn đau mà không dám kêu. Hừ, gừng càng già càng cay, đấu với bố, bọn họ còn quá non. Điền Lộc chế nhạo. Đã làm thì phải làm triệt đề, tập đoàn dược phẩm Điền Thị đứng đầu ngành dược phẩm hơn 10 năm ở thành phố Trung Nguyên, làm sao có thể không có chút thủ đoạn. Dương Tiêu đưa mọi người trở lại dưới lâu của tập đoàn Tuyết Tiêu, có một nhóm giám sát chấp hành pháp luật ở dưới lâu của tập đoàn Tuyết Tiêu. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhóm người này sẽ gặp rất nhiều áp lực. Nếu không có Cung Minh trực tiếp ra mặt trước. Họ đã xông vào bắt người và tạm giữ tập đoàn Tuyệt Tiêu. Sau khi xuống xe, Long Ngũ tức giận nói,
vừa rồi cha con nhà họ Điên quá kiêu ngạo. Theo tính tình hung bạo của tôi 10 năm trước, tôi đã vác dao trực tiếp xông vào chém chết bọn họ rồi. Long Ngũ đại ca, bây giờ là xã hội pháp luật cai trị, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Dương Tiêu ngây ngốc cười nói. Tâm trạng của Long Ngũ không tốt. Nói, người anh em, đã là lúc nào rồi mà cậu còn cười được? Sao lại không được cười? Hôm nay nhà họ Điền đã dạy chúng ta một bài học hay. Học được một chuyện, đương nhiên tôi rất vui. Dương Tiêu tiếp tục cười. Anh không giỏi trong các cuộc chiến kinh doanh, đêm nay Dương Tiêu thực sự được mở mang tâm mắt, chẳng trách người ta nói thương trường như chiến trường. Long Ngũ tạm thời không nói nên lời, anh thật sự không hiểu Dương Tiêu đang cười cái gì. Trong lòng Long Ngũ bồi rồi, Cung Minh cười lắc đầu, cậu Long Ngũ, cậu Dương cười vì đã có biện pháp đối phó rồi. Ồ, có biện pháp đối phó? Long Ngũ kinh ngạc hỏi. Anh chợt nhận ra, vừa rồi anh thực sự rất hoang mang, Dương Tiêu là một người khôn ngoan, một ông chủ sẽ không chịu thiệt thòi. Dương Tiêu nhìn Liễu Giang Hà, thần y Liễu, không biết Phương Trạch có họ hàng gì không? Liễu Giang Hà do dự một lúc rồi thấp giọng nói, có một đứa con gái tên là Vương Uyên Nhi vừa tròn 3 tuổi. Phương Trạch, vừa nấy cậu chủ nhà họ Điền dùng con gái của anh uy hiếp anh đúng không? Dương Tiêu hỏi. Phương Trạch lộ ra vẻ khó xử, anh ta vô cùng suy sụp, không dám nói ra sự thật. Một khi nói ra sự thật, hai cha con nhà họ Điền sẽ trở nên điên cuồng, đứa con gái 3 tuổi của anh ta chắc chắn sẽ chết dưới tay cha con nhà họ Điền. Dương Tiêu cười nói, anh có thể không nói, nhưng có thể gật đầu. Tôi đảm bảo sau khi anh vào đó, con gái của anh sẽ lớn lên khỏe mạnh. Phương Trạch đầu tranh trong lòng cực độ, cuối cùng anh ta cũng gật đầu lia lịa như một quả bóng xì hơi. Tốt, tôi hiểu rồi, anh ở nhận tội đi. Dương Tiêu gật đầu. Một khi chuyện như vậy đã xảy ra, anh không thể tha thứ cho Vương Trạch. Vương Trạch phải trả giá thọ hành động so mình, tập đoàn Tuyết Tiêu không thể vì Vương Trạch mà mang tiếng sâu. Ngay sau đó Dương Tiêu nhìn Cung Minh, ông Cung, bên nhân viên giám sát chấp hành pháp luật phiền ông. Cậu Dương yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Cung Minh đáp lại. Bây giờ nhà họ Cung và tập đoàn Tuyết Tiêu đang ở cùng chiến tuyến. Rắc rối của tập đoàn Tuyết Tiêu là rắc rối của nhà họ Cung bọn họ. Trước khi rời đi, Vương Trạch quỳ xuống nhìn Liễu Giang Hà. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh ta dập đầu 3 lần với Liễu Giang Hà. Chỉ một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trước khi đền tội Vương Trạch đã nhận ra trong mấy năm qua mình đã làm điều ngu ngốc như thế nào. Ai, Liễu Giang Hà thở dài một hơi, không chịu được. Sắc mặt Vương Trạch cô đơn nhìn Dương Tiêu, cậu Dương, con gái tôi trông cậy vào cậu. Đi đi, Dương Tiêu gật đầu. Sau đó Vương Trạch đi theo Cung Minh, Cung Minh nói vài câu với các nhân viên chấp hành pháp luật, sau đó nhiều xe đưa Cung Minh và Vương Trạch chậm rãi rời đi. Dương Tiêu biết lúc này, Liễu Giang Hà cảm thấy không thoải mái, thân y Liễu, biết sai có thể sửa sai, không có gì tết hơn, cũng đừng quá buồn. Liễu Giang Hà lại thở dài, nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt phức tạp, Dương tài ba, để tôi chăm sóc con bé Uyên Nhi choi. Được. Dương Tiêu không từ chối. Anh có thể thấy Liễu Giang Hà vẫn còn tình cảm với Vương Trạch, giao con gái của Vương Trạch cho Liễu Giang Hà chăm sóc là điều thích hợp. Mọi chuyện đã đến bước này, tình hình chung đã ổn định. Dương Tiêu bảo cổ soái về trước, Liễu Giang Hà cũng quay về. Trong tập đoàn Tuyết Tiêu chỉ còn lại Dương Tiêu và Long Ngũ. Long Ngũ tò mò hỏi, người anh em, cách đối phó của cậu không phải là để Vương Trạch làm hình nhân thế mạng đấy chứ? Vậy chẳng phải quá tiện lợi cho hai cha con chó dưỡng nhà họ Điền kia sao? Hơn nữa, sau sự việc này, ai biết được nhà họ Điền có chơi tay đen lần thứ hai hay không? Súng công khai dễ tránh, ám tiễn thì khó tránh. Đương nhiên sẽ không để hai cha con bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Trong mắt Dương Tiểu lóe lên một tia lạnh lùng. Long Ngũ ngạc nhiên nói, ô hai, vậy cậu định đối phó với bọn họ như thế nào? Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười vô hại. Long Ngũ đại ca, tôi không giỏi mưu ý mô trên thương trường. Nhưng tôi giỏi giết người. Giết người. Nhìn chằm chằm nụ cười vô hại của Dương Tiêu, Long Ngũ dựng cả tóc gáy, kinh hãi. Chẳng trách vừa rồi Dương Tiêu vẫn luôn cười, vậy mà trong lòng đã nghĩ đến việc giết chết cha con nhà họ Điền. Dương Tiêu búng tay, vì nhà họ Điền đã rút dao thì chúng ta phải làm dao sáng. Nếu chúng ta không làm dao sáng, chẳng phải nhà họ Điền cười tôi yêu đuôi, bát tài sao? Như người ta đã nói, cắt giảm tài sản của một người cũng giống như giết chết cha mẹ.
Hành vi này của nhà họ Điền đơn giản là tội lôi chồng chất, đây không chỉ là mối thù giữa Dương Tiêu và nhà họ Điền, mà còn là mối thù giữa người dân và nhà họ Điền. Một số lượng lớn thuốc có độc tính cao được đưa vào y học, một khi chúng được đưa ra thị trường, không biết bao nhiêu người sẽ bị hại chết. Cạnh tranh thương mại là có thể xảy ra, nhưng Dương Tiêu tuyệt đối không cho phép đối phương giết người vô tội. Cha con nhà họ Điền này, vì quyền lợi của bản thân, không ngần ngại để nhân dân tự mình thử thuốc độc, thật sự đáng chết. May mắn Kim Đại Trung đã kịp thời phát hiện ra, nếu không rất nhiều người sẽ bị hại chết bởi chất độc. Cậu muốn làm gì? Long Ngũ rất hứng thú. Dương Tiêu biết Long Ngũ đã không vừa mắt cha con nhà họ Điền từ lâu, anh nói đùa, chúng ta chờ xem một chương trình hay là được rồi. Vậy tôi sẽ rửa mắt chờ xem. Long Ngũ nở một nụ cười sâu xa. Anh biết rõ thủ đoạn của Dương Tiêu, e là cha con nhà họ Điền sẽ chết rất thảm. Long Ngũ hiện là đại diện pháp luật của tập đoàn Tuyết Tiêu, đã rửa tay gác kiêm, Dương Tiêu sẽ không bao giờ để Long Ngũ phạm phải nguy hiểm. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lý Thần Chiến, tình huống bên anh xử lý như thế nào rồi? Điện hạ, trên diễn đàn Trung Nguyên cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Thần Chiến nói thật. Dương Tiêu đối với việc này rất hài lòng, Lý Minh Hiên đã làm quan hệ công chúng, về phía truyền thông chỉ hại có tiên, đương nhiên có thể đẻ ép ược. Dương Tiêu nói tiếp, tiếp theo, tập hợp mọi người chuẩn bị làm việc. Vâng, thưa điện hạ, Lý Thần Chiến cung kính nói. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong nhà họ Điền. Điện Trấn Hưng cậu chủ nhà họ Điền báo cáo, bó, Vương Trạch đã nhận tội rồi. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Điền chúng ta. Bên truyền thông thế nào rồi? Điền Lộc hỏi. Điền Trấn Hưng tức giận nói, lai lịch của tên rác rưởi Dương Tiêu không nông, hầu hết bài vẽ trên diễn đàn T3 bị anh ta tìm người dọn sạch sẽ, bên truyền thông cũng bị đè bẹp. Thật sự đã đánh giá thấp tên rác rưởi Dương Tiêu này. Còn nhà họ cung nhảy vào làm loạn, thật đáng ghét đi. Điền Lộc cực kỳ nổi điên. Vốn dĩ bọn họ đã tính toán hết, đợi tập đoàn Tuyết Tiêu rơi vào cơn bão dư luận, sau đó lại bị Cục Chấp hành Pháp luật kiểm tra và niêm phong. Điều khiến Điền Lộc không bao giờ ngờ tới là lô thuốc có độc tính cao này được phát hiện quá nhanh. Thông tin trên diễn đàn T3 biên mật quá nhanh khiến người ta cũng phải sửng sốt, phía Chấp hành Pháp luật bị cung minh kìm chân. Còn có người tham gia quan hệ công chúng truyền thông, khiến nhà họ Điền không ra tay được. Điền Trấn Hư âm độc ác nham hiểm nói, bó, tiền có thể sai khiến ma quỷ, chỉ cần có tiền, những phương tiện truyền thông đó vẫn sẽ đưa tin. Dù thế nào, thì lần này tập đoàn Tuyết Tiêu cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không tệ, bên truyền thông giao cho con, đối phương đưa 5 triệu tệ, thì nhà họ Điền chúng ta sẽ đưa 10 triệu tệ. Bố không tin không giết được bọn họ. Điền Lộc căm hận nói. Lần này, bọn họ phải nắm bắt cơ hội tiêu diệt tập đoàn Tuyết Tiêu, thành công giành lại vị trí đứng đầu trong ngành dược phẩm của thành phố Trung Nguyên. Tiếp tục đăng lên diễn đàn T3. Bọn họ xóa bao nhiêu thì chúng ta đăng bấy nhiêu đó. Bố không tin bọn họ xóa bài nhanh đến mức nào. Vâng bố, Điền Trấn Hưng kích động như được kích thích. Thời gian trôi qua từng chút một. Gần 11 giờ, mây đen bao phủ bầu trời thành phố Trung Nguyên, gió lạnh thổi qua. Một cơn bão dữ dội sắp quét qua thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu và Long Ngũ ngồi trong xe, hút thuốc lá cười nhẹ, xem ra trời sắp thay đổi rồi. Đúng vậy, trời sắp thay đổi rồi. Long Ngũ nói hàm ý sâu xa. Âm ầm. 11 giờ 30 tối, đêm đen đưa ngón tay lên không thấy 5 đầu ngón tay, sấm chớp lập lòe, một trận mưa to ập xuống. Rạng sáng, Dương Tiêu đã gửi một tin nhắn cho Lý Thân Chiến chỉ với hai chữ, hành động. Gần nhà máy tổng sản xuất của tập đoàn dược phẩm Điền Thị. Một loạt các xe ô tô ập đến, dẫn đầu là Lý Thần Chiến trong chiếc Maybach màu đen độc đoán. Lần này Dương Tiêu sẽ đối phó với nhà họ Điền, Lý Thần Chiến đích thân phái người tới. Đi, Lý Thần Chiến mặc áo mưa phát tay. Bịch 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 bịch. Ngay lập tức, hàng trăm người mặc áo mưa đen đã đến nhà máy sản xuất dược phẩm Điền Thị với một con dao sáng chói trên tay. Tôi không hoa mắt chứ. Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ trổ mắt suýt rơi ra ngoài. Anh ta đâu dám chần chừ, lấy ngay máy bộ đàm hét lên. Vẻ on ánh mắt Lý Thần Chiến lạnh lẽo, lập tức ném con dao trong tay ra ngoài. Đúng lúc nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ chuẩn bị la hét thì con dao như ngôi sao băng bay vèo căm trên máy bộ đàm không chịu được lực nổ tung tại chỗ. Nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ đột nhiên trở nên ngốc nghếch,
chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thần Chiến đã cùng người khác lao tới. Ai hai trong phòng bảo vệ có mấy nhân viên bảo vệ? Lý Thần Chiến lạnh giọng nói, nếu không muốn chết, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống cho tôi. Ôi mẹ ơi, các nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ đang làm nhiệm vụ đều chết lặng nhìn đám đông. Bọn họ có thể nhận ra Lý Thần Chiến không phải người thường, toàn thân toát ra hơi thở ma quỷ, nếu thật sự dám chống cự, có lẽ cuối cùng sẽ chết. Nhà máy sản xuất của nhà họ Điền không nhỏ, nhưng ban đêm chưa đến 100 người đi làm. Lý Thần Chiến đưa người hạ gục tất cả những người này với tốc độ cực nhanh. Nhìn chằm chằm lượng lớn thuốc trước mặt, Lý Thần Chiến lấy điện thoại di động ra sau đó ném đi. Vùi trong phút chốc, một số lượng lớn thuốc bộc cháy, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Dưới cơn mưa lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên ngút trời, trong mưa gột rửa, ngọn lửa không những không bị hộ, tất mà ngày càng trở nên hỗn loạn. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lý Thần Chiến trả lời Dương Tiêu, thưa điện hạ, nhà máy đã xong. Cái gì, có hỏa hoạn trong nhà máy sản xuất, làm sao có thể? Điền Lộc đã ngủ say, nghe tin sắc mặt thay đổi. Vâng, ông nhà, một nhóm người mặc đồ đen xông lên đốt khu nhà xưởng của chúng ta. Quản đốc nhà máy sản xuất khóc lóc kêu than. Điền Lộc cúp điện thoại, tìm gặp Điền Chấn Hư Ân, Hư Ân Nhi, con lập tức đến nhà máy sản xuất điều tra, bây, giờ bố sẽ gọi điện cho bên trên. Chắc chắn là bọn khốn Dương Tiêu làm, thoại di động ra sau đó ném đi. Vùi trong phút chốc, một số lượng lớn thuốc bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Dưới cơn mưa lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên ngút trời, trong mưa gột rửa, ngọn lửa không những không bị tắt mà ngày càng trở nên hỗn loạn. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lý Thần Chiến trả lời Dương Tiêu, thưa điện hạ, nhà máy đã xong. Cái gì, có hỏa hoạn trong nhà máy sản xuất, làm sao có thể? Điền Lộc đã ngủ say, nghe tin sắc mặt thay đổi. Vâng, ông nhà, một nhóm người mặc đồ đen xông lên đốt khu nhà xưởng của chúng ta. Quản đốc nhà máy sản xuất khóc lóc kêu than. Điền Lộc cúp điện thoại, tìm gặp Điền Chấn Hưng, Hưng Nhi. Con lập tức đến nhà máy sản xuất điều tra, bây, giờ bố sẽ gọi điện cho bên trên. Chắc chắn là bọn khốn Dương Tiêu làm, dám đốt nhà máy sản xuất của chúng ta, mẹ nó bố phải giết bọn chúng. Nghĩ đến hàng trăm triệu loại thuốc bị đốt, trái tim của Điền Lộc đang chảy máu dữ dội. Bố, con lập tức đi ngay. Điền Chấn Hưng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh ta không hề do dự lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Điền. Điền Lộc tức giận nói, mẹ nó, Dương Tiêu mày điên rồi. Tao sẽ khiến mày không chịu nổi. Nói xong, Điền Lộc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cho một số nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu, tao chào hỏi tổ tiên của mày. Điền Chấn Hưng lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Điền, tức giận nói. Nhà họ Điền là gốc của anh ta, một khi họ Điền không còn, anh ta sẽ bị biến thành chó nhà có tang. Đến rồi, Long Ngũ ngồi trong xe nghe thấy tiếng xe thể thao. Vẻ mặt Dương Tiêu bắt cần đời, ừ. Đến rồi. Bíp ngay khi Điền Chấn Hưng đi qua một con đường không có người trông coi, tiếng một chiếc xe tải dài vang lên. Nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới, mí mắt của Điền Chấn Hưng nhảy loạn xạ, anh ta muốn tránh nhưng đã quá muộn. Trong tích tắc, trong đêm tối, một chiếc xe tải lớn lao thẳng vào một chiếc xe thể thao. Chiếc xe thể thao bị va chạm, văng ra xa hơn 20 mét tại chỗ, chiếc xe lăn nặng trên mặt đất, cậu chủ nhà họ Điền Điền Chấn Hưng bị văng ra ngoài. Đầu anh ta đập mạnh xuống đất, máu chảy ra, hai mắt không ngừng mò đi. Cảm nhận được sức sống lướt qua. Trong cơ thể, đôi mắt mờ mịt của Điền Chấn Hưng nhận thấy một chiếc Maserati trong bóng tối. Đây là xe của Dương Tiêu, anh ta biết rất rõ. Tại sao, mắt Điền Chấn Hưng dán chặt vào mặt Maserati gương mặt dữ tợn lâm bầm. Dương Tiêu ngồi trong xe từ khẩu hình miệng của Điền Chấn Hưng biết Điền Chấn Hưng đang nói gì. Tại sao? Chọn lọc tự nhiên, sinh tồn của những người khỏe nhất, đây là điều đúng. Việc hạ độc vào thuốc mà nhà họ Điền các người làm thật điên cuồng, khiến người khác sôi máu. Vì lợi ích riêng, bất chấp an toàn tính mạng của nhân dân, sinh ra làm người, cha con nhà họ Điền các người không thấy có lỗi hả? Lời nói của Dương Tiêu lạnh lùng xen lẫn sự tức giận mạnh mẽ, anh thật sự không chỉ hy vọng tập đoàn Tuyết Tiêu có thể kiêm tiên, nhưng anh kiên quyết không để tập đoàn Tuyết Tiêu hại người. Những gì nhà họ Điền làm đã xâm phạm nghiêm trọng đến ranh giới cuối cùng của Dương Tiêu, cha con nhà họ Điền phải trả một cái giá bi thảm. Với tư cách là một doanh nhân ngành dược, lại dùng thủ đoạn độc ác hạ độc vào thuốc, đủ khiến cả thần lấn người tức giận. Máu chảy xuống đất,
bị nước mưa cuốn trôi, những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào người, Điền Trần Hưng dần dần mất đi hơi thở, ánh mắt vĩnh viễn dán chặt vào Dương Tiêu. Dương Tiêu không quan tâm, bàn tay của anh đã dính đầy máu từ lâu, nhà họ Điền ác giả ác báo, Dương Tiêu chỉ đưa họ về Tây Thiên. Bên trong biệt thự nhà họ Điền, Điền Lộc người đứng đầu nhà họ Điền lập tức bấm một dãy xô. Điền Lộc, nửa đêm nửa hôm quay dây giấc ngủ của người khác, có chuyện gì quan trọng không? Một giọng nói khó chịu vang lên từ đầu dây bên kia. Điền Lộc hết sức hoảng hồn nói, chủ nhà Lưu, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, nếu không phải chuyện lớn, tôi làm sao dám nửa đêm nửa hôm quay dây giấc ngủ của ông. Không ai biết, hậu thuẫn phía sau nhà họ Điền chính là nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên. Hiện giờ Điền Lộc đang nói chuyện với Lưu Quyền người đứng đầu nhà họ Lưu. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện gì, Lưu Quyền rất kinh ngạc. Điền Lộc vội vàng nói, nhà máy sản xuất thuốc của nhà họ Điền chúng tôi bị phóng hỏa. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Điều sẽ ra ai làm chưa? Lưu Quyền đột nhiên giật mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhà họ Điền là đối tác chiến lược của nhà họ Lưu, nhà họ Điền luôn coi nhà họ Lưu là thống lĩnh, nếu nhà họ Điền bị tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục của nhà họ Lưu. Tuy nhiên, nếu đàn em bị sỉ nhục là anh cả mà không để ý thì chắc chắn sẽ bị chế giễu. Hơn nữa, có người đã bí mật phóng hỏa nhà máy sản xuất thuốc của nhà họ Điền, cũng đã gián tiếp tát vào mặt nhà họ Lưu ông ta. Điền Lộc tức giận nói, đã tra ra được, là tên rác rưởi gọi là Dương Tiêu, chính là phế vật Dương Tiêu nổi tiếng. Tên rác rưởi này đã ăn bám vợ 5 năm, không hiểu sao bây giờ lại trở thành ông chủ phía sau của tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu, nghe vậy Lưu Quyên trợn tròn mắt. Điền Lộc kiên quyết nói, đúng là tên rác rưởi đó, chủ nhà Lưu, mong ông hãy tự mình ra mặt giải quyết vấn đề này, nhất định phải đòi lại công bằng cho nhà họ Điền tôi. Tự ý phóng hỏa đốt nhà máy thuốc trị giá 100 triệu tệ của nhà họ Điền tôi, đủ để cậu ta ngồi tù cả đời. Ngồi tù, Lưu Quyền kinh ngạc há to miệng. Điền Lộc tàn nhẫn nói, chủ nhà Lưu, kính nhời. Kính nhờ cái đầu ông, Điền Lộc ông nội ông, tự tìm chết thì đừng kéo tôi theo, mẹ nó, cút. Lưu Quyền tức giận hét to dứt khoát cúp điện thoại. Nghĩ đến tên ngốc Điền Lộc này đã xúc phạm đến Dương Tiêu, Lưu Quyền giật mình toát mồ hôi lạnh. Ông ta lập tức liên lạc với quản gia, xem lại tất cả các khoản hợp tác với nhà họ Điền càng nhanh càng tốt. Đồng thời tuyên bố với công chúng nhà họ Lưu chúng ta và nhà họ Điền cả đời không qua lại nữa. Vâng, ông chủ, quản gia trưởng cung kính đáp. Dặn dò xong, Lưu Quyền nuốt nước miệng nói, Điền Lộc, đồ ngu ngốc nhà ông rốt cuộc muôn làm cái đi, Dương Tiêu là người mà ông có thể xúc phạm hả? Cách đây một thời gian, Lưu Chiến Thắng con trai ông đã tìm người đánh Long Ngũ tranh giành tòa nhà ngân cơ trụ sở của tập đoàn Tuyết Tiểu. Dương Tiêu vô cùng tức giận. Huy động nhiều tài phiệt đẳng cấp thế giới trần áp nhà họ Lưu. Điện quang đá lửa khiến thị di trường chứng khoán của nhà họ Lưu sụt giảm mạnh, bí mật công ty bị lộ, mạng lưới tập đoàn bị tê liệt. Nếu không phải ông ta kịp thời đưa Lưu Chiến Thắng đến bệnh viện quỳ gối xin lỗi Long Ngũ, nhà họ Lưu chắc chắn sẽ xong đời. Dù vậy, nhà họ Lưu đã cố gắng hết sức cứu vớt, vẫn bị mất 1-2 tỷ tệ. Lưu Quyền đã từng trải qua sự khủng bố của Dương Tiêu. Trong đời này Lựu Quyên không muộn xúc phạm đến Dương Tiêu một lần nào nữa. Cút. Hai đôi mắt Điền Lộc đờ đẫn khi nghe Lưu Quyền dập máy không thương tiếc. Ông ta không bao giờ ngờ rằng nhà họ Điền coi nhà họ Lưu là đầu tàu, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, Lưu Quyên lại không quan tâm đến sự sống chết của nhà họ Điền. Trước đây khi có chuyện gì xảy ra, nhà họ Lưu sẽ giúp nhà họ Điền. Bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhà họ Lưu thật sự không dám xúc phạm Dương Tiêu? Một ý tưởng táo bạo tự nhiên xuất hiện khiến Điền Lộc bị sốc. Ông ta gọi lại cho Lưu Quyền, Lưu Quyền trực tiếp chặn điện thoại của Sieta, không thể liên lạc với ông ta nữa. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lưu Quyền, rõ ràng ông ta kích động, giọng nói cũng run rẩy. Khi thì nghĩ đến đây, Điền Lộc không kìm được hít một hơi. Chẳng lẽ người cùng nhà nhưng lại không nhận ra nhau, mình đã xúc phạm một người không nên xúc phạm. Tuy nhiên, không phải Dương Tiêu chỉ là phế vật ăn bám vợ thôi sao? Tại sao nhà họ Lưu lại kiêng kỵ như vậy? Ngay sau đó, một cuộc điện thoại đến từ bộ phận pháp vụ của nhà họ Lưu. Lãnh đạo cấp cao của bộ phận pháp vụ đã thông báo rõ ràng với Điền Lộc rằng từ nay về sau nhà họ Lưu sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Điền nữa. Làm sao có thể, Điền Lộc hoàn toàn bồi rồi. Làm xong tất cả chuyện này, Lưu Quyền chửi bới,
đầu óc Điện Lộc này bị úng nước hả? Trước khi đối phó với Dương Tiêu, cũng không tra rõ xem lai lịch của Dương Tiêu, thật sự là tìm chết. Khi tập đoàn Tuyết Tiêu được thành lập, ông ta nể mặt Dương Tiêu đã ký một đơn hàng với tập đoàn Tuyết Tiêu. Điền Lộc con lợn ngu ngốc này không tra ra được hả? Vừa rồi, nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc, tuyên bố sẽ không hợp tác với nhà họ Điền nữa. Long Ngũ thấp giọng nói. Dương Tiêu cười nhẹ, Lưu Quyền không phải đèn cạn dầu. Có thể trở thành chủ nhà của nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc, Lưu Quyền không chỉ không ngốc mà còn rất thông minh hồ. Trước đó Long Ngũ xảy ra chuyện, chuyện Lưu Quyền làm đầu tiên là bắt Lưu Chiến Thắng quỳ gối xin lỗi, điều này đủ chứng tỏ sự phi thường của người này. Tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Long Ngũ hỏi. Bây giờ Điền Chấn Hưng đã chết, Long Ngũ cũng mở mày mở mặt. Dương Tiêu nói đùa, xem tối nay lão nghé con Điền Lộc có ra ngoài hay không. Nếu ra thì đưa ông ta xuống Hoàng Tuyên, không ra thì ông ta chôn được mùng một nhưng không trốn được 15. Ù, Long Ngũ cười đùa. Dương Tiêu nhìn đồng hồ, đã muộn, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Trong đêm mưa, một chiếc Maserati bay nhanh về phía bên hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu giao phần còn lại cho Lý Thần Chiến, chỉ cần Điền Lộc dám ra mặt, đêm nay ông ta sẽ chết. Nhà họ Lưu hoàn toàn kết thúc hợp tác với nhà họ Điền khiến Điền Lộc suýt hôn mê bất tỉnh. Mất đi cây lớn của nhà họ Lưu, tương lai của nhà họ Điền bọn họ thật là thảm khốc. Alo, xin chào, đây là bệnh viện, sau khi trải qua cấp cứu Điền Chân Hưng đã không qua khỏi, mong người nhà đến nhận thi thể. Đúng lúc này, một cuộc gọi từ bệnh viện đến. Cái gì, nhận thi thể? Y lời này vừa dứt, dường như có sấm nổ vang trời, Điền Lộc không còn chịu được áp lực, hai mắt tối sầm ngắt xỉu ngã trên mặt đất. Về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Đường Mộc Tuyết đã ngủ, Dương Tiêu không tiện quấy dây Đường Mộc Tuyết, chỉ đành sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đường Mộc Tuyết như bị dao cứa vào tim, cô đau lòng không thở nổi, làm sao có thể ngủ được. Đặc biệt là câu nói người trong lòng của Bạch Du Tĩnh, khiến Đường Mộc Tuyết không thể không nghĩ miên man. Bây giờ nửa đêm Dương Tiêu trở về, không những không ngủ chung giường với mình, mà còn ngủ ở phòng bên cạnh, đây là đang che giấu điều gì sao? Phụ nữ là động vật nhạy cảm. Đặc biệt là mối quan hệ của Đường Mộc Tuyết và Bạch Du Tĩnh vẫn luôn mâu thuẫn. Đường Mộc Tuyết thừa nhận Dương Tiêu thực sự rất xuất sắc, không có gì ngạc nhiên khi một huyền thoại nữ doanh nhân như Bạch Du Tĩnh lại thích Dương Tiêu. Ngay cả Bạch Du Tĩnh cũng thích. Dương Tiêu đã khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy vui vẻ, cô không ghen, mà cảm thấy rằng điều này chứng tỏ ánh mắt của cô rất tốt. Loại suy nghĩ này là một niềm an ủi đối với bản thân mà Đường Mộc Tuyết đã đấu tranh rất lâu. Bây giờ nửa đêm Dương Tiêu trở về không ngủ với mình, điều này có ý nghĩa gì? Sợ làm phiền mình, hay là đang che giấu điều gì đó? Nghĩ đến những lần cô ám chỉ Dương Tiêu làm chuyện thân mật kia, Dương Tiêu đã làm ngơ, ngực của Đường Mộc Tuyết lại càng đau hơn. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực như bị chặn lại, đau đến không thở nổi. Dương Tiêu nằm ở trên giường nói, Điền Lộc, tối nay chúc ông may mắn. Dương Tiêu không biết đoạn ghi âm của Đường Kiến Quốc. Còn để Đường Mộc Tuyết biết được, vì chuyện này mà bây giờ Đường Mộc Tuyết rất khó chịu. Cùng lúc đó, trong nhà họ Dương ở đề đô của vùng đất giàu có. Một bà lão tóc bạc tinh thần khỏe khoắn dựa vào cây gậy chồng nặng hỏi, Lão Trịnh, chuyện tôi bảo ông điều tra tin tức kia thế nào rồi? Lão Trịnh là quản gia trưởng của nhà họ Dương ở đề đô, là thân tín của bà cụ Dương nắm quyền nhà họ Dương, đã phục vụ trong nhà họ Dương hơn 40 năm. Thưa bà, đã tra được tung tích của cậu chủ nhỏ rồi. Quản gia Trịnh cung kính nói. Bà cụ hài lòng gật đầu, cháu trai nhỏ của tôi bây giờ ở đâu? Bây giờ cậu chủ nhỏ đang ở Trung Nguyên, là con rể ở rể của một gia tộc hạng hai. Quản gia Trịnh thành thật nói. Dương Tiêu không ngờ rằng nơi ẩn náu của mình đã bị bại lộ. Nhà họ Dương ở Đề Đô là một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng trong cả nước, coi như nhìn chung toàn bộ các gia tộc tài phiệt, nhà họ Dương ở Đề Đô cũng nằm trong top trên. Cũng hết cách. Mặc dù Dương Tiêu hành động bí mật, nhưng dù cuộc trên đời không có bức tường nào không thâm nước, anh vẫn bị bại lộ. Đã đại diện cho thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt đấu với Cát Hưu, cuối cùng còn giành chiến thắng. Tập đoàn Tuyết Tiêu đã mời được Tô Thiên Lung Thiên Hậu châu Á trẻ tuổi chưa bao giờ nhận bất kỳ đại ngôn nào làm người phát ngôn của mình. Khi hai điều này cộng lại, rất khó để Dương Tiêu không bị phát hiện. Bà cụ hơi ngạc nhiên, trở thành con rể ở rể. Cũng không xêu nó cũng không còn quá trẻ. Đã đến lúc lập gia đình, vậy người phụ nữ đó thế nào? Tuy rằng Dương Tiêu bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô,
nhưng Dương Tiêu vẫn mang dòng máu của nhà họ Dương ở Đế Đô, người phụ nữ anh cũng không thể bình thường. Bà chủ, mợ chủ là Đường Mộc Tuyết, người đẹp số 1 ở Trung Nguyên, đây là ảnh chụp. Quản gia Trịnh lấy ra một phong bì. Bà cụ cầm lấy phong bì, cẩn thận mở ra, lấy ra một vài tấm ảnh của Đường Mộc Tuyết. Bà cụ càng nhìn Đường Mộc Tuyết càng thấy hài lòng, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành trời sinh xinh đẹp, tuyệt thê giai nhân như vậy mới xứng với cháu trai nhỏ của bà. Bà cụ cuối cùng cũng hài lòng nói, không tệ, Đường Mộc Tuyết, người đẹp tên càng đẹp. Không biết tiếp theo bà chủ định làm gì? Quản gia Trịnh cung kính hỏi. Một màu sắc phức tạp hiện lên trong mắt bà cụ, hai năm qua Bân Hàn đã làm tôi quá thất vọng. Năm đó tôi mê muội mới đuôi đứa cháu nhỏ. Bây giờ nếu tôi đột ngột mời đứa cháu nhỏ có tính cách bướng bỉnh của mình về gia tộc, nhất định nó sẽ không muôn. Thế này đi lão Trịnh, ông đến Trung Nguyên ngay trong đêm, mang theo một phân đô cưới phong, phú. Đây coi như là những gì tôi bù đắp cho hai vợ chồng nó trong suốt nhiều năm cùa. Vâng, bà chủ, quản gia Trịnh không hề do dự chuẩn bị quà cưới, đến thành phố Trung Nguyên ngay trong đêm. Bà cụ Dượng vừa thở dài vừa nhìn bầu trời đầy mây, Tiêu Tiêu, Bân Hàn, hai đứa trẻ này từ nhỏ một người đã tốt bụng chính nghĩa, một người vừa nham hiểm vừa xảo quyệt, bà nội rất khó lựa chọn. Tiêu Tiêu, bây giờ bà nội cho cháu một cơ hội, nếu cháu muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, thì chỉ cần dùng hành động của mình chứng minh cho bà nội thay. Nhiều năm trôi qua, việc anh trai Dương Bân Hàn cùng cha khác mẹ của Dương Tiêu nội giáo cho giặc trong nội bộ nhà họ Dương ở Đế Đô, điều này khiến cho bà cụ rất phản cảm. Đồng thời, bà cụ cũng nhận ra rằng việc đuôi Dương Tiêu là một âm mưu do Dương Bân Hàn lên kế hoạch. Bây giờ Dương Bân Hàn tiếp tục nuốt chứng quyền lực của nhà họ Dương, điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến điểm mà ấu chốt của bà cụ. Bà ấy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ cần bà ấy chưa chết, ai dám chống lại quyền lực của nhà họ Dương thì đều không thể tha thứ. Vốn Dương Tiêu đã ngủ say, lại nằm mơ thấy mẹ của mình cũng bị đuổi khỏi nhà họ Dương ở Đế Đô một cách tàn nhẫn, lui lạc đầu đường. Dương Tiêu đổ mồ hôi lạnh tỉnh dậy, lầm ba uầm, mẹ, bây giờ mẹ thế nào rồi? Năm đó anh bị Dương Bân Hàn người anh cùng cha khác mẹ tính kế đuổi anh khỏi nhà, nghe nói mẹ anh vẫn ở trong nhà họ Dương ở Đế Đô không chịu được. Sau đó, Dương Tiêu gia nhập quân đội, trở thành lưỡi dao sắc bén của đất nước. Anh hỏi thăm tin tức của mẹ. Mẹ anh vẫn ở nhà họ Dương ở Đế Đô lại như bốc hơi khỏi thế giới. Sau đó, Đường đến thành phố Trung Nguyên, trở thành con dê ở dê, giữ thái độ im lặng trong suốt 5 năm, không hề hỏi thăm tin tức bên ngoài. Nhà họ Dương ở Đế Đô, hy vọng các người đừng đi quá xa, nếu không tôi sẽ không tha thứ dễ dàng cho các người. Dương Tiêu nắm chặt tay. Trong những năm qua cha anh mất tích, mẹ anh ở nhà họ Dương ở Đế Đô bị liên lụy. Dương Tiêu biết Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ của mình không phải là con chim tốt, không biết anh ta đã làm những gì nhắm vào mẹ mình. Gặp phải ác mộng, Dương Tiêu hoàn toàn mất ngủ. 5 rưỡi sáng Dương Tiêu đã dậy nấu cơm, còn Đường Mộc Tuyệt dậy vào lúc 6 giờ để tập thể dục nấu cơm xong cả nhà cũng đã dậy. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nhìn Dương Tiêu ngày càng lạnh, trên mặt Đường Mộc Tuyết xuất hiện quầng thâm. Sau khi lên xe, Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết, tối hôm qua em không ngủ ngon à? Ừ, Đường Mộc Tuyết gật đầu. Trong lòng cô đau khổ, nhưng cũng không hỏi, dựa vào chuyện Dương Tiêu đã từng là quân nhân, dù sao Đường Mộc Tuyết vẫn tin tưởng Dương Tiêu. Vừa đến tập đoàn y dược Đường Nhân, một loạt xe sang đã nhanh chóng chạy tới. Chính giữa là chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 70 triệu tệ, phía trước là 15 chiếc Land Rover, phía sau là 15 chiếc xe Việt giã Mercedes-Benz trồng đạn. 31 phương tiện đã đến, gây ra một chấn động lớn trên đường. Má ơi, người nào vậy, trận chiến lớn như vậy? Không biết, chiếc Rolls-Royce 70 triệu tệ nghênh đón, Land Rover, Mercedes-Benz ít nhất 5 triệu, đây có phải là quá hung dữ? Ừ, cho dù là chủ nhà nhà họ cung của gia tộc mạnh số 1 ở chung. Nguyên đi chơi cũng yêu hơn nhiều so với trận chiến này. Chẳng lẽ là có lãnh đạo trong nước nào đó tới đây thị sát? Tất cả những người qua đường đều bàng hoàng và sững sờ. Trong buổi họp công ty hôm nay, bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh và các con cháu nhà Đường khác đều có mặt đông đủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt của bọn họ đều nhảy loạn lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên cô chưa từng thấy qua một trận chiến như vậy. Dương Tiêu kinh ngạc nói, trận chiến lớn ghê, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay sau đó, đoàn xe chậm rãi dừng lại trước mặt tập đoàn y dược Đường Nhân, bước xuống là một ông già mặt mày rạng rỡ.
nhìn rõ khuôn mặt của ông già, con người của Dương Tiêu chợt co rút lại, ông nội Trịnh, sao lại là ông ấy? Người đến là Trịnh Thu quản gia trưởng của nhà họ Dương ở Đề Đô. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, ông nội Trịnh cả đời không lây vợ, cả tuổi thanh xuân đều dành hết cho nhà họ Dương ở Đề Đô. Vì không có con trai, con gái nên ông nội Trịnh hết mực yêu thương anh từ khi anh còn nhỏ. Năm đó anh bị đuổi khỏi Đề Đô một cách tàn nhẫn, cả nhà thờ ơ nhìn, chỉ có ông nội Trịnh đứng lên nói thay anh. Đáng tiếc là ông nội Trịnh chưa từng năm quyên, bà cụ bị Dương Bân Hàn người anh cùng cha khác mẹ mê hoặc. Ông nội Trịnh có lòng nhưng không có sức, chỉ có thể nhìn mình bị đuổi ra khỏi nhà. Điều khiến Dương Tiêu sửng sốt là lúc này ông nội Trịnh Trịnh Thu lại thực sự đến nhà họ Đường. Rốt cuộc cuối cùng tung tích của mình đã lộ rồi sao? Một cảm giác chua xót xuất hiện nơi khóe miệng của Dương Tiêu. Vốn anh muốn chờ hồi phục hết sức mạnh của mình rồi mới đối mặt với nhà họ Dương, nhưng không ngờ nhà họ Dương lại tìm ra tung tích của anh nhanh như vậy. Trịnh Thu xuống xe đi thẳng đến tập đoàn y dược Đường Nhân, theo sau là hàng trăm vệ sĩ mặc đồ đen. Nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía mình, Đường Hạo sợ hãi rụt cô lại, bà nội, chuyện gì vậy? Bà cụ Đường cũng sửng sốt, bên kia vừa nhìn đã biết phi thường, cũng không phải người mà nhà họ Đường có thể đắc tội. Một chiếc Rolls Royce Phantom trị giá 70 triệu tệ, còn 30 chiếc xe hạng sang, Việt giã tối thiểu trên 5 triệu tệ, tổng cộng phải có giá trên 200 triệu tệ. Nhà họ Đường chỉ là một gia tộc hạng 2, tất cả các tài sản cộng lại chỉ bằng một nửa của người ta. Bà là người đứng đầu nhà họ Đường, quản gia Trịnh bước lên trước không giận mà uy hỏi. Đám con cháu nhà họ Đường đều im lặng, dưới hơi thở không lô của Trịnh Thu, bọn họ thậm chí không dám hít thở. Trái tim Đường Hạo, Đường Dĩnh như treo ở cổ họng, không chỉ không dám động đậy, sắc mặt cũng tái nhợt, bọn họ biết đối phương chắc chắn có lai lịch rất lớn. Bà cụ Đường giả vờ bình tĩnh, cung kính bước tới, tôi là người đứng đầu nhà họ Đường, không biết ông đến nhà họ Đường của tôi làm gì. Tôi đến đây là đưa quà cưới, Trịnh Thu nói thăng. Cái gì, quà cưới? Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều sửng sốt, không ai ngờ rằng nhóm người có lại lịch lớn này lại đến đưa quà cưới. Ngay khi tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều sững sờ, một người đứng sau Trịnh Thu hét lên. Vợ chồng hòa hợp yêu thương nhau, một đôi vòng tay bằng vàng. Phượng Hoàng Lai Nghi, một đôi bông tai bằng vàng. Sao chỉ điềm lành? Rồng Phượng mang lại thịnh vượng, một ngọc như ý. Rồng bay Phượng múa, một sợi dây chuyên vàng. Tài năng xuất chúng, một cái kẹp tóc vàng. Nghe thầy danh sách quà cưới, người nhà họ Đường đều há hốc mồm, không ai ngờ rằng đối phương thực sự tới đây đưa quà cưới. Quà cưới tiền mặt, 100 triệu lẻ một tệt. Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều chết lặng. Quà cưới tiền mặt, 100 triệu lẻ một tệ. Sóng gió ập đến trong nhà họ Đường, họ bàng hoàng trước con số lớn đó. Họ mới chỉ nghe nói đến khoản tiền cưới 10.000 lẻ một tệ, gọi tắt là một trong một triệu. Bây giờ bên kia đưa ra 100 triệu lẻ một tệ, chẳng lẽ nói là một trong 100 triệu tệ. Ngay sau đó, trăm người đàn ông mặc đồ đen mở tất cả các hộp ra, mọi người đều bị lóa mắt bởi những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ màu đỏ tươi. Tạm biệt, đưa quà cưới xong, quản gia Trịnh Trịnh Thu không ở lại nữa, dân người rời đi. Bà cụ Đường mừng rỡ, vội vàng hỏi, món quà cưới này là từ đâu? Nhà họ Dương ở Đề Đô, Trịnh Thu không quay đâu, đáp lại một câu. Nhà họ, Dương ở Đề Đô. Lời này vừa dứt, miệng của tất cả người nhà họ Đường đều biến thành hình chữ O, bọn họ kinh ngạc, có thể nhét vào 5-6 quả trứng lớn. Nhà họ Dương ở Đề Đô là loại tồn tại gì? Dù ở Trung Nguyên nhưng họ cũng quen thuộc với các gia đình tài phiệt hàng đầu trong đầu. Nhà họ Dương ở Đề Đô là một trong 6 gia tộc quý tộc hàng đầu ở Đề Đô, một trong 10 gia tộc đứng đầu cả nước, tồn tại chói lọi nhất trong toàn bộ vùng đất giàu có. Trước mặt nhà họ Dương ở Đề Đô, nhà họ Đường ở Trung Nguyên của họ còn không băng quả răm. Cho dù nhà họ cùng đứng trước mặt nhà họ Dương ở Đề Đô cũng phai mờ. Ai nấy đều há hốc mồm, không ai ngờ phân quà cưới này lại xoát thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô. SQ, khi Trịnh Thu và những người khác rời đi, mọi người trong nhà họ Đường đứng ở cửa tập đoàn y dược Đường Nhân đều sôi sục. Tôi không nghe nhầm chứ, quà cưới này thật sự tới từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Ừ, thật là khó tin phải không? Làm sao nhà họ Dương ở Đề Đô có thể nhìn chúng nhà họ Đường chúng ta ở Trung Nguyên? Không đúng, nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Tiêu cũng họ Dương, những người này không phải đến vì Dương Tiêu đây chứ? Đánh giám,
đồ rác rưởi Dương Tiêu không xứng để xách giày cho nhà họ Dương ở Đế Đô. Đường Hạo khinh thường nói. Bây giờ điều mà anh ta không muốn ưng nhất là hai chữ Dương Tiêu, chuyện quà cưới giá trên trời này nhất định không liên quan gì đến Dương Tiêu. Đường Hạo lấy điện thoại di động ra tìm, báo với bà cụ Đường, bà nội, cháu đã kiểm tra, hiện tại cậu chủ của nhà họ Dương ở Đế Đô là Dương Bân Hàn, không liên quan gì đến Dương Tiêu. Ừ, bà cụ Đường gật đầu. Bà ta cũng không tin Dương Tiêu sẽ sinh ra trong nhà họ Dương ở Đế Đô, món quà cưới này hắn là được tặng cho một người phụ nữ nào đó trong nhà họ Đường. Bà cụ Đường quay đầu nhìn về phía đám con cháu nhà Đường, không biết là ai đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô, đứng ra đây, tôi sẽ khen thưởng. Một khi nhà Đường ôm được cây lớn nhà họ Dương ở Đế Đô, không nói đến làm đại gia ở Trung Nguyên, thậm chí là đại gia hàng đầu ở vùng đất giàu có, nhà họ Đường đều có thể làm được. Khi đó, nhà họ Dương ở Đế Đô ban phát tài nguyên, nhà họ Đường có thể dễ dàng ngôi lên vị trí gia tộc số 1 ở Trung Nguyên. Nhà họ Cung nhảm nhí cũng phải nhường đường. Đám người họ Đường nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì. Hả, không có ai, bà cụ Đường vô cùng kinh ngạc. Đường Hạo nhìn Đường Dĩnh, Dĩnh Dĩnh, không phải em đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô đấy chứ? Hả, em được nhìn chúng sao? Đường Dĩnh ngân người. Cô ta suy nghĩ một chút rồi kích động nói, đúng vậy, chắc chắn em đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô. Nhìn toàn bộ nhà họ Đường thì ai có thể so sánh với em? Chắc chắn là em đã được nhìn chúng. Đường Dĩnh ngây ngắn cả người, cô ta nằm mơ, cũng muốn gả cho một gia đình giàu có, nhưng không ngờ ngày này thật sự sẽ đến. Người nhà họ Đường ghen tị, họ biết người có khả năng nhất trong nhà họ Đường là Đường Dĩnh. Không ai nghĩ nhà họ Dương ở Đế Đô lại có quan hệ với Dương Tiêu, chứ đừng nói món quà cưới này là của Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh cầm chiếc vòng vàng đeo vào tay, bà nội, bà nhìn xem, kích cỡ vừa vặn. Đúng vậy, Dĩnh Dĩnh, bà nội đưa toàn bộ quà cưới này cho cháu. Nhớ kỹ, một khi cậu chủ của nhà họ Dương ở Đế Đô xuất hiện, nhất định phải tạo quan hệ tốt. Bà cụ Đường hài lòng nói. Bà ta không dám động đến quà cưới của nhà họ Dương ở Đế Đô, đành phải giao cho Đường Dĩnh. Vâng, bà nội, Đường Dĩnh vui mừng như được tiêm máu gà. Cô ta không do dự đeo hết trang sức lên người, ăn mặc như phượng hoàng vàng. Cùng lúc đó, cả Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều xuống xe. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đi tới, Đường Dĩnh ngạo nghễ khiêu khích nói, Đường Mộc Tuyết, nhìn quà cưới của tôi xem, rồi lại nhìn của cô xem, cả đời này cô đã định là bị tôi dỡ hoãm đạp rồi. Sau đó, Đường Dĩnh lại nhìn Dương Tiêu diêu cọt, Dương Tiêu à Dương Tiêu, món quà cưới này là của nhà họ Dơi Ân ở Đế Đô. Tôi lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô, anh nói xem cùng là họ Dương, sao lại khác biệt lớn thế? Nhìn Đường Dĩnh diễu võ Dương Oai, Dương Tiêu lắc đầu, rất khinh thường trong lòng. Món quà cưới giá trên trời này hoàn toàn không phải dành cho Đường Dĩnh, mà là bù đắp cho Đường Mộc Tuyết. Bây giờ người của nhà họ Dương ở Đế Đô đã xuất hiện. Đương nhiên đã chứng tỏ bà cụ đã nhận ra hồi đó mình thực sự bị anh trai cùng cha khác mẹ gài bẫy. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, chút đền bù này thì đáng là gì? Anh và mẹ anh vẫn luôn bị ghẻ lạnh trong nhà họ Dương ở Đế Đô, bây giờ lại lấy một ít quà cưới tới bù đáp, Dương Tiêu thật sự khinh thường. Phần quà cưới này cô mang không, nồi đâu, tôi khuyên cô không nên hiệu làm. Dương Tiêu trầm giọng nói. Từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Dương ở Đế Đô, Dương Âm Tiêu chưa từng có thiện cảm gì với nhà họ Dương ở Đế Đô, cho dù đây là quà cưới bù đắp cho Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng sẽ không muôn một đồng nào. Thân phận của anh vô cùng đặc biệt, năm đó hoàn toàn được giữ bí mật, ngay cả nhà họ Dương ở Đế Đô như bây giờ cũng không tìm ra được. Nhà họ Dương ở Đế Đô nợ anh, sớm muộn gì Dương Tiêu cũng phải lây lại từng thứ một, với lại không phải chỉ chút phần quà cưới này đã có thể làm tiêu tan sự âm ức trong lòng bao nhiêu năm qua. Đánh bạn một trận, sau đó đưa cho bạn một viên kẹo là xong sao? Sao có thể? Thái độ Đường Dĩnh ngạo mạn khịt mũi, Dương Tiêu, anh đang ghen tị chứ gì, sao tôi lại không mang nôi những món đồ trang sức này? Bây giờ tôi đã lọt vào mắt xanh của Dương Bân Hàn cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô, tôi sắp trở thành phu nhân giàu có. Các người đã được định sẵn cả đời này, không thể đứng thẳng trước mặt tôi. Đúng vậy, Dĩnh Dĩnh, phế vật này đang ghen tị, không cần nói chuyện với cậu ta. Đường Hạo khinh thường nói. Đám con cháu nhà họ Đường nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt khinh thường, bọn họ đã xác định Đường Dĩnh đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Dương ở Đế Đô.
Bây giờ Dương Tiêu không thèm thừa nhận mình đến từ nhà họ Dương ở Đế Đô. Nếu Đường Dĩnh này rất ham mê phù phiếm, thì kệ để cô ta tiếp tục ham mê phù phiếm đi. Một ngày nào đó, thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đế Đô của anh sẽ được tiết lộ, chắc chắn Đường Dĩnh sẽ trợn tròn mắt. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, bây giờ anh có chuyện phải làm, anh đi trước. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật đầu. Cô không quan tâm đến việc nhà họ Dương ở Đế Đô đưa quà cưới giá trên trời cho Đường Dĩnh, bởi vì Dương Tiêu đã cho cô đủ lãng mạn rồi. Chỉ cần Dương Tiêu vẫn luôn yêu cô sâu đậm, cho dù là nghèo khó hay phú quý, Đường Mộc Tuyết cũng sẽ đi cùng Dương Tiêu đến già. Nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Tiêu rời đi, Đường Dĩnh khinh thường nói, rác rưởi vô dụng. Phế vật, Đường Dĩnh lại chế nhạo. Như thế bọn họ, đã leo lên cành cao nhà họ Dương ở Đế Đô, đời này, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bị bọn họ dâm dưới chân. Bên trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao ở Trung Nguyên. Trịnh Thu quản gia của nhà họ Dương ở Đế Đô nhìn Dương Tiêu nói, tôi biết cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ tới, cậu chủ nhỏ, trong nháy mắt nhiều năm không gặp cậu chủ nhỏ đã thành ra lập nghiệp cả rồi. Ông nội Trịnh, trong nháy mắt nhiều năm không gặp, Dương Tiêu hơi thôn thức. Dương Tiêu không có chút thiện cảm gì với nhà họ Dương ở Đế Đô, Trịnh Thu là bề trên duy nhất mà Dương Tiêu vẫn luôn kính trọng. Trịnh Thu cười hiền hòa nói, cậu chủ nhỏ, bà chủ rất nhớ cậu, không biết khi nào cậu chủ nhỏ sẽ chuẩn bị trở lại Đế Đô. Bà ta rất nhớ tôi. Ông nội Trịnh, đừng nói những lời khách sáo này. Năm đó bà ta đối xử với tôi như nào, ông biết rất rõ mà. Dương Tiêu nắm chặt tay. Bà cụ nhà họ Dương ở Đế Đô là bà nội ruột của anh. Bởi vì mẹ anh là vợ hai của cha anh, nên bà cụ chưa bao giờ mong chờ gặp gia đình họ. Năm đó cho dù cha anh mất tích bà cụ cũng chưa từng đi điều tra, huống chỉ là sông chết của anh và mẹ. Đêm khuya năm đó, dưới trời tuyết rơi dày đặc, Dương Tiêu bị nhà họ Dương ở Đế Đô tàn nhẫn đuổi đi. Trong màn đêm mênh mông, trên thân hình gây ôm Dương Tiêu chỉ mặc bộ quần áo đơn bạc mang theo hận thù rời khỏi nhà họ Dương ở Đế Đô. Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ cười rộ lên. Ánh mắt bà cụ lạnh lùng không chút cảm xúc, tất cả người nhà họ Dương ở Đế Đô đều trơ mắt đứng nhìn. Ông nội Trịnh đau khổ cầu xin nhưng bà cụ vẫn dửng dưng. Trong suy nghĩ của Dương Tiêu, bà cụ hoàn toàn không phải là bà nội của anh, mà là người đứng đầu nhà họ Dương ở Đế Đô cao cao tại thượng cách xa vạn dặm. Cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ của Dương Tiêu, Trịnh Thu thở dài trong lòng, những gì đã xảy ra khi đó ông thầy rất tiếc nuối. Trong nhà họ Dương ở Đế Đô, chỉ có Dương Tiêu tính tình cương trực, nhưng không may lại bị Dương Bân Hàn độc ác, nham hiểm, xảo quyệt gài bẫy đuôi khỏi nhà. Trịnh Thu cười hiền, hòa nói, cậu chủ nhỏ đã chín chắn hơn nhiều so với trước kia. Ông nội Trịnh, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đó là đứa trẻ. Dương Tiêu cười lắc đầu. Anh tôn kính Trịnh Thu, nhưng trong lòng anh có những nguyên tắc riêng. Nhà họ Dương ở Đế Đô nợ anh, Dương Tiêu nhất định sẽ dùng hai tay này đoạt lại. Trịnh Thu hài lòng gật đầu, bố mẹ cậu biết được tay chắn sẽ rất hài lòng. Cậu chủ nhỏ, năm đó cậu vẫn luôn muốn có một cơ hội chứng minh bản thân mình, bây giờ bà chủ sẵn sàng cho cậu một cơ hội chứng minh bản thân, không biết cậu chủ nhỏ có dự định như thế nào. Ông nội Trịnh, mấy năm trước đã không rõ tung tích của bố tôi, ông nhìn tôi trưởng thành, có một số lời tôi sẽ nói thăng. Dương Tiêu thấp giọng nói. Trịnh Thu đáp, cậu chủ nhỏ, cậu nói đi. Trong giây tiếp theo. Một luồng hào quang cực lớn bộc phát ra khỏi cơ thể Dương Tiêu, trong mắt anh rực lửa cháy kinh người. Nhà họ Dương ở Đế Đô nợ tôi nhất định sẽ lấy lại từng thứ một. Hành động của bà ta là bù đắp sao? Không, là chuộc tội. Cho tôi đủ thời gian, không cần cho tôi cơ hội chứng minh, tôi sẽ vươn xa bao trùm phía trên nhà họ Dương ở Đế Đô. Đúng vậy, theo quan điểm của Dương Tiêu, cái gọi là bù đắp của bà cụ là chuộc tội cho hành vi ngu ngốc của mình. Cho anh một cơ hội chứng tỏ bản thân, tất cả đều vô nghĩa. Dương Tiêu hiểu sâu sắc, bà cụ vẫn luôn lạnh lẽo vô tình, chắc chắn Dương Bân Hàn anh trai cùng cha khác mẹ của anh đã xâm phạm quyền lợi của bà ta mới nhớ tới người bị đuổi đi hồi đó. Về phân nhà họ Dương ở Đế Đô, Dương Tiêu hoàn toàn không để vào mặt. Trong thời kỳ đỉnh cao của anh, làm mưa làm gió, các quốc gia trên thế giới chấn động, vô số các nhà tài phiệt nghe tin sợ hãi, trước mặt anh nhà họ Dương ở Đế Đô u ám phai mờ. Nếu không phải bây giờ thực lực của Dương Tiêu chưa hồi phục hoàn toàn, anh đã trở lại Đế Đô từ lâu, khiến bà cụ vô cùng hối hận về quyết định năm đó. Đương nhiên, Dương Tiêu cũng thừa nhận nếu không phải sự lựa chọn năm đó của bà cụ, anh sẽ không được như ngày hôm nay. Điều mà Dương Tiêu hận là bà cụ lạnh lẽo vô tình,
không có trách nhiệm của bề trên, cha anh mất tích bà cụ không quan tâm không hỏi han. Dương Tiêu hận là mẹ anh phải chịu tủi nhục trong nhà họ Dương, bà cụ chỉ lạnh lùng dửng dưng. Trịnh Thu không cảm thấy Dương Tiêu ăn nói ngông cuồng, mà ông càng hài lòng hơn, Kim Lân há phải vật trong ao, vừa gặp gió mây sẽ biến thành rồng, tôi rất mong chờ ngày cậu chủ nhỏ hóa rồng trở về. Có tin tức gì của bố tôi không? Bây giờ mẹ tôi có sống tốt không? Dương Tiêu hỏi. Trịnh Thu trịnh trọng nói, tôi đã tìm ra manh mồi và Vân đang hỏi thăm tung tích của chủ nhà. Từ lúc cậu chủ nhỏ rời đi, bà chủ nhỏ đã rời khỏi nhà họ Dương, kinh doanh nhỏ ở Đề Đô. Cậu chủ nhỏ yên tâm, có tôi ở bà chủ nhỏ sẽ an toàn. Cảm ơn ông nội Trịnh, Dương Tiêu cảm kích nói. Anh biết rõ trong toàn bộ nhà họ Dương chỉ có ông nội Trịnh quan tâm nhà bọn họ. Mẹ anh còn có ông nội Trịnh chăm sóc, những năm này cũng sẽ không quá buồn phiền. Trịnh Thu ân cần nói, cậu chủ nhỏ khách sáo rồi, tôi hiểu được thái độ của cậu chủ nhỏ, tôi lập tức trở về báo cáo với bà chủ. Trịnh Thu muôn rời đi Dương Tiêu cũng không giữ lại. Đợi ngày sức mạnh của anh hồi phục hoàn toàn, đó là lúc anh hóa rồng trở về Đề Đô. Trong những năm rời nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Tiêu đã sắp xếp mọi thứ ở Đề Đô. Hơn nữa, ngoài thân phận lưỡi dao sắc bén của đát nước, Dương Tiêu còn có thân phận vô cùng đáng sợ. Một khi thân phận này bị lộ, sẽ ảnh hưởng khắp thế giới, chỉ với một viên đá sẽ gây ra muôn ngàn sóng gió. Nhìn đoàn xe của ông nội Trịnh rời đi, Dương Tiêu nhìn lên trời nheo mắt lại. Bà cụ, bà thật sự cho rằng đây là bù đắp sao? Không, là chuộc tội. Đúng, đây là chuộc tội. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến. Thằng nhóc thối, thầy cho em không nhiều thời gian lắm. Một giọng nói già nua từ đầu dây bên kia vang lên. Nghe được giọng nói quen thuộc này, hai mắt Dương, Tiêu như có một tầng sương mù, thầy, em hiểu. Người gọi tới là thầy của Dương G. Tiêu, một ông già không đứng đắn thô lỗ. Năm đó Dương Tiêu bị nhà họ Dương ở Đề Đô tàn nhẫn đuôi đu, trước khi nhập ngũ, anh đã gặp được người thầy của mình là Dịch Tháp. Đúng vậy, thầy của Dương Tiêu tên là Dịch Thập, dễ liên tưởng đến những cô gái dễ mít ướt. Sao S, thấp nghĩa là âm ướt. Dịch Thập không phải là người bình thường, mà là người sáng lập Long Môn Tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Nhiều năm trước, anh bị nhà họ Dương ở Đề Đô tàn nhẫn đuổi đi, đầu tiên anh gặp được thầy Dịch Thập. Dịch Thập thần thông quảng đại. Thầy được tài năng phi thường và tỉnh thần kinh người của anh, đã phá lệ nhận anh làm học trò. Dịch Thấp chỉ dạy cho Dương Tiêu kỹ năng tuyệt học trong vòng một tuần, dạy cho Dương Tiêu tâm pháp tối cao của Long Môn, cử anh gia nhập quân đội phía tây bắc của vùng đát giàu có. Dựa vào sự dạy dỗ của Dịch Thấp cho mình, Dương Tiêu nhanh chóng trở thành lưỡi dao sắc bén của đát nước, khiến cả thế giới sửng sốt. 5 năm trước, anh đã dẫn dắt đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng hoàn thành nhiệm vụ. Bị đột kích bởi 8 người trong 10 sát thủ hàng đầu thế giới, Dương Tiêu bị thương nặng và lui về thành phố Trung Nguyên. Khi đó, trước khi ở dễ Dương Tiêu đã hỏi thầy Dịch Thấp trước. Dịch Thấp nói với anh, ông trời sẽ giáng xuống những trách nhiệm lớn lao, nên con người cũng vậy. Trước hết phải khổ tận tâm trí, gân cốt cực khổ, da thịt cực đói, con người khôn cùng, rồi loạn hành vi, cho nên động lòng phải nhẫn, không thể hưởng lợi. Dịch Thấp có một tính cách rất kỳ lạ. Luôn tỏ ra thoải mái với Dương Tiêu, đã truyền lại chức vị Long chủ của Long Môn Tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới cho Dương Tiêu. Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, trong nội bộ có những cao thủ như mây, võ công như hoàng đế Nam Mỹ chỉ làm những việc linh tinh trong đó. Dương Tiêu bị thương nặng, Dịch Thấp truyền lại tâm pháp tối cao của Loa Phi Môn, cho đến bây giờ Dương Tiêu vẫn chưa học hê. Hơn nữa, mấy năm nay Dịch Thấp chưa từng liên lạc với Dương Tiêu suýt đã quên mật thầy của mình. Dịch Thấp nói đùa, cho em thêm nhiều nhất là 2-3 tháng, thằng nhóc thối, em phải lo xong chuyện hỗn loạn bên đó của mình. Long chủ mà không xuất hiện nữa, như răn mất đầu, nội bộ sẽ nổ tung. Dương Tiêu dở khóc dở cười, anh thật sự không muốn kê thừa thân phận Long chủ này. Bây giờ tâm tính của Dương Tiêu đã bình tĩnh trở lại, anh chỉ muốn sau khi giải quyết xong nhà họ Đường và nhà họ Dương ở Đề Đô, anh sẽ ngày ngày cùng Đường Mộc Tuyết tạo thế hệ mới. Với lại, Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, Long Môn không chỉ giàu có ở các nước địch, mà còn có vô số cao thủ. Nghĩ mà xem Hoàng đế Nam Mỹ chỉ làm chuyện linh tinh trong đó, cao thủ bên trong đó đã đạt tới mức độ khiếp sợ nào. Dịch Thấp ném Long Môn cho anh, nhưng Dương Tiêu chưa từng đến tổng bộ Long Môn lây một lần. Không cần phải nghĩ, nhiều tay lão làng chắc chắn đã thèm muốn vị trí Long chủ này. Nếu Dương Tiêu muốn trở thành Long chủ, thực lực của anh cân mạnh hơn,
chỉnh phục được bọn họ. Trong thời kỳ đỉnh cao mặc dù Dương Tiêu làm chân động, quét ngang tất cả kẻ địch. Tuy nhiên, xét cho cùng, trên thế giới này vẫn tồn tại một số tồn tại bí ẩn và cao thủ ở ân, Dương Tiêu hiểu tồn tại khủng khiếp này có lẽ không yêu hơn anh. Thầy, bảo đao của người còn chưa già, hay người cứ quản lý Long Môn trước đi? Dương Tiêu ngập ngừng hỏi. Dịch Thấp tức giận nói, người trẻ tuổi phải xông pha nhiều hơn. Thằng nhóc thối, Long Môn là của em, ông già này bận cả ngày, làm sao có thời gian xử lý chuyện phiền phức của Long Môn? Người rất bận, thật hay giả? Dương Tiêu nghi ngờ hỏi. Dịch Thập đáng sợ như thế nào Dương Tiêu cũng không biết, chỉ một tuần đã khiến anh trở thành lưỡi dao sắc bén của đất nước, làm sao sức mạnh của ông ấy có thể kém. Dịch Thập khít mũi, này, thằng nhóc thối còn dám nghi ngờ thầy hả? Đã nói rất bận mà, rút, lên trước một chút, tự mình làm đi, đúng đúng đúng, cứ như vậy, ôi, hay lắm, cứ như vậy, tiếp tục bảo đảm như vậy. Thằng nhóc thối, thầy phải tập giãn cơ, tạm biệt. Đầu bên kia truyền tới một đoạn âm thanh, điện thoại đã hoàn toàn bị cúp máy. Khóe miệng Dương Tiêu co giật mạnh, cứ tưởng Dịch Thấp bận chuyện gì, hóa ra lại là bài tập giãn cơ khẩn tả nồi. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã quen với điều đó, thầy Dịch Thấp của anh giống, như cái tên, không nghiêm túc, ý ại suốt ngày nói với anh mình là người nghiêm túc. Dương Tiêu thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Thế giới chỉ biết anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Nhưng họ không biết Dương Tiêu còn là thủ lĩnh của Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Trước khi Dịch Thấp tuyên bố với thế giới Dương Tiêu là Long chủ đời thứ hai, cả thế giới đã sôi sục. Trong nội bộ Long Môn có vô số người phản đối, các thế lực thù địch trên khắp thế giới đã sẵn sàng ra tay. Liên quan đến thân phận lưỡi dao sắc bén của đất nước, có vô số người muốn giết Long chủ của Long Môn tổ chức bí ẩn lớn nhất trên thế giới. Giờ phút này, Dương Tiêu cảm thấy áp lực chưa từng có. Anh thực sự định rửa tay gác kiếm rút lui, ôm Đường Mộc Tuyết trong tay tạo thế hệ tiếp theo công hiến cho nhân loại, ai ngờ loại bỏ được lớp này lớp khác lại trôi lên. Vẻ mặt Dương Tiêu phức tạp lầm bẩm, những cứ tưởng lòng người quân tử, hào khí xung thiên giúp đời giúp nước. Cuối cùng mình vẫn khó tự chăm sóc mình. Sao kiếp giang hồ của Lý Bạch, bản dịch của Thiêu Ngọc Sơn. Hán Việt, thiên hạ phong vân xuất ngã bồi nhát nhập giang hồ tuế mộng tồi dịch, những cứ tưởng lòng người quân tử. Hào khí xung thiên giúp đời giúp nước nhà họ Đường, nhà họ Dương ở Đề Đô, mồi thủ đâm máu của đội đặc chiến 5 năm trước và Long Môn, đều cần thời gian để giải quyết. Dương Tiêu không thèm nghĩ ngợi nhiều, ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là đánh ngã bà cụ Đường, hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên vị trí trên. Vừa rời khỏi khách sạn, Dương Tiêu nhận được cuộc gọi từ Cung Minh. Cậu Dương, tối nay là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh thường niên ở thành phố Trung Nguyên. Thời gian là 7 giờ tôi. Không biết cậu Dương có rảnh tham dự không? Cung Minh hỏi. Dương Tiêu cười nói, được, tối nay tôi sẽ tham dự. Hiện tại tập đoàn Tuyệt Tiêu vừa mới thành lập, sau này cần phải xử lý đám quan chức cấp cao này ở thành phố Trung Nguyên, quen biết bọn họ là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc thì rông mạnh cũng không đánh được dân địa phương. Sau này mình không ở thành Trung Nguyên, Đường Mộc Tuyết phải một mình đối mặt với tình hình chung, với điều kiện phải có mạng lưới của địa phương. Sau khi đồng ý với Cung Minh sẽ tham gia hội nghị giao lưu kinh doanh, Dương Tiêu lái xe đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Long Ngũ đại ca, bên nhà họ Điền kia thế nào rồi? Dương Tiêu hỏi. Long Ngũ chán nản nói, tối hôm qua tên khốn Điền Lộc sợ hãi ngất xỉu, cả đêm không ra, người của chúng ta không thể xông vào giết chết ông ta. Không sao, cái chết của Điền Chấn Hưng có thể coi là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Điền Lộc. Nếu tái phạm, ông ta sẽ bị đưa tiễn về Tây. Thiên. Dương Tiêu nói với ánh mặt lạnh lùng. Điền Lộc không chết đã nằm trong dự đoán của Dương Tiêu, bây giờ lực lượng của nhà họ Điền bị tổn thương rất lớn, trong chốc lát Điền Lộc không có ý định đối phó với tập đoàn Tuyết Tiêu. Trừ khi, ông ta thực sự không định xông nữa. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của Dương Tiêu là đối phó với nhà họ Đường. Trạng vạng, Dương Tiêu chở Đường Mộc Tuyết đến khách sạn nơi tổ chức hội nghị giao lưu kinh doanh. Sau khi biết chuyện Đường Mộc Tuyết cũng không từ chối. Điều này khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy an toàn, Dương Tiêu dẫn cô đi vào dịp quan trọng này, điều này đủ để chứng minh tình cảm của Dương Tiêu đội với cô là trung trinh không thay đổi. Vừa bước xuống xe, một chiếc Bugatti Veyron trị giá 40 triệu tệ đã dừng lại cạnh Maserati. Bước xuống xe là bóng dáng Đường Dĩnh Diện trang phục của một thương hiệu quốc tế, ăn mặc cầu kỳ, toát lên vẻ xa hoa. Đường Dĩnh đeo kính râm, trên tay là một chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng, nhìn thấy.
Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyệt cô ta tỏ ra kiêu ngạo như một cô chủ nhà giàu, chó ngoan không cản đường, hai con dế nhũi kia tránh ra cho tôi. Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc. Đường Dĩnh ở trước mặt cô ăn mặc như một minh tinh, nếu có vài vệ sĩ vây quanh thì càng không chê vào đâu được. Nếu không phải giọng nói của Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết đã suýt không nhận ra. Dương Tiêu khít mũi, chó ngoan không cản đường. Đường Dĩnh, cô mang ai hả? Bây giờ Đường Dĩnh tự cho mình là mợ chủ của nhà họ Dương ở Đế Đô, tự nhiên cô ta không coi ai ra gì. Đêm nay là hội nghị giao lưu kinh doanh thường niên của thành phố Trung Nguyên. Khi biết món quà giá cao kia là dành cho Đường Dĩnh đã đặc biệt được nhận lời mời, điều này khiến Đường Dĩnh càng thổi phồng. Nghĩ mình sắp trở thành phượng hoàng giữa đám đông, cô ta nào thèm nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nhiều hơn. Tôi nói hai người đấy. Đường Mộc Tuyết nhìn xe của tôi xem, Bugatti Veyron trị giá 40 triệu tệ, nhìn. Túi sách của tôi xem, phiên bản giới hạn toàn cầu, hơn 1 triệu tệ. Tôi cũng mua một căn biệt thự hơn 50 triệu tệ, cô xem Dương Tiêu cho cô thứ gì. Đường Dĩnh kiêu ngạo nói. Từ nhỏ cô ta đã không thích Đường Mộc Tuyết, lần này cuối cùng cô ta cũng có vốn để khoe khoang. Dương Tiêu nghe vậy, nhướng mày nói, cái gì? Cô Tiêu hệt quà tặng tiên mặt. Vậy thì sao? Chỉ có 100 triệu thì đáng bao nhiêu? Tôi sắp gả cho nhà họ Dương ở Đế Đô, đừng nói 100 triệu tệ, thậm chí 1 tỷ, 10 tỷ tệ cũng là chuyện tầm thường. Đường Dĩnh khít mũi. Dương Tiêu hoàn toàn không nói nên lời, Đường Dĩnh đã tiêu hết món quà 101 tệ tiền mặt trong vòng chưa đầy một ngày. Dương Tiêu chế nhạo trong lòng, như vậy cũng tốt, hai ngày nữa tính số sau mới vui. Hiện tại Đường Dĩnh đang đem mình lên cao đến mức nào, thì vài ngày nữa cô ta sẽ rơi xuống thảm hại như thế. Đường Dĩnh kiêu hãnh như thiên nga trăng, đêm nay là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh, hai người đến đây làm gì? Liên quan gì đến cô? Dương Tiêu trực tiếp mang lại. Bây giờ Đường Dĩnh này tràn đầy ưu việt, cô ta cho rằng mình là thiên nga trắng thanh cao. Mà ở trong mắt Dương Tiêu, cô ta là một tên hề toàn diện. Nhìn thấy Dương Tiêu lại dám nói chuyện với mình như vậy, Đường Dĩnh nổi giận, được lắm, đồ rác rưởi nhà anh dám nói chuyện với tôi như vậy. Tối nay là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh thường niên. Hai con dế nhũi các người có tư cách gì mà vào. Nói xong, Đường Dĩnh lắc tấm thiệp mời trong tay, như thế cô ta đã thắng trận đang diễu võ Dương Oai. Cứ như thể lời mời này chỉ dành cho giới thượng lưu, mà Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết lại không có. Nực cười, Dương Tiêu chế nhạo. Chữ ong 1065. Đường Dĩnh đi tới cửa khách sạn. Đứng trước mặt nhân viên kiểm tra tra thiệp mời chỉ vào Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết khinh thường, hai con dế nhũi này không có thiệp mời, đừng cho vào. Vâng, thưa cô, nhìn thấy bộ quần áo phi thường của Đường Dĩnh nhân viên phục vụ nào dám xúc phạm Đường Dĩnh. Tư thế Đường Dĩnh cao ngạo khinh thường nói, loại dế nhũi như hai người, cả đời này không đủ tư cách bước vào một địa điểm cao cấp như vậy. Không đủ tư cách, ai nói cậu Dương và cô Đường không đủ tư cách. Đột nhiên, một giọng nói âm vang vang lên. Cung Minh chậm rãi bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng. Do ông Cung, nhân viên phục vụ ở cửa há to miệng. Anh ta thầm mừng rỡ trong lòng, may mà vừa rồi anh ta không quan tâm nhiều chuyện, nếu không anh ta xúc phạm hai người này thì đã xong đời rồi. Rõ ràng, hai người này là bạn của ông Cung. Đường Dĩnh nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói, chủ. Chủ nhà Cung. Đường Dĩnh đương nhiên biết chủ nhà của nhà họ Cung, gia tộc mạnh số 1 ở Trung Nguyên. Chỉ là cô ta biết Cung Minh mà Cung Minh lại hoàn toàn không bia cô ta. Cậu Dương, cô Đường, hai người không bị kinh hãi chứ? Cung Minh bước lên trước hỏi. Dương Tiêu nở nụ cười nhẹ, không sao, gặp phải tên hề nhảy nhót ý mà, không cần quan tâm. Xin chào, ông Cung, tay chân, Đường Mộc Tuyết hơi luông cuông. Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa cô và Cung Minh, Đường Mộc Tuyết thấy hơi vừa vui mừng vừa sợ. Trong suy nghĩ của cô, Cung Minh là tồn tại hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Cung Minh chỉ vào Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nói với nhân viên phục vụ, họ là bạn của nhà họ Cung tội. Ai dám vô lễ với họ thì chính là vô lễ với nhà họ Cung chúng tôi, hiểu không? Vâng, ông Cung, nhân viên phục vụ trả lời ngay lập tức. Cung Minh đưa mắt nhìn Đường Dĩnh, nhìn cách ăn mặc sang chảnh của Đường Dĩnh, ông ta sững sờ không nhớ ra cô ta là con gái của gia đình nào ở Trung Nguyên, cô là ai? Tôi là Đường Dĩnh người nhà họ Đường. Đường Dĩnh nào dám do dự lập tức trả lời. Cung Minh ngạc nhiên nói, Đường Dĩnh, người nhà họ Đường. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Hình như tôi không mời người nhà họ Đường mà.
chủ nhà cung, nhà họ Đường không được mời tới tham gia hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh, nhưng cá nhân tôi được mời. Trước mặt Cung Minh, hiển nhiên khí thế Đường Dĩnh yếu đi hơn nhiều. Cung Minh giễu cợt, cô có tư cách gì? Quà cưới giá trên trời của nhà họ Dương ở Đê Đô hả? Sau đó, Cung Minh không thèm đếm xỉa đến Đường Dĩnh, đưa Dương Tiệu và Đường Mộc Tuyết vào địa điểm chính. Cảm nhận được sự coi thường của Cung Minh, Đường Dĩnh như muốn nổ tung. Có tư cách gì, dựa vào quà cưới giá trên trời của nhà họ Dương ở Đê Đô? Đây không phải là đang xem thường mình sao? Nghĩ đến câu nói tên hề nhảy nhót mà Dương Tiêu nói vừa rồi, Đường Dĩnh như muốn nổi điên. Cung Minh, ông định làm gì hay chờ tôi gả vào nhà họ Dương ở Đê Đô, đứng trước mặt Đường Dĩnh này ông còn chẳng bằng cái răm. Còn Dương Tiêu rác rưởi kia nữa, dám nói tôi là tên hề nhảy nhót. Hơi anh còn không bằng cả một tên hề, trong mắt tôi anh chỉ là con chó hoang ăn bám phụ nữ. Đường Dĩnh mắng chửi trong lòng, nhìn chằm chằm ba người Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết và Cung Minh vô cùng oán hận. Cung Minh không hề tin món quà cưới của nhà họ Dương ở Đề Đô tặng cho Đường Dĩnh, ông ta đã nghe qua Đường Dĩnh là loại người gì, trông hơi xinh lại ham mê phù phiếm, khá thô tục. Ngược lại Dương Tiêu họ Dương, Dương Tiêu có lai lịch phi thường, có thể quà cưới cao ngất trời này là quà cưới của Dương Tiêu. Có thể làm chủ nhà của nhà họ Cung, Cung Minh vô cùng thông minh, hoàn toàn tiếng để Đường Dĩnh vào mắt. Có rất nhiều người tham gia hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh này. Hầu hết đều là những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Trung Nguyên. Cung Minh chào hỏi Dương Tiêu, sau đó rời đi trước. Nhà họ Cung bọn họ là một trong những người phụ trách chính của hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh tối nay. Nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, trong mắt Đường Dĩnh tràn đầy oán hận. Muốn trả thù Đường Mộc Tuyết không? Lúc này, Triệu Vô Cực cậu chủ nhà họ Triệu mỉm cười đưa cho Đường Dĩnh một ly rượu đỏ. Đường Dĩnh biết Triệu Vô Cực là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết. Mà bây giờ cô ta không thể chờ đợi muôn dê chết bi không Mộc Tuyết, vì vậy cô ta hỏi, trả thù như thế nào? Rất đơn giản, đây là viên kim cương Nam Phi, khó khăn lắm tôi mới lấy được. Chỉ cần cô tìm cách bỏ nó vào túi của Đường Mộc Tuyết, cô có thể hủy hoại cô ta. Triệu Vô Cực lấy ra một viên kim cương lấp lánh. Bị Đường Mộc Tuyết liên tục từ chối, bị Dương Tiêu làm nhục nhiều lần, Triệu Vô Cực rất ghét hai người. Vì không thể có được Đường Mộc Tuyết, nên anh ta muốn tự tay hủy hoại Đường Mộc Tuyết. Người phụ nữ mà anh ta không có được, anh ta cũng không muốn Đường Mộc Tuyết có bất kỳ kết cục tốt đẹp nào. Đường Dĩnh cầm lấy viên kim cương Nam Phi, căm hận nói, được, tôi hợp tác với anh. Đường Dĩnh cầm ly rượu đỏ giả vờ vô tình va vào người Đường Mộc Tuyết, nhân tiện nhét viên kim cương Nam Phi vào túi của Đường Mộc Tuyết. Xin lỗi, tôi không có ý. Đường Dĩnh cười đùa. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, không làm phiền Đường Dĩnh. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Đường Dĩnh giơ động tác ok lên với Triệu Vô Cực. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực hét lên, mẹ kiếp. Viên kim cương Nam Phi tôi vừa mua bị mất, có ai nhìn thấy kim cương Nam Phi của tôi không? Cái gì, cậu Triệu, anh làm mất viên kim cương. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy cô ta ăn trộm. Đường Dĩnh lập tức chỉ vào Đường Mộc Tuyết. Cái gì, hát Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở thành phố Trung Nguyên ấn trộm kim cương Nam Phi của Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt. Mọi ánh mắt không thiện cảm đã khóa chặt trên người Đường Mộc Tuyết. Bị Đường Dĩnh chỉ thẳng mặt, rồi lại cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, khuôn mặt hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên khuôn mặt của Triệu Vô Cực hiện lên một nụ cười, Mộc Tuyết, em có ý gì? Ăn trộm viên kim cương Nam Phi của tôi. Em biết tôi thích em, nếu em muốn tôi có thể cho, nhưng em không thể trộm nói. Nhìn chăm chăm vẻ mặt vui đùa trên khuôn mặt của Triệu Vô Cực, lòng Đường Mộc Tuyết lạnh lẽo. Cô biết vừa nãy Đường Dĩnh chạm vào cô chắc chắn không có chuyện tốt gì. Như đã biết, Đường Dĩnh đã đẩy cô và làm vỡ đồ trang sức mà Hình Kiên chuẩn bị cho Dương Tiêu tại cuộc họp thường niên của nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết nhớ rất rõ trang sức đó trị giá 8 triệu tệ. Vừa nãy cô không bao giờ ngờ tới Đường Dĩnh và Triệu Võ Cực sẽ hợp lực hại cô. Đường Mộc Tuyết hoảng sợ nói, không phải, tôi không trộm kim cương Nam Phi của NHTL. Cô luôn hành động ngay thẳng quang minh lỗi lạc. Làm sao có thể ăn trộm viên kim cương Nam Phi của Triệu Vô Cực? Đây hẳn là một vở kịch hay do Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh hợp tác diễn, mục đích là khiến cô mất mặt, thân bại danh liệt trước mặt mọi người. Đường Dĩnh lộ ra một nụ cười thỏa thích, vừa rồi cô ta đã nhét thành công viên kim cương Nam Phi vào túi Đường Mộc Tuyết. Bây giờ lại vang lên tiếng hô to, không khác gì bùn vàng rơi âng đúng quân, chẳng khác gì cứt, Đường Mộc Tuyết hoàn toàn xong đời. Triệu Vô Cực cười điên cuồng trong lòng không thôi.
Đường Mộc Tuyết à, Đường Mộc, Triệu Vô Cực tôi không thể có được cô, vậy tôi sẽ tự tay hủy hoại cô. Đừng trách tội nhẫn tâm, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu thích vỡ vụn trong vòng tay của rác rưởi. Không trộm, vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng, không tin thì để tôi khám người cô. Ánh mắt Đường Dĩnh không thân thiện cười nhạo. Đối mặt với Đường Dĩnh hung hãn, Đường Mộc Tuyết lảo đảo, trên mặt không còn một chút máu nào. Đường Dĩnh chỉ vào Đường Mộc Tuyết nói với đám đông, nhìn thấy chưa? Kim cương Nam Phi của cậu Triệu bị Đường Mộc Tuyết trộm, bây giờ cô ta không dám để tôi khám người. Đường Mộc Tuyết không yên lòng, cô không dám cho khám người cô. Chắc chắn vừa nãy Đường Dĩnh đã động tay động chân, chắc chắn viên kim cương Nam Phi ở trong túi của cô. Một khi viên kim cương Nam Phi móc ra khỏi túi của mình, danh tiếng của mình sẽ thực sự bị hủy hoại trong chốc lát. Không ngờ Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở Trung Nguyên, lại thực sự là một tên trộm. Thật là ghê tởm. Đúng vậy, thật khiến người khác thất vọng. Trước đây nghe nói Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ mạnh mẽ truyền cảm hứng, nhưng bây giờ có vẻ thực sự khiến người khác thất vọng. Gả cho một thằng vô dụng thì làm sao có thể tốt hơn. Trong chốc lát, không ít người đều ném ánh mắt khinh thường, lời nói của họ như kim đâm khiến Đường Mộc Tuyết vô cùng đau lòng. Tôi không trộm, tôi thực sự không trộm, Đường Mộc Tuyết run rẩy nói. Triệu Vô Cực nói đùa, không trộm. Mộc Tuyết, tôi cũng không ngại nói thật với em, tôi đã mua viên kim cương Nam Phi này với giá 80 triệu tệ. Mọi người đều ở thành phố Trung Nguyên, cúi đầu không gặp ngưng đâu gặp. Em trả lại viên kim cương Nam Phi cho tôi không so đo nhiều với em, thế nào? Trước khi ra tay, Triệu Vô Cực đã chắc chắn trong hiện trường không? Có camera giám sát nên anh ta mới dám hành động táo bạo như vậy. Đường Dĩnh thầm sảng khoái trong lòng, lần trước cô ta ăn đăng trong cuộc họp thường niên của nhà họ Đường là do có camera giám sát, nếu không hành vi của cô ta sẽ không bị bại lộ ngay tại chỗ. Tôi không trộm, tôi không phải kẻ trộm, Đường Mộc Tuyết âm ức suýt khóc. Đáng tiếc, hầu hết không ai ở hiện trường tin Đường Mộc Tuyết. Nếu Đường Mộc Tuyết thật sự không ăn trộm, tại sao không cho khám người? Đường Dĩnh vênh váo hung hãng, thật sao? Nếu không phải cô trộm, vậy cô cho tôi khám xem. Tôi, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái lại. Viên kim cương Nam Phi giá 80 triệu tệ, đây không phải là con số nhỏ. Mọi người bắt cô ta lại, tông cô ta vào tù đồ. Đúng vậy, kẻ trộm không biết xấu hổ, đây là hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh, làm sao có thể chứa kẻ trộm. Rất nhiều người tại hiện trường đều vô cùng tức giận. Bọn họ nóng lòng muốn lập tức bắt Đường Mộc Tuyết lại. Nước mắt ấm ức của Đường Mộc Tuyết suýt nữa rơi xuống, tôi thật sự không ăn trộm, tôi thật sự không ăn trộm. Không trộm thì để chúng tôi khám người, cô, Đường Dĩnh tỏ vẻ như đã ăn chắc được Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh, trong lòng cô rất hoảng loạn. Một khi viên kim cương Nam Phi của Triệu Vô Cực thật sự nằm trong túi cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội. Không cho khám, chắc chắn cô đã ăn trộm. Đường Dĩnh nói lời sắc bén. Tôi thật sự không ăn trộm. Đường Mộc Tuyết tuyệt vọng. Đường Dĩnh cắn Đường Mộc Tuyết không buông, chính là cô ăn trộm. Mộc Tuyết, để bọn tôi kiểm tra xem có hay không là biết thôi mà. Triệu Vô Cực xoa tay chơi đùa. Ngay lúc Đường Mộc Tuyết đang do dự và bất lực, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mộc Tuyết, không phải chỉ là khám người thôi sao? Khám đi, không làm chuyện xấu không sợ ma gõ cửa, để bọn họ khám đi. Đường Mộc Tuyết quay đầu lại, chỉ thấy Dương Tiêu Đặng nhìn cô cưng chiêu, điều này khiến Đường Mộc Tuyết bình tĩnh lại như vừa được uống một viên thuốc an thần. Triệu Vô Cực búng tay, tốt lắm, cô Đường Dĩnh, làm phiên cô. Giả thần giả quỷ, xem tôi làm sao tìm được kim cương Nam Phi. Đường Dĩnh tiến lên một bước. Trong lòng Đường Mộc Tuyết rất căng thẳng, từ nhỏ đến lớn cô đã rất ngay thẳng, nếu thật sự có kim cương Nam Phi trên người thì sẽ gặp rắc rối lớn. Triệu Vô Cực tỏ vẻ vui đùa. Đường Dĩnh cười hả hê, như thể viên kim cương Nam Phi đang ở trên người của Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh dứt khoát mở túi của Đường Mộc Tuyết, ở trong này. Đột nhiên, khi nhìn rõ túi của Đường Mộc Tuyết sắc mặt Đường Dĩnh đanh lại. Hả, tại sao không có, mí mắt Đường Dĩnh giật giật. Cô ta nhớ rõ vừa rồi cô ta đã bỏ viên kim cương Nam Phi vào trong túi của Đường Mộc Tuyết mà Triệu Vô Cực cũng ngạc nhiên, không có. Làm sao có thể? Vừa nãy anh ta nhìn thấy Đường Dĩnh ra tay. Sao trong túi của Đường Mộc Tuyết lại không có? Không có, mọi người sửng sốt. Bọn Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh cho rằng là Đường Mộc Tuyết trộm, và phản ứng bất thường của Đường Mộc Tuyết khiến họ đều tin Đường Mộc Tuyết thật sự đã ăn trộm.
Không có, Đường Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm như được nguyên tội chết. Vừa rồi, trái tim cô như thắt lại trong cô họng. Dương Tiêu chế nhạo, có không? Đường Dĩnh, mắt cô mọc trong túi đó à? Tay của Mộc Tuyết nhà tôi còn trắng hơn tay cô, xông người ăn trộm ở chỗ nào? Ngược lại là cô, đột nhiên cắt Mộc Tuyết nhà tôi không buông, hành vi của cô rất kỳ lại. Vừa nãy Dương Tiêu đền chào Kim Đại Trung và những người khác, ai biết được Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh đã hợp tác hãm hại Đường Mộc Tuyết. May mắn Dương Tiêu tình cờ phát hiện kịp thời, vừa nãy anh không xuất hiện kịp thời là vì đã âm thầm giải quyết chuyện này. Bây giờ, anh đã tuyên chiến với nhà họ Đường, lời nói của Đường Dĩnh thối như đi di, đương nhiên Dương Tiêu sẽ không cho Đường Dĩnh một chút mặt mũi nào. Anh bảo mắt ai mọc trong đúng quần hả? Đường Dĩnh tức giận đến mức sâu hồ. Dương Tiêu giang hai tay nói, không phải sao? Nếu không phải thì tại sao cô lại vu khống Mộc Tuyết nhà tôi? Hừ, trên người Mộc Tuyết nhà tôi không có cái gọi là kim cương Nam Phi Kiều. Chắc chắn nó ở trên người Đường Mộc Tuyết, chắc chắn ở trong túi khác. Đường Dĩnh nói một cách tự tin. Sau đó, Đường Dĩnh lật qua các túi khác của Đường, Ân Mộc Tuyết, nhưng vân không có gì. Vẻ mặt Đường Dĩnh bối rồi, sao lại không có? Không thể nào. Dương Tiêu nhìn Đường Dĩnh đang sững sờ nói, sao cô lại biết viên nhi cương Nam Phi ở trên người Mộc Tuyết? Chẳng lẽ là cô để kim cương Nam Phi lên người Mộc Tuyết hoặc là cô ăn trộm viên kim cương Nam Phi? Vèo vèo vèo. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều quét mắt về phía Đường Dĩnh. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Đường Dĩnh sửng sốt, loạng choạng suýt nữa ngồi ngã trên mặt đất. Đúng vậy, làm sao Đường Dĩnh biệt viên kim cương Nam Phi của Triệu Vô Cực năm trên người của Đường Mộc Tuyết? Chẳng phải vừa nãy cô ta khăng khăng nói thấy Đường Mộc Tuyết đã lây sao? Bây giờ viên kim cương Nam Phi đó đâu? Sự việc xảy ra bất thường chắc chắn có quỷ, tại hiện trường có rất nhiều người nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, tất cả đều mưu mô, tất cả đều là những con cáo giả. Bọn họ động não, đã biết trong đó có âm mưu. Nhìn chằm chằm Đường Dĩnh đang sợ hãi, Dương Tiêu diêu cợt nói, sao vậy? Làm việc sâu chột dạ hả? Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Sao tôi có thể trộm kim cương Nam Phi của cậu Triệu chứ? Đường Dĩnh tức giận măng. Nói xong, Đường Dĩnh lật túi, không thấy có thứ gì gọi là kim cương Nam Phi cả. Trong giây tiếp theo, tất cả mọi người đều sững sờ, bối rối và hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Người bối rối nhất là Triệu Vô Cực, anh ta là người hoang mang nhất. Anh ta tận mắt nhìn thấy Đường Dĩnh đút viên kim cương Nam Phi vào túi Đường Mộc Tuyết, bây giờ viên kim cương Nam Phi không cánh mà bay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là viên kim cương Nam Phi mà anh ta mua với giá 80 triệu tệ, nếu vô duyên vô cớ bị mắt không đau lòng thì chắc chắn là giả. Sau khi chứng minh mình vô tội, Đường Dĩnh nhìn Dương Tiêu mắng, nhìn thấy chưa? Tôi không phải kẻ trộm. Thật sao? Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy cô bỏ viên kim cương Nam Phi vào trong túi sách. Dương Tiêu khoanh tay trước ngực châm chọc. Cái gì, bỏ vào túi sách của mình? Ha 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 ha, Đường Dĩnh cười thành tiếng. Cô ta nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một người thiêu năng. Vừa nãy có được viên kim cương Nam Phi cô ta nghĩ mọi cách bỏ vào túi của Đường Mộc Tuyết, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể nhét vào túi sách của mình? Trò đùa quốc tế gì vậy? Đường Mộc Tuyết khó hiểu nhìn Dương Tiêu. Anh thật sự nhìn thấy à hai? Mộc Tuyết, anh chưa bao giờ nói dối. Dương Tiêu nở một nụ cười già trẻ không gạt. Trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một luồng âm áp, cô biết đây là âm mưu chồng lại mình, vừa rồi đã được Dương Tiêu âm thầm giải quyết. Dương Tiêu nhìn Đường Dĩnh bằng ánh mắt như thiêu đốt, có gì mà buồn cười. Cô đã lấy viên kim cương Nam Phi của cậu Triệu, lại còn vu khống Mộc Tuyết nhà tôi, Đường Dĩnh, làm ơn hãy làm người đi. Đánh giám. Làm sao tôi có thể ăn trộm viên kim cương Nam Phi của cậu Triệu được? Thật vô lý, Đường Dĩnh kiêu ngạo nói. Vừa nãy có được viên kim cương Nam Phi cô ta nghĩ mọi cách bỏ vào túi của Đường Mộc Tuyết, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể nhét vào túi sách của mình? Trò đùa quốc tế gì vậy? Đường Mộc Tuyết khó hiểu nhìn Dương Tiêu, anh thật sự nhìn thấy à hai? Mộc Tuyết, anh chưa bao giờ nói dối. Dương Tiêu nở một nụ cười già trẻ không gạt. Trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một luồng âm áp, cô biết đây là âm mưu chồng lại mình, vừa rồi đã được Dương Tiêu âm thầm giải quyết. Dương Tiêu nhìn Đường Dĩnh bằng ánh mắt như thiêu đốt, có gì mà buồn cười. Cô đã lấy viên kim cương Nam Phi của cậu Triệu, lại còn vu khống Mộc Tuyết nhà tôi, Đường Dĩnh, làm ơn hãy làm người đi. Đánh giám, làm sao tôi có thể ăn trộm viên kim cương Nam Phi của cậu Triệu được? Thật vô lý,
Đường Dĩnh kiêu ngạo nói. Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Dương Tiêu, anh nói Đường Dĩnh trộm kim cương Nam Phi của tôi, anh có bằng chứng không? Đôi mắt của tôi là bằng chứng. Khóe miệng Dương Tiểu hơi nhếch lên. Đường Dĩnh khinh thường, vớ vẩn. Lúc này trong đầu Triệu Vô Cực có vô số dâu châm hỏi, bây giờ anh ta không nghĩ đến việc khiến Đường Mộc Tuyết thân bại danh liệt, mà chỉ muốn tìm viên kim cương Nam Phi của mình. Anh Dương đang nói vớ vẩn. Cô Đường Dĩnh, lúc nãy cô khám người cô Đường Mộc Tuyết. Bây giờ anh Dương tận mắt nhìn thấy cô đã lấy trộm kim cương Nam Phi, có qua có lại, có phải cô cũng nên để anh Dương khám không? Lúc này Hoa Mộ Tranh mỉm cười ở tới. Cô Hoa nhìn thấy người tới, nhiều người thoát lên. Hoa Mộ Tranh là người thuộc nhóm có chỉ số IQ cao trên thế giới, là có vấn của nhà họ Hoa, hiện được biết đến là người có chỉ số LQ cao nhất thành phố Trung Nguyên. Vừa nãy bọn họ đều nghi ngờ Đường Mộc Tuyết làm, hiện tại Hoa Mộ Tranh một người phụ nữ có trí thông. Minh như quỷ xuất hiện, khiến người ta phải cung kính. Dương Tiêu cười nhẹ, cô Hoa Mộ Tranh cũng đã nói như vậy, Đường Dĩnh, có phải cô nên mở túi ra cho mọi người nhìn không? Hừ, nhìn thì nhìn, có là gì đâu, tôi không trộm tùy ý kiểm tra. Đường Dĩnh không hề sợ hãi. Bên trong khách sạn có tủ nhỏ để đựng túi sách, mọi người đi theo Đường Dĩnh đến nơi cất giữ. Đường Dĩnh mở tủ đựng đồ, lấy chiếc túi hàng hiệu của mình ra. Vẻ mặt Đường Dĩnh hung dữ nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mở to mắt chó của anh ra xem có phải là do tôi trộm không. Đường Dĩnh khẽ khít mũi, dứt khoát mở khóa kéo của chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng. Hiti mọi người nhìn không kìm được hít vào một hơi lạnh. Đường Dĩnh hoàn toàn không nhìn túi, thay vẻ mặt sững sờ của mọi người, Đường Dĩnh khinh bỉ, muốn hãm hại tôi, không có cửa đâu. Không có cửa, thật sao? Dương Tiêu cười lắc đầu. Đường Mộc Tuyết nhìn vẻ mặt chợt lạnh. Đám người nổi tiếng có mặt tại hiện trường nhìn Đường Dĩnh với ánh mắt không tốt, như thế Đường Dĩnh là cặn bã. Nhận thấy ánh mắt của mọi người không còn thiện cảm, trong lòng Đường Dĩnh có linh cảm không tôi? Đường Dĩnh, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không? Triệu Vô Cực nắm chặt tay, tức giận nói. Cho cậu Triệu một lời giải thích. Đường Dĩnh càng bối rối hơn. Triệu Vô Cực tức giận chỉ vào túi của Đường Dĩnh, cô còn muốn ngụy biện. Chứng cứ rõ ràng. Cô còn muốn nói gì hả? Nhìn kỹ thì thấy, một viên kim cương Nam Phi sáng lấp lánh đang nằm trong túi của Đường Dĩnh. Đò mò, Đường Dĩnh vô thức nhìn vào, nhìn thấy viên kim cương Nam Phi trong túi sách, lúc này hai mắt cô ta trợn lên suýt rơi ra ngoài. Dương Tiêu chỉ vào viên kim cương Nam Phi trong túi của Đường Dĩnh. Đường Dĩnh, tôi đã nói rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy cô lấy trộm viên kim cương này, sao cô lại đổ tội lên người Mộc Tuyết nhà tôi? Tôi không ăn trộm. Đường Dĩnh suy sụp. Cô ta cho rằng mình bị hoa mắt nên dụi mắt, Đường Dĩnh thấy viên kim cương Nam Phi ở trong túi sách của mình. Trong chốc lát, mọi người chế nhạo. Thật không biết xấu hổ, bản thân mình trộm kim cương Nam Phi, không những không chịu thừa nhận lại còn hãm hại Đường Mộc Tuyết, thật sự tồi tệ. Đúng, làm sao loại người này lại vào được hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh này. Thật nực cười. Nghe nói hôm nay nhà họ Dương ở Đề Đô tới nhà họ Đường đưa quà cưới hơn 100 triệu tệ. Nói là đưa cho Đường Dĩnh, sao tôi lại thấy không rông như vậy? Nếu cậu chủ nhà họ Dương ở Đề Đô có thể nhìn chúng loại đồ vật này, thì thật là mắt mù mà, có hiểu lầm gì à? Giờ, phút này, không biết có bao nhiêu người nhìn Đường Dĩnh như nhìn tên hê nhảy nhót. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra vẻ vui đùa, không ai biết tất cả những chuyện này là do anh làm. Trong khoảnh khắc Đường Mộc Tuyết bị vu oan, Dương Tiêu vô tình đi ngang qua Đường Dĩnh. Nhìn thấy Đường Dĩnh nhét một viên kim cương Nam Phi vào túi Đường Mộc Tuyết, nhưng thật ra đã bị Dương Tiêu lây đi. Dương Tiêu giỏi việc che mắt mọi người này nhất, nếu Đường Dĩnh và Triệu Vô Cực có thể phát hiện ra mới thực sự là xảy ra chuyện ác. Sau khi lấy được viên kim cương Nam Phi, nhìn thấy Đường Dĩnh và Triệu Vô Cực lập tức vu khống Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nhìn thấy mọi chuyện đã bỏ viên kim cương Nam Phi vào túi của Đường Dĩnh. Ác giả ác báo. Dương Tiêu muốn dạy cho một người phụ nữ vô tích sự ham mê phù phiếm như Đường Dĩnh này một bài học nghiêm khắc. Đường Dĩnh trợn to hai mắt, chuyện này không phải do tôi làm. Đường Dĩnh, không phải cô làm, mẹ nó cô cho rằng tôi bị mù hả? Triệu Vô Cực nổi cơn tam bành. Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại viên kim cương Nam Phi đang ở trong túi của Đường Dĩnh, chuyện này hẳn là có liên quan với Đường Dĩnh. Nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Vô Cực. Đường Dĩnh sợ tới mức toàn thân giật mình, cậu Triệu, thật sự không phải tôi làm. Không phải do cô làm thì ai làm? Triệu Vô Cực tức giận thở hổn hển.
Cha Ti. Anh ta đi nhanh về phía trước, một cái bạt tai nhanh chóng rơi xuống, tát mạnh vào mặt Đường Dĩnh. Đường Dĩnh mất cảnh giác ngã xuống tại chỗ, dưới lực cực lớn nước miếng bay tứ tung. Bị tát mạnh vào mặt, đầu của Đường Dĩnh trở nên trống rỗng. Cô ta nghĩ nát óc cũng không hiểu, rõ ràng viên kim cương Nam Phi trị giá 80 triệu tệ nằm trong túi của Đường Mộc Tuyết, đang yên đang lành sao lại chui vào túi mình được. Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Tiêu, xem ra anh Dương nói rất đúng, viên kim cương Nam Phi này là do Đường Dĩnh người nhà họ Đường trộm. Cô Hoa quá lời rồi, tôi tình cờ nhìn thấy, không ngờ thật sự là Đường Dĩnh trộm. Dương Tiêu cười nhạt nói. Nghe thấy giọng điệu châm chọc của Dương Tiêu, Đường Dĩnh bắn ra ánh mặt hung hăng độc ác, cô ta điên cuồng chỉ vào Dương Tiêu, chắc chắn là anh ta ăn trộm, anh ta trộm rồi bỏ vào túi sách của tôi vụ oan cho tôi, ị. Tôi trộm, có bằng chứng không? Dương Tiêu chế giễu. Đường Dĩnh tức sắp nổ tung, bây giờ cô ta có thể chắc chắn rằng Dương Tiêu đã làm, ngoài anh ta ra sẽ không có người thứ hai. Đường Dĩnh phẫn nộ nói, camera giám sát, mau lấy camera giám sát ra, không phải tôi trộm. Camera giám sát, Đường Dĩnh, đầu cô bị bệnh à? Đâu có camera giám sát, Triệu Vô Cực tức giận măng. Vừa nãy Đường Dĩnh bị Triệu Vô Cực tát, cô ta đã quên mất ở đây không có camera giám sát. Hoa Mộ Tranh cười tươi như hoa, mọi người, con sâu làm dầu nồi canh như Đường Dĩnh này phải bị đuổi ra ngoài, mọi người thấy sao? Đuổi ra ngoài, phải đuổi ra ngoài. Một nhóm người tức giận nói. Đúng vậy, ném cô ta ra ngoài, nhìn thấy loại đồ vật này đã ghê tởm rồi. Bịch bịch bị trồ các nhân viên bảo vệ biết tin vội chạy đến, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã rất tức giận, Đường Dĩnh đã bị các nhân viên bảo vệ trực tiếp xách lên. Đường Dĩnh hét lên, không phải tôi làm, hoàn toàn không phải tôi làm. Tôi là người phụ nữ sắp gả cho nhà họ Dương ở Đê Đô, tôi không thèm ăn trộm một viên kim cương Nam Phi. Đáng tiếc không ai tin lời Đường Dĩnh bị ném thẳng ra ngoài. Trong mắt mọi người, chỉ cần nhà họ Dương ở Đề Đô còn chưa công bố chính tế thì ai cũng có thể ly chủ nhân của món quà giá cao ngất trời này. Nhà họ Đường nhiều phụ nữ như vậy, là ai còn chưa chắc đâu. Mau cút đi, hai nhân viên bảo vệ ném mạnh Đường Dĩnh xuống đất. Bị ném ngay cửa, đầu tóc Đường Dĩnh rồi bởi đâu còn dáng vẻ cao quý như vừa nãy. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, hét lên, không phải tôi làm, chắc chắn là tên rác rưởi Dương Tiêu vụ oan cho tôi. Không ai để ý tới Đường Dĩnh. Bây giờ chứng cứ rõ ràng, Đường Dĩnh thực sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đáng chết nghìn dao, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, hai người chờ đấy, tôi và hai người không đội trời chung. Còn tên khốn Triệu Vô Cực nữa, anh dám đánh tôi. Đợi đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cái bạt tai này. Đường Dĩnh chật vật đến cực điểm, cô ta cầm chiếc túi hàng hiệu lên che mặt, nước mắt lưng tròng bỏ đi. Vốn dĩ cô ta muốn khoe ở hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh, ai biết lại xảy ra trò hề máu chó như vậy, trộm gà không được còn mắt năm thóc, lần này quá xấu hổ. Sau khi dạy dỗ Đường Dĩnh xong, Dương Tiêu nhìn Triệu Vô Cực, cậu Triệu, vừa nãy anh khăng khăng một mực nói Mộc Tuyết nhà tôi trộm, bây giờ có phải anh nên xin lỗi Mộc Tuyết nhà tôi không? Chuyện này, mặt Triệu Vô Cực đông cứng lại. Vừa nãy anh ta thấy rõ ràng viên kim cương Nam Phi nằm trong túi của Bướn Mộc Tuyết nên mới dám kết luận Đường Mộc Tuyết lấy trộm. Bây giờ viên kim cương Nam Phi lại xuất hiện trong túi của Đường Dĩnh, không chỉ Đường Dĩnh sững sờ mà cả Triệu Vô Cực cũng không biết tại sao. Trực giác mách bảo Triệu Vô Cực rằng đây là một âm mưu, chắc chắn là một âm mưu. Hoa Mộ Tranh cười nói, cậu Triệu, đàn ông trai tráng dám làm dám chịu, vừa rồi anh hiểu lầm cô Đường Mộc Tuyết, không xin lỗi thì không thích hợp lắm. Đúng vậy. Cậu Triệu, đừng để chúng tôi coi thường NHTL không ít người, có quan hệ sâu với Triệu Vô Cực bắt đầu chế nhạo. Sắc mặt Triệu Vô Cực lúc trắng lúc xanh, trước sức ép của mọi người, anh ta không thể không hạ thấp thái độ nhìn Đường Mộc, Mộc Tuyết, tôi xin lỗi. Vừa nãy là do tôi hiểu lầm nghiêm trọng, tôi chưa làm rõ đã nói em trộm, là do tôi không đúng, tôi trịnh trọng xin lỗi Imo. Được rồi, Đường Mộc Tuyết không muốn nhìn Triệu Vô Cực nhiều hơn một chút nào. Đường Mộc Tuyết là người thông minh tỉnh táo, nếu chuyện này không liên quan đến Triệu Vô Cực, đánh chết Đường Mộc Tuyết cũng không tin. Trước đây cô không thích Triệu Vô Cực, bây giờ trong lòng cô càng ghê tởm đến cực điên. Cảm nhận được thái độ lạnh lẽo của Đường Mộc Tuyết, Triệu Vô Cực điên cuồng trong lòng không thôi. Mình là cậu chủ nhà họ Triệu một trong tứ đại gia tộc, có chỗ nào mà không xứng với Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết cứ như vậy vừa ý. Phế vật Dương Tiêu, Triệu Vô Cực rất không cam lòng.
Triệu Vô Cực đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó anh ta sẽ khiến Đường Mộc Tuyết hối hận vì lựa chọn của mình. Một ngày nào đó anh ta sẽ khiến Dương Tiêu quỳ gối trước mặt anh ta như chó vây đuôi trước chủ. Ngay lúc Triệu Vô Cực đang ảo tưởng, Dương Tiêu đột nhiên kinh ngạc nói, oi hình như chìa khóa xe của tôi bị trộm rồi, cậu Triệu anh có để ý thấy không? Lúc này, Dương Tiêu tỏ vẻ bối rối, sờ túi quần trên người, không tìm thấy chìa khóa xe của mình. Dương Tiêu, anh nói vậy là có ý gì? Nghe những lời của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực bực bội suýt nôn ra một ngụm máu giả. Vừa nãy anh ta vu oan cho Đường Mộc Tuyết không thành, bây giờ Dương Tiêu làm mất chìa khóa xe, còn hỏi anh ta có để ý thấy không, đây chẳng phải nói anh ta đã lấy trộm chìa khóa xe sao? Ồ, ngại quá tôi đã hiểu lầm cậu Triệu. Dương Tiêu tỏ vẻ như đã nhầm người. Anh liếc mặt nhìn mọi người có mặt hiện trường, mọi người tại hiện trường nhìn nhau, không nhìn ra được Dương Tiêu đang diễn trò hay. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, em nhìn thấy chìa khóa xe đâu không? Hả, anh làm mật chìa khóa xe à? Em nhớ rõ vừa nãy trước khi xuống xe anh đã rút chìa khóa xe rồi mày. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Dương Tiêu tỏ vẻ khổ sở nói, đừng nói nữa, vừa nãy anh không chú ý, chìa khóa xe bị trộm rồi. Nhiều người có mặt tại hiện trường không nói nên lời, người vào đây được không giàu thì cũng quý, ai rảnh rỗi không có việc trộm chìa khóa xe làm gì. Bên cạnh đó, loại đồ như xe xử lý, không dễ, nếu mục tiêu quá lớn sẽ rất dễ bị bắt. Ai rảnh không có việc lầy trộm chìa khóa xe làm gì. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, cô Hoa, cô có để ý thấy chìa khóa xe của tôi bị người khác lây mất không? Hoa Mộ Tranh vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã biết Dương Tiêu đang giả vờ. Hoa Mộ Tranh cố nhịn cười chỉ vào Triệu Vô Cực, anh Dương, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy cậu Triệu cầm một chùm chìa khóa. Cái gì, Triệu Vô Cực cầm một chùm chìa khóa? Nghe vậy, nhóm doanh nhân lớn có mặt tại hiện trường đều nhìn Triệu Vô Cực. Má nó, cô Hoa, cô đang đùa tôi hả? Chuyện này chẳng vui chút nào, mũi Triệu Vô Cực như sắp bốc khói. Xe của anh ta là một chiếc Lamborghini có giá trị, trong khi Dương Tiêu lái chiếc Maserati trị giá gần 2 triệu tệ. Chênh lệch giữa hai người khác nhau một trời một vực. Hơn nữa anh ta sinh ra đã cao quý, ăn nhiều no chết không có chuyện gì làm ăn trộm chìa khóa xe của Dương Tiêu làm gì. Hoa Mộ Tranh cười xảo quyệt, chẳng lẽ là tôi hoa mắt? Cô Hoa, rảnh thì ăn thêm đầu cá và mắt cá, thứ này rất tốt cho mắt. Triệu Vô Cực buồn bực không thôi. Bình thường anh ta không xúc phạm loại phụ nữ có trí thông minh quỷ quyệt như Hoa Mộ Tranh. Bây giờ Hoa Mộ Tranh tìm phiền phức to mình là có ý gì? Tuy nhiên, khóe miệng Dương Tiêu khẽ nhét nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực vui đùa nói, cậu Triệu, đừng nói sớm như vậy, nhớ anh lấy trộm chìa khóa xe của tôi thì sao? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như nhìn kẻ trộm, Triệu Vô Cực tức giận. Anh ta có thân phận cao quý, xuất thân từ nhà họ Triệu một trong tứ đại gia tộc, làm sao có thể quan tâm đến một chiếc Maserati? Dương Tiêu, tôi khuyên anh không có chuyện thì đừng tìm phiền phức. Triệu Vô Cực tức giận mắng. Nếu không phải có sự hiện diện của nhiều nhân vật kinh doanh ở thành phố Trung Nguyên, có lẽ Triệu Vô Cực đã tức giận bước tới đấm mạnh vào mặt Dương Tiêu rồi. Dương Tiêu đã tính toán kỹ cười nói, cậu Triệu vội cái gì? Chẳng lẽ có tật giật mình? Đánh giám, Maserati hỏng hóc của anh sẽ không lọt vào mất ông đây. Triệu Vô Cực tức giận. Hoa Mộ Tranh cố nén cười, lại nói tiếp, cậu Triệu, vừa rồi tôi đã tận mắt nhìn thấy anh cầm chùm chìa khóa. Chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm? Cô Hoa, cô cho rằng tôi sẽ lấy trộm chìa khóa xe của anh ta sao? Triệu Vô Cực xúc động có ý muốn hát bàn. Không nói đến một chiếc Maserati, cho dù là Maserati phiên bản đắt nhất thế giới, Triệu Vô Cực cũng không coi trong nó chứ đừ, ân nói đến việc ăn cắp. Nhóm doanh nhân lão làng nghe như lọt sương mù, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ số IQ của Hoa Mộ Tranh như quỷ, mọi người đều thừa nhận Hoa Mộ Tranh thông minh lanh lợi. Tuyệt đối không có khả năng vô cớ vu khống Triệu Vô Cực. Chẳng lẽ chìa khóa xe Maserati của Dương Tiêu thực sự bị Triệu Vô Cực trộm? Nhưng Triệu Vô Cực có thân phận gì? Sao anh ta có thể hạ thấp giá trị của mình trộm chìa khóa của một chiếc Maserati? Không khoa học, điều này thực sự không khoa học. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, cô Hoa, cô chắc chứ? Anh Dương, tôi rất chắc chắn. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh tràn đầy ý cười. Bây giờ Dương Tiêu là bạn trai trên danh nghĩa của cô, mặc dù là giả, nhưng giả vờ cũng là bạn trai. Dương Tiêu bị Triệu Vô Cực nhắm vào, đương nhiên Hoa Mộ Tranh muốn đứng ra giúp Dương Tiêu nói. Hơn nữa,
Hoa Mộ Tranh càng ngày càng hứng thú với thủ đoạn của Dương Tiêu, cô phát hiện mình thật sự nhìn không ra được người đàn ông trước mặt này. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với Hoa Mộ Tranh rằng Dương Tiêu không đơn giản, một khi thân phận bị bại ề sẽ khiến cô cực kỳ tàng sợ. Mặc dù cô không biết Dương Tiêu đã tính kế Triệu Vô Cực như thế nào, nhưng Hoa Mộ Tranh có thể chắc chắn chìa khóa chiếc xe Maserati của Dương Tiêu ở trên người Triệu Vô CC. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết xẹt qua, lúc này đầu óc cô sắp mông lung. Viên kim cương Nam Phi xuất hiện trong túi sách của Đường Dĩnh không rõ lý do, giờ lại mất chìa khóa xe. Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Không, đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dương Tiêu nhìn Triệu Vô Cực, cậu Triệu, cô Hoa xuất thân danh gia vọng tộc, sẽ không vụ oan cho anh. Chắc anh đã lây trộm chìa khóa xe của tôi. Trong khoảng thời gian này nhà họ Triệu các anh làm chuyện gì sắp phá sản à? Vậy mà ngay cả Maserati của tôi cũng nhớ mong. Dương Tiêu không hề một chút thiện cảm nào với Triệu Vô Cực, vì vậy anh nói rất thẳng, dùng từ ăn trộm thay vì lấy. Bị Dương Tiêu liên tục nhắm tới, Triệu Vô Cực thực sự muốn nôn ra máu. Mình vô duyên vô cớ trộm chìa khóa xe của Dương Tiêu làm gì? Đồ khốn kiếp, anh dám nói nhảm, tin hay không tôi xé miệng anh. Triệu Vô Cực tức giận. Dương Tiêu khốn kiếp này lại dám nguyên rủa nhà họ Triệu phá sản, thật sự sâu xa. Dương Tiêu diêu cọt trong lòng không thôi, vừa nãy anh đã chuẩn bị mọi thứ, tối nay Đường Dĩnh không chỉ mất hết mặt mũi, mà cả Triệu Vô Cực cũng sẽ bị cưỡng ép đuổi đi. Dám thiết kế vu khống đè dòng Mộc Tuyết, thật sự là không biết sống chết. Vì mình mà Đường Mộc Tuyết bị kiềm chế suốt 5 năm, bây giờ anh sẽ không khiêm tốn nữa, nhất định sẽ để Đường Mộc Tuyết hưởng thụ cuộc sống phồn hoa, không phải chịu nửa lời âm ức. Dương Tiêu nói đùa, nếu đã như thế, vậy chúng ta đánh cược, nếu chìa khóa xe của tôi ở trong túi của anh, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu Triệu, thay sao? Được, nếu chìa khóa xe không ở trong túi của tôi thì sao? Triệu Vô Cực nghiến răng căm hận. Dương Tiêu bình chân như vậy cười nói, nếu không ở trong túi của anh, đêm nay tôi sẽ tùy ý để cậu Triệu xử lý. Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết căng thẳng kéo cánh tay Dương Tiêu. Triệu Vô Cực không phải người tốt gì. Vừa nãy từ thái độ của Triệu Vô Cực và Đường Dĩnh cô đã nhìn ra. Nếu chìa khóa xe thật sự không nằm trong túi Triệu Vô Cực, chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ làm khó Dương Tiêu, đây không phải chuyện Đường Mộc Tuyết muốn nhìn thấy. Dương Tiêu an ủi cô, Mộc Tuyết, yên nào. Em yên tâm, không sao đâu. Nhìn thấy Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết liếc mắt đưa tình trước mặt mình, phối của Triệu Vô Cực như sắp nổ tung. Anh ta đã theo đuổi Đường Mộc Tuyết rất nhiều năm, nhưng Đường Mộc Tuyết không thèm liếc mắt nhìn. 5 năm trước, Đường Mộc Tuyết đột nhiên kết hôn với rác rưởi Dương Tiêu này, mà anh ta đã đi du học. Lúc trở về nước, Đường Mộc Tuyết đã là vợ người ta, còn gả cho một thằng vô dụng.